Các bạn mến, mình sửa lỗi từ tập 214 đến tập 220. Ở mỗi chương đều thiếu một đoạn, mong các bạn thông cảm nha. Cảm ơn bạn nghi lò 4924 đã chỉ ra lỗi này. Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 216. Tiến vào hỗn độn giới, anh bắt đầu trải qua lôi kiếp. Lôi kiếp lần này không giống trước. Nó là lôi kiếp hỗn độn, lôi vân hỗn độn đánh xuống từng chùm sét đáng sợ. Lần đầu tiên, Ngô Bình bị bổ rách cả quần áo, da chóc thịt bong, máu chảy ròng ròng. Anh cắn răng, nuốt một tiên quả hỗn độn, tiếp tục chịu đựng. Tia thứ hai, thứ ba đánh xuống. Dưới sự oanh tạc của sấm sét hỗn độn, dược lực của tiên quả phát huy tác dụng, thấm vào từng tế bào. Anh bị bổ liên tục 7 lần rồi lôi kiếp mới biến mất. Vết thương trên người Ngô Bình khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Hiện tại anh chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, lẩm bẩm trong miệng, xem ra nên trải qua đại thần kiếp và tiểu thần kiếp ở đây. Kế tiếp, Ngô Bình tu luyện trong hỗn độn giới, không tới 2 ngày, thần anh trong pháp thai đã trưởng thành, khác ở chỗ là thần anh của Ngô Bình là cấm kỵ thần anh. Lúc này, Ngô Bình cảm thấy thời cơ đã chín muồi, pháp thai tỏa hào quang, từ một chia thành hai, một bóng dáng to lớn vọt ra. Bóng dáng lao lên trời, biến thành thần anh khổng lồ cao 28 vạn trượng, che phủ cả bầu trời, hơi thở đáng sợ khiến sinh linh chung quanh đều run rẩy. Một lát sau, Ngô Bình thu hồi thần anh biến trở lại thành kích thước người thường, tới bên cạnh Ngô Bình. Thần anh rất thích hỗn độn giới, không ngừng hấp thu linh khí ở đây. Ngô Bình kinh ngạc phát hiện linh khí hỗn độn có thể thăng cấp cấm kỵ. Nói cách khác, anh không cần tu luyện chỉ cần ở đây mỗi ngày là cấm kỵ thần anh sẽ từ từ mạnh lên. Lần nữa thăng cấp cảnh giới thần anh, thực lực của Ngô Bình đã tăng mạnh, từ căn nhà nhỏ, anh bắt đầu dò xét xung quanh, thậm chí tìm thấy không ít linh dược, tệ nhất cũng là linh dược cấp 12. 7 ngày sau, Ngô Bình rời khỏi hỗn độn giới. Anh và người nhà bàn bạc, hỏi họ có bằng lòng xuống thế tục không? Dù sao trước kia gia đình họ cũng sinh hoạt ở trái đất. Mà thế tục coi như một bản sao khác của địa cầu, sống ở đó cũng không xa lạ. Sau khi bàn bạc, mọi người đều đồng ý xuống thế tục sống. Vì vậy, để chuẩn bị cho người nhà, Ngô Bình còn xuống thế tục một lần để thu xếp. Thế tục, Thiên Tuần Nha Môn. Ngô Bình cầm danh ngạch của mình tới, gặp quản lý của Thiên Tuần Nha Môn, là một người đàn ông trung niên để râu chữ bát, người này tên Dương Thái, gương mặt béo tròn, khi nói luôn cười ha ha. Hiển nhiên ông ta đã nghe nói về Ngô Bình, lập tức cho người thu xếp giúp anh một chức vị nhàn rỗi. Thật ra Ngô Bình cũng không cần địa vị gì, cái anh cần là đặc quyền của một thành viên Thiên Tuần Nha Môn. Nếu không có thân phận này, anh không thể hỏi tới những việc sau này của Giang Nam, chức Giang Nam Vương cũng phải đổi người. Nhưng hiện tại, anh có thân phận ở Thiên Tuần Nha Môn thì có thể tiếp tục giữ chức vị Giang Nam Vương, còn có thể thu xếp thân phận dân bản xứ cho người nhà. Dương Thái khách sáo cười nói, Câu Ngô, nghe tiếng đã lâu, có tin đồn cậu là viện trưởng của Viện Đan Đạo Nguyên Thủy Sơn à? Ngô Bình cười nói, đúng vậy, sau này quản lý cần đan gì, tìm tôi là được. Dương Thái mừng rỡ, vậy thì tốt quá. Không biết cậu Ngô có đan dược nâng cao tư chất không? Thằng con nhà tôi bất tài, tư chất bình thường, làm tôi sầu quá. Với thân phận quản lý Thiên Tuần Nha Môn của Dương Thái, ông ta có thể tiếp xúc những nhân vật phi thường nên cũng có nhiều cách nâng cao tư chất cho con trai. Hiện tại ông ta tìm Ngô Bình tất nhiên là vì muốn kiếm một đan dược phi phàm, nâng tư chất lên thật cao. Ngô Bình cười nói, tôi có một loại thiên kiêu đan, chẳng hay quản lý Dương có hứng thú không? Dương Thái hiển nhiên từng nghe tên đan dược này, không biết phẩm chất thế nào. Ngô Bình, tuyệt phẩm, Dương Thái sáng mắt, tuyệt phẩm sao? Tốt quá, thật ra ông ta cũng đã mua thiên kiêu đan nhưng phẩm chất chỉ đạt tới trang thượng, kém xa tuyệt phẩm. Ngô Bình đưa cho ông ta một viên đan dược, người này cảm ơn không ngừng. Chào tạm biệt Dương Thái xong, Ngô Bình vào tỉnh phủ tìm Cổ Thanh Liên, nói rõ mục đích tới của mình. Thấy dáng vẻ đã khác hoàn toàn của Ngô Bình, Cổ Thanh Liên có chút không quen, hóa ra anh đã phong ấn ký ức, rốt cuộc anh là ai? Ngô Bình, một tu sĩ tiên giới, Thanh Liên. Tôi tới tìm cô là muốn nhờ giúp một việc, tìm giúp tôi một căn nhà có sân rộng, diện tích mà hơn 100 người ở ấy. Một thời gian nữa, người nhà của tôi sẽ chuyển tới. Cổ Thanh Liên gật đầu, cái này không khó.
Nửa năm trước tôi có mua sơn trang 4 mùa, định làm biệt viện của nhà họ Cổ, nếu anh cần thì tôi tặng cho anh. Ngô Bình cười, cảm ơn. Cổ Thanh Liên, tôi và anh còn cần khách sáo gì nữa? Đi thôi, tôi dẫn anh đi tham quan. Hai người tới sơn trang 4 mùa, diện tích đúng là rất rộng, gấp đôi sơn trang Hoàng Long. Sơn trang này nửa trên núi, nửa là bình nguyên, còn có con sông trải dài, cảnh sắc khá đẹp. Ngô Bình khá hài lòng, quyết định để nhà mình chuyển tới đây. Kế tiếp, Ngô Bình tự mình chọn mua đồ gia dụng, tìm người cải tạo sơn trang. Cứ thế, anh bận rộn mấy ngày mới đón người nhà tới được. Thế tục là cuộc sống củi gạo mắm muối, đến đây rồi thì người lớn lẫn trẻ con đều thay quần áo, thích ứng cuộc sống của dân chúng bình thường. Đã hơn 1 năm không thể ra cửa của Vạn Phúc Thần Thổ, mấy đứa nhỏ ít khi có cơ hội ra ngoài, hiện đã có nên vui vẻ chạy đi thám hiểm. Mấy năm nay Ngô Bình ít ở bên cạnh người thân nên dứt khoát ở nhà, làm bạn với vợ con. Buổi sáng dạo phố và đường Tử Di, buổi chiều xem phim với Lý Mai. Trong nháy mắt, anh đã ở nhà được nửa tháng. Dưới sự sắp xếp của anh, Liễu Kim Long trở thành Giang Nam Vương mới, đương nhiên người đời cũng biết anh là chỗ dựa của Liễu Kim Long. Ngày này, Ngô Bình tới Vạn Kiếm Tiên Giới, dù sao anh cũng là đệ tử quan trọng, vẫn cần phải lộ mặt. Đệ Nhất Kiếm Tông nhờ có đệ tử Thái Hoàng Giáo gia nhập cũng trở nên tươi sáng, ở Vạn Kiếm Tiên Giới, tông môn trở thành môn phái lớn, ít có thế lực nào dám tới khiêu chiến. Thấy Ngô Bình đã thay đổi vẻ ngoài, mấy người Thẩm Huyền Tông đều giật mình, Ngô Bình nói rõ đầu đuôi mọi chuyện, biết thân phận thật của anh rồi, ba vị sư tôn đều cảm thán. Ở Đệ Nhất Kiếm Tông nửa ngày, Ngô Bình về nhà dạy dỗ vô thượng kiếm điển cho đám nhỏ, thân là người sở hữu vương tọa kiếm đạo, anh muốn truyền thừa tuyệt học kiếm đạo. Cứ thế, anh vừa tìm hiểu vương tọa vừa truyền dạy kiếm đạo cho đám người Lý Dược Sư, Lý Thái Nhất. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã hết 1 tháng. Ngô Bình mở thánh môn, đám đông cùng nhau tới thánh cổ đại lục, anh giúp họ tiến hành thánh xúc, mở đạo mạch. Mọi người đều đã dùng nghịch thiên cải mệnh đan, lại được Ngô Bình chỉ bảo, ai cũng mở được huyền mạch tử mạch, trong đó, Lý Dược Sư, Lý Thái Nhất, Lý Tinh Kiếm, Lý Giật còn mở ra được 1 thánh mạch. Đường Tử Di, Nguyệt Vũ, Lý Mai, Đào Như Tuyết, Lâm Băng Tiên, Diệp Băng Hy, Lạc Ngưng Đan có thể mở ra ít nhất 8 đạo mạch, hơn nữa đều là huyền mạch. Sau khi mở đạo mạch, Ngô Bình đưa họ về nhà rồi dẫn Thần Nguyệt về học viện Kim Long. Trước đây hai người đi là để tránh mặt Khương Đông Hải, giờ tính thời gian thì đã hơn nửa năm. Khi anh quay lại, Dược Lão tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ngô Bình hỏi, sư phụ, sao thế ạ? Dược Lão, để ta nói chuyện gì xảy ra cho con biết đã, sao lại thay đổi bề ngoài thế? Ngô Bình cười nói, con bị phong ấn trí nhớ, dùng thân phận khác tu tiên, hiện tại khôi phục vẻ ngoài ngày xưa. Dược Lão thở dài, không phải bảo hai đứa ra ngoài trốn một khoảng thời gian à? Sao lại về sớm thế? Thần Nguyệt có linh cảm không tốt, bác Dược, chẳng lẽ Khương Đông Hải còn chưa rời đi? Dược Lão cười khổ, sau khi Khương Đông Hải đến đây vào lần trước thì đã ở lại, có vẻ đã quyết định chờ hai đứa về. Ngô Bình nhíu mày, chuyện này có trốn tránh cũng không kết thúc được, anh ta muốn gặp thì gặp thôi. Dược Lão, dù sao nhà họ Khương cũng là hậu duệ của Thánh Hoàng, căn cơ thâm sâu. Đồ đệ, nếu có thể không trở mặt thì không nên làm thế. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới giọng nói trong trẻo, nghe nói vợ chưa cưới của ta, Thần Nguyệt ở đây, có tiện ra gặp mặt không? Nghe thấy giọng nói này, Thần Nguyệt biến sắc, Ngô Bình nhíu mày, anh đẩy cửa, thấy một người đàn ông mặc áo bào tím đầu đội kim quan đứng ngoài cửa, đằng sau có 4 nữ 2 nam, 6 người hầu tất cả. Anh là Khương Đông Hải, cẩn thận lời ăn tiếng nói, Thần Nguyệt đã là người của ta, không phải vợ chưa cưới của anh, Ngô Bình không hề khách sáo. Người tới là Khương Đông Hải, liếc mắt đánh giá Ngô Bình. Lộ ra nụ cười khinh miệt, người của anh. Anh là thứ gì, dám tranh giành phụ nữ với hậu duệ Thánh Hoàng. Khương Đông Hải đúng là con cháu Thánh Hoàng, hơn nữa tư chất cũng tốt, được bồi dưỡng tâm bốc từ nhỏ tới lớn nên dưỡng thành tính cách chẳng coi ai ra gì. Tuy Ngô Bình chỉ là một học viên, nhưng là đệ tử của Dược Lão, hắn vẫn chẳng coi ra gì. Theo hắn, huyết mạch Thánh Hoàng cao quý hơn tất cả. Ngô Bình nhíu mày, con cháu Thánh Hoàng. Thánh Hoàng có con cháu như anh đúng là gia môn bất hạnh. To gan. Gã đàn ông đầu chọc đằng sau Khương Đông Hải quát lớn, tiến tới gần Ngô Bình. Người này là đời sau của Thánh Hoàng,
có truyền thừa mạnh mẽ, thế hệ của gã trở thành vệ sĩ và người hầu của Khương Đông Hải. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình thấy đối phương đi tới, muốn giơ tay đánh vào miệng mình thì lật tay tát ngược một cái. Khi anh ra tay, người nọ chỉ thấy hoa mắt, ý thức có chút mơ hồ. Sau đó gã thấy mặt mình tê dại, cả người bị đánh bay, vừa hộc máu vừa rơi xuống đất, ngã dưới chân Khương Đông Hải. Ngô Bình thản nhiên, chủ nhân tầm thường nuôi chó cũng không có sức chiến đấu gì. Hành động này không chỉ là đánh mặt người hầu, đó cũng là đang vả mặt Khương Đông Hải. Mặt hắn âm trầm, nhìn Dược Lão nói, Dược Lão, đệ tử của ông cứ để thế à? Dược Lão ho một tiếng, cười ha ha, Khương Thế Tử, ta còn một lò đan chưa luyện xong, hiện tại phải hoàn thành, nói xong quay đầu bước đi, biến mất tăm. Dược Lão nhìn ra được là thực lực Ngô Bình đã tăng mạnh, mấy người Khương Đông Hải hoàn toàn không thể chiếm được thế thượng phong, vậy nên ông rời đi để họ tự giải quyết. Thấy Dược Lão bỏ trốn, sắc mặt Khương Đông Hải càng thêm khó coi, gằn từng chữ, nhóc con, dám đối đầu với bản Thế Tử, ta phải muốn anh chết không toàn thây. Ngô Bình lạnh lùng, muốn ta chết thì có nhiều người lắm, anh còn chưa tới lượt đâu. Càn rỡ, cô gái sau lưng Khương Đông Hải nũng nịu. Khương Đông Hải là con cháu Thánh Hoàng nhưng trước giờ hắn chỉ lo sống phóng túng, tu vi tầm thường, thấy thuộc hạ bị đánh bay thì biết mình không phải đối thủ của Ngô Bình, lúc này mới túm cô gái muốn dạy dỗ Ngô Bình lại, tạm thời để hắn đắc ý đi, lát nữa cho biết tay. Nói xong, Khương Đông Hải liền dẫn đám người hầu xoay người rời đi. Trước đó còn hung hăng chừng Ngô Bình một cái. Thấy họ đã đi, Thần Nguyệt tỏ vẻ sầu lo, Khương Đông Hải này bản lĩnh có hạn nhưng gia tộc đứng sau quá to lớn. Hiện tại thiên hạ không có Thánh Hoàng nên huyết mạch Thánh Hoàng mới trở nên quý giá, người trong thiên hạ đều đang hy vọng người mang huyết mạch Thánh Hoàng sẽ sinh ra một vị Thánh Hoàng mới. Ngô Bình cười lạnh, sinh ra Thánh Hoàng mới. Người như Khương Đông Hải, muốn làm nhân vương đã khó rồi. Tuy nói thế nhưng nhà họ Khương là hoàng tộc. Sức ảnh hưởng không phải đùa. Khương Đông Hải muốn đối phó anh thì anh sẽ gặp khó, Thần Nguyệt nói, thật ra cô cũng không nói quá. Ngô Bình không để ý, cùng lắm rời khỏi đại lục này, cô theo tôi về tiên giới đi. Không phải cô đã nói rồi à, tiên giới là nơi tốt cho người tu hành. Thần Nguyệt gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Ngô Bình đã khôi phục trí nhớ, trong tay cầm đại thiên dược điển nên số lượng đan dược anh có thể luyện đã không ít. Anh quyết định nghiên cứu với Dược Lão, tái hiện những phương thuốc dân gian trong đây. Nói là tái hiện là vì những phương thuốc này đã hơn vạn năm mà chưa ai thành công luyện chế. Từng có vô số thầy luyện đan thử nhưng thất bại hết. Dược Lão không quá lo lắng về Khương Đông Hải, thân là một ông lớn của Học viện Kim Long, bảo vệ đệ tử không phải khó. Rất nhanh, hai thầy trò đắm chìm trong việc luyện đan. Họ phải tái hiện một loại đan tên là tụ hiền đan. Tụ hiền đan này có thể tăng thực lực tu sĩ cửu biến, giúp thành công đột phá hiền giả. Phương thuốc của đan dược này luôn tồn tại từ thời Thánh Hoàng, từng có người luyện ra. Nhưng chẳng biết tại sao, khi Thánh Hoàng ngã xuống, sau mấy nghìn năm vẫn không có ai luyện chế ra nữa. Ngô Bình và Dược Lão cho rằng nguyên nhân là do vào thời Thánh Hoàng, hoàn cảnh sống của Thánh Cổ Đại Lục tốt nên mới có thể luyện thành công. Sư phụ, nếu chúng ta dùng pháp khí của Thánh Hoàng tái tạo lại môi trường khi đó, có phải sẽ thành công luyện ra tụ hiền đan không? Ngô Bình đưa ra một giả thiết. Dược Lão liếc trò cưng của mình, vớ vẩn, ta có pháp khí Thánh Hoàng thì còn chờ tới hôm nay à? Ngô Bình lấy ra gương U Hoàng, cảm nhận được khí thế từ nó, Dược Lão sợ hãi, đây là... của vị Thánh Hoàng nào? Ngô Bình nói, sư phụ, vị Thánh Hoàng này không phải ở Thánh Cổ Đại Lục, mà sinh ra ở tiên giới. Thánh Hoàng tiên giới không chỉ có một, còn biết tận ba người. Dược Lão cảm thán, tiên giới lại có Thánh Hoàng, nếu có cơ hội, ta phải đi một chuyến. Sau đó Ngô Bình treo gương U Hoàng lên trên phòng luyện đan, gương chiếu xuống lò đan, sau đó hai thầy trò bắt đầu luyện chế. Lò đầu tiên, Dược Lão tự mình luyện, nhưng chẳng biết vì sao vẫn thất bại. Ngô Bình không nhận thấy vấn đề gì trong quá trình luyện của Dược Lão, anh không nhịn được mà hoài nghi, chẳng lẽ gương U Hoàng không có tác dụng. Anh không từ bỏ. Bắt đầu luyện chế lò thứ hai, điều kỳ quái là đổi người luyện, cùng phương pháp, Ngô Bình lại thành công. Sư phụ, thành công, Ngô Bình vô cùng vui vẻ. Dược Lão có vẻ suy tư, lẩm bẩm, xem ra tụ hiền đan này là thứ trời đất không dung, muốn luyện ra không chỉ phải có hoàn cảnh thời Thánh Hoàng mà còn cần khí vận. Vi sư già rồi,
khí vận không đủ để luyện chế đan dược này. Nhưng con thì khác, trên người con có đại khí vận, luyện chế sẽ thuận lợi thôi. Ngô Bình có chút bất ngờ, luyện chế tụ hiền đan cần khí vận nữa à? Dược lão vui mừng, Tiểu Bình, vi sư không nhìn nhầm con. Có con, chúng ta nhất định sẽ có thêm nhiều đan dược. Một lát sau, lò đan mở, bốn viên đan tràn đầy hơi thở thánh hiền bay lên, khi tiếp xúc không khí, trên lò đan hiện ra ảo ảnh thánh hiền, hồi lâu không tiêu tan. Đây là, có thêm cổ kim thánh hiền phù trợ, dược lão kích động, cung kính quỳ trên đất, quỳ lạy ảo ảnh kia. Ngô Bình ngẩn ra, vì sao lại có dị tượng như thế? Ảo ảnh kéo dài 5 giây mới biến mất, sau đó bốn viên đan rơi vào trong tay Ngô Bình. Anh nhận ra phẩm chất đan còn tốt hơn mình đã dự tính, vốn dĩ cho rằng chỉ là thượng phẩm mà giờ, cả bốn đều là cực phẩm. Sư phụ, chuyện này là sao ạ? Anh không khỏi hỏi. Dược lão đứng lên, ông cảm thán, đây là ý chí của Thánh Hiền thêm vào đan dược, giúp phẩm chất đan tăng lên vài bậc. Ngô Bình có chút khó hiểu, sư phụ từng thấy tình huống này chưa ạ? Vẻ mặt dược lão trở nên quái lạ, nhìn Ngô Bình nói, muốn được Thánh Hiền tán thành nào có dễ dàng. Ta luyện đan cả đời, chưa từng thấy lần nào. Ngô Bình chớp mắt, nói vậy là Thánh Hiền chấp nhận con. Dược lão, con luyện ra tụ hiền đan mà đời sau không ai thành công, đây là công đức lớn lao với nhân tộc, Thánh Hiền tất nhiên cũng thích con. Trong lòng Ngô Bình xoay chuyển, vì vậy anh nhìn thoáng qua bia công đức, vừa nhìn thì đã thấy con số trên bia đã từ một chuỗi biến thành hai chuỗi, số bên dưới màu trắng, cao tới 100 triệu tỷ. Mà số bên trên có màu vàng, chỉ số tận chục tỷ. Kỳ quái, chục tỷ này là công đức luôn à? Cảm thấy tò mò, ý thức của Ngô Bình tiến vào cửa hàng công đức. Sau khi xem xét, anh hoảng sợ. Bên dưới mỗi món đồ đều có thêm một hàng số màu vàng, ví dụ một cây dược liệu thì cần mấy triệu công đức nhưng nếu đổi bằng giá màu vàng thì chỉ cần một điểm công đức mà thôi. Nói thế thì chục tỷ công đức màu vàng này sẽ bằng tỷ tỷ công đức, Ngô Bình vừa mừng vừa sợ, cảm thấy mình phát tài rồi. Xem ra luyện tụ hiền đan này mang tới lượng công đức vượt ngoài dự đoán của anh. Vui mừng quá đỗi, Ngô Bình lại luyện chế lò thứ hai. Có kinh nghiệm từ lò đầu tiên, lò thứ hai có hiệu quả tốt hơn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ảo ảnh thánh hiền lại xuất hiện, lần này luyện được đan tuyệt phẩm. Thấy 8 viên đan trong tay Ngô Bình, dược lão kích động, trước đó có thánh kiếp đan, hiện tại có tụ hiền đan. Thầy cho chúng ta đã có thể ảnh hưởng hướng đi của nhân tộc rồi. Ngô Bình nháy mắt, sư phụ, nếu không mình tìm vài người thử hiệu quả của đan dược đi. Dược lão gật đầu, đây không phải chuyện đùa, thử thuốc phải tìm người lạ, bằng không chỉ được tìm người thân nhất. Hai người vừa bàn xong, dược lão đã gọi một đệ tử của mình vào. Đệ tử này tên Dư Thần, người chất phác thật thà, tư chất khá tốt. Sau khi theo dược lão thì vẫn chăm chỉ học tập luyện đan. Có điều thiên phú của anh ta không thể sánh bằng Ngô Bình nên học nhiều năm vẫn chẳng tiến bộ. Ngược lại tu vi thì tăng lên rồi kẹt tại cảnh giới cửu biến. Sau cửu biến là đột phá hiền giả nhưng trở thành hiền giả rất khó, từ xưa tới nay, người thành hiền giả đã ít nay còn ít hơn. Nhiều người kẹt tại cửu biến cả đời, không thể trở thành hiền giả. Tụ hiền đan hạ thấp khó khăn thăng cấp, nếu nó được sử dụng rộng rãi, số lượng hiền giả của nhân tộc sẽ tăng gấp mười mấy lần. Dư Thần nhìn tụ hiền đan tuyệt phẩm trong tay, hỏi dược lão, sư phụ, đan này tên gì? Dược lão, vi sư và Ngô sư đệ của con mới luyện ra, nhờ con tới thử thuốc. Dư Thần là một người thật thà, vô cùng tin tưởng sư phụ, không nói gì đã nuốt đan dược luôn. Thấy anh ta ăn đan dược, Ngô Bình cười nói, Dư sư huynh, cửu biến của anh đã thay đổi mấy lần rồi. Cửu biến là trạng thái hoàn mỹ nhất nhưng với tu sĩ, khó có thể đạt tới tình trạng đó. Thường là tam biến thành lương, ngũ biến thành hiền, lục biến thành thánh, thất biến là chúa tể. Bát biến thành hoàng, cửu biến là tối cao. Thậm chí có nhiều tu sĩ khó đạt tới tam biến, chỉ có thể đạt tới nhất biến hay nhị biến. Dư Thần nói, Ngô sư đệ, tư chất của ta tầm thường, chỉ có đạt tới ngũ biến. Ngô Bình cười nói, ngũ biến thành hiền, thảo nào sư phụ muốn nhờ sư huynh thử thuốc. Dư Thần giật mình, sư đệ, viên thuốc này có thể giúp ta thành hiền giả à? Ngô Bình gật đầu, chẳng lẽ sư huynh không cảm giác được sao? Dư Thần cảm nhận được hơi thở trong người trở nên huyền diệu, anh ta nói, sư phụ, sư đệ, bây giờ ta đột phá. Dược lão cười nói, thử đi, có lẽ sẽ thành công đó. Cứ thế,
Ngô Bình và Dược Lão ngồi canh bên ngoài, vừa nghỉ vừa nói chuyện phiếm. Khi luyện hai lò đan, Ngô Bình đã tốn không ít sức. Qua khoảng 45 phút, trong phòng truyền ra hơi thở hiền giả, trên nóc nhà hiện lên ảo ảnh thánh hiền. Hiển nhiên ảo ảnh này đến từ tụ hiền đan, đây là chúc phúc của ngàn vạn thánh hiền. Lại qua một phút, ảo ảnh biến mất nhưng khí thế cô đọng truyền ra từ trong phòng. Chỉ chốc lát sau, dư thần đi ra, sau lưng hiện lên ánh sáng bạc, có thể nhìn thấy hình chiếu tinh vực. Dược lão vui mừng, không tệ, quả nhiên là hiền giả. Dư thần khom lưng trước thầy trò Ngô Bình, cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư đệ. Dược lão gật đầu, con quay về củng cố đi, việc này thì đừng nói cho người ngoài. Vâng, dư thần rời đi, Dược lão nhếch miệng cười, nói với Ngô Bình, Tiểu Bình, chúng ta tìm viện trưởng đi. Ngô Bình, sư phụ, cần báo việc này cho viện trưởng à? Dược lão, đương nhiên, tài nguyên của học viên rất nhiều, con có thể tái tạo tụ hiền đan, có thêm thánh kiếp đan trước đó, đây đều là công của con, chúng ta phải đòi thưởng chứ. Viện trưởng Trần Hoài Long ở học viện không nhiều, sau khi gặp Ngô Bình, ông ấy luôn trong tình trạng vắng mặt tại học viện. Cũng may hôm nay ông ấy ở đây chiêu đãi thế tử hoàng tộc, Khương Đông Hải. Tuy Khương Đông Hải ngạo mạn nhưng vẫn rất kính trọng Trần Hoài Long, trong từng câu chữ đều lộ ra sự lễ phép. Hắn vốn định tìm viện trưởng để mách lẻo, mong đối phương phạt nặng Ngô Bình. Nhưng không đợi Khương Đông Hải nói vào việc chính, Ngô Bình và Dược Lão đã tới. Thấy Khương Đông Hải có mặt ở đó, Ngô Bình quay đi coi như không thấy. Khương Đông Hải đứng phát dậy, chỉ vào, lớn tiếng nói, viện trưởng, chính tên điêu dân này đã vô lễ với bổn thế tử. Trần Hoài Long tựa như không nghe thấy, ông ấy vội vàng đứng dậy, cười ha ha nghênh đón Ngô Bình, Tiểu Bình à, sao cậu lại có thời gian đến tìm ta? Có phải là hết tiền xài rồi không? Mấy ngày không gặp, sao dáng vẻ của cậu thay đổi thế này? Cũng may là ta nhớ rõ khí tức của cậu không lừa được ta. Ngô Bình cười nói, viện trưởng, trước kia tôi dùng diện mạo của người khác, diện mạo hiện tại mới thật sự là tôi. Trần Hoài Long vô cùng vui vẻ, nói, đúng thế. Dáng vẻ trước kia của cậu tuy rằng không tồi, nhưng vẫn kém một chút. Bây giờ thì uy phong khí phách, lại không mất đi sự anh tuấn, rất tốt. Sau đó ông ấy mới cười hỏi Dược lão, ngọn gió nào đưa ông đến đây thế? Dược lão không nói chuyện, mà đưa tay ném tụ hiền đan cho Trần Hoài Long. Trần Hoài Long nhận lấy đan dược, nhìn thoáng qua, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, ông ấy lập tức nói với Khương Đông Hải, mời thế tử về cho, bổn viện có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Giọng điệu của Trần Hoài Long có hơi nghiêm túc, khiến cho Khương Đông Hải cảm thấy hoảng sợ, vội vàng đứng dậy vái chào, sau đó đưa người vội vàng lui ra. Đi đến ngoài cửa lớn, Khương Đông Hải vừa kinh ngạc vừa tức giận, nói, tà môn. Viện trưởng Trần Hoài Long vì sao lại khách khí với Ngô Bình như thế? Trong đám tùy tùng, có người nói, nghe người trong học viện nói, điểm khảo thí khi vào viện của Ngô Bình khá cao. Không đúng, Khương Đông Hải lắc đầu. Nếu chỉ là vì điểm cao thì không có khả năng có đãi ngộ như vậy. Rốt cuộc nguyên nhân là gì? Ngay lúc Khương Đông Hải mang theo sự nghi ngờ rời đi, Trần Hoài Long đã nhìn chằm chằm vào tụ hiền đan, cười to ha ha, tụ hiền đan. Hơn 10.000 năm rồi, thế mà các người lại luyện ra được tụ hiền đan. Dược lão cười tủm tỉm, nói, đây là công lao của Tiểu Bình. Muốn luyện chế loại đan này, không chỉ có pháp bảo thánh hoàng, mà còn cần phải có khí vận mạnh mẽ. Những chuyện này chỉ có Ngô Bình có thể làm được. Trần Hoài Long thu hồi đan dược, vỗ vỗ bả vai Ngô Bình một cách thân thiết, Tiểu Bình, cậu thật sự không khiến ta và Dược Lão thất vọng, hay lắm, thật tốt. Viên đan dược này, đã thử chưa? Dược Lão, dư thần đã uống đan dược, hắn đã bước vào hiền cảnh. Hai mắt Trần Hoài Long sáng ngời, ta nói mà, sao hắn lại đột nhiên đột phá như thế, hóa ra là uống tụ hiền đan. Tiểu Bình, tụ hiền đan này, cậu có thể luyện chế bao nhiêu lò một ngày? Ngô Bình suy nghĩ, nói, nhiều nhất là 3 lò, 12 viên. Được, cho ta 100 viên trước, mỗi viên đan dược, ta trả cậu 500 triệu thánh thù. Đương nhiên, số tiền này chỉ là tượng trưng thôi. Sau này, toàn bộ tài nguyên của học viện đều đem cho cậu, cậu yêu cầu thứ gì, chỉ cần đến lấy, không cần phải trả phí sử dụng. Nói rồi, ông ấy đưa một chiếc chìa khóa hình bán nguyệt giao cho Ngô Bình, cười nói. Bằng cái chìa khóa này, cậu có thể đi vào kho hàng của học viện bất cứ lúc nào. Ngô Bình nhận lấy chìa khóa, cười nói, đa tạ viện chủ.
Trần Hoài Long cười ha ha, Tiểu Bình, ta thấy cậu đã ngưng tụ thần anh, rất nhanh là có thể hình thành cửu biến. Chờ sau khi cậu đạt cửu biến, ta sẽ cho cậu ra ngoài, trở thành thiên kiêu mà tất cả mọi người trên thánh cổ đại lục đều biết đến. Chờ thời gian đến rồi, sẽ bước lên con đường của chúa tể. Ngô Bình gật đầu, nói, viện trưởng, tôi có mấy đứa con trai và con gái, tư chất của bọn chúng cũng không tệ lắm, có vài đứa đã mở thánh mạch. Tôi hy vọng bọn nó có thể đến học viện để học tập. Nghe nói đã mở thánh mạch, hai mắt Trần Hoài Long tỏa sáng, đến, đến. Cậu yên tâm đi Tiểu Bình, con của cậu, chính là cháu ngoan của lão Trần ta đây, ta nhất định sẽ an bài cho chúng thật tốt. Sau khi Ngô Bình và Dược Lão đều lui ra, ý cười trên mặt Trần Hoài Long vẫn chưa mất đi. Bỗng nhiên, ông ấy nói với không khí, dùng Thánh Hoàng Ấn đưa Thế tử Khương Đông Hải về Khương gia, trong 10 năm không được cho hắn ta ra khỏi cửa. Khương gia hỏi đến thì nói là ta nói. Trong không khí truyền ra một tiếng, tuân mệnh. Cùng ngày hôm đó, đám người Khương Đông Hải bị đánh bất tỉnh, chờ đến khi hắn tỉnh lại, phát hiện bản thân đã ở trong nhà, hắn vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Đang muốn dò hỏi, đã bị cha của hắn, gia chủ hiện tại của Khương gia tát một cái. Cái tên khốn khiếp, rốt cuộc là mày đã làm cái gì mà khiến cho Trần Viện Trưởng dùng Thánh Hoàng Đại Ấn, hạ lệnh cấm túc mày 10 năm. Gì, cấm túc 10 năm, Khương Đông Hải lập tức trở nên nóng nảy, cha, con không có làm cái gì cả. Trần Viện Trưởng cũng khách khí với con, trừ. Nói đến đây, sắc mặt của hắn trở nên khó coi, lẩm bẩm nói, là hắn. Nhất định có liên quan đến hắn. Tên khốn khiếp, rốt cuộc hắn là ai, ta hận hắn. Cùng hôm đó, Ngô Bình đưa bốn đứa Lý Dược Sư, Lý Giật, Lý Tinh Kiếm, Lý Thái Nhất, đến học viện Kim Long. Dưới sự an bài của viện trưởng, mỗi đứa bái một vị lão sư, trở thành đệ tử của học viện. Mỗi ngày Ngô Bình luyện ba lò đan dược, thời gian còn lại dùng để tu luyện truyền thừa trong người rối mà võ hoàng để lại. Tám ngày sau, anh đã gom đủ 100 viện tụ hiền đan, đem đi giao cho Trần Hoài Long. Không biết Trần Hoài Long đã dùng thủ đoạn, ông ấy lấy 100 viên đan dược này, rất nhanh đã thu hút rất nhiều lão sư từ các học viện khác. Hơn nữa, không quá 2 ngày, những lão sư đó, tính cả mấy lão sư trẻ tuổi mới tới ở học viện Kim Long đều lần lượt đột phá, đi vào hiền giả cảnh. Ngô Bình căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, luyện xong 100 viên tụ hiền đan, lại cùng nhau luyện thánh kiếp đan với Dược Lão. Giống như trước đây, rất nhạnh đã có một đám cao thủ cảnh giới hiền vương hội tụ tại Học viện Kim Long, tính cả bản thân Học viện Kim Long, đã có hơn 100 người. Hơn 100 người này, cùng lúc đó ăn vào thánh kiếp đan, cuối cùng trong đó có 59 người thành công bước vào cảnh giới thánh nhân. Còn lại thì không đột phá, cũng không bị thương, mà thay vào đó lại mượn thánh kiếp để cường hóa thể chất. Nếu bọn họ trải qua thánh kiếp lần thứ hai, thì cơ hội đột phá sẽ tăng lên cực đại. Chuyện Học viện Kim Long có thêm 59 vị thánh nhân, tin này vừa được truyền ra, khiến cho cả thế giới chấn động. Hai vị chúa tể lập tức đích thân đến thăm, nội dung cuộc trò chuyện không rõ, nhưng dẫu sao các vị chúa tể đều mỉm cười rời đi. Ngay sau đó, Ngô Bình lại nhận được đơn đặt hàng, Trần Hoài Long nói còn cần 100 viên tụ hiền đan, cùng với 100 viên thánh kiếp đan. Ngô Bình cũng không từ chối, thế nhưng kéo dài thời gian cung cấp đến 2 tháng. Dẫu sao mỗi ngày đều luyện đan quá mệt mỏi, cũng thật nhàm chán. Trần Hoài Long đương nhiên cũng không có ý kiến, chỉ cần có đan dược, thì chờ 2 tháng cũng được. Bốn đứa nhỏ tuy đều đã bái sư, nhưng Ngô Bình vẫn không yên tâm, có thời gian sẽ gọi bọn nhỏ vào truyền thụ một thân sở học. Thân là truyền nhân của Vương Tỏa Kiếm Đạo, hơn nữa còn ngẫu nhiên có được tuyệt học của Võ Hoàng, thực lực của bốn người Lý Dược Sư nhanh chóng tăng lên, tiến triển thần tốc. Cứ như vậy, Ngô Bình một bên luyện đan, một bên dạy con, chớp mắt đã là 7 ngày. Trong một ngày, anh cảm nhận cấm kỵ thần anh đã viên mãn, lập tức bắt đầu đánh sâu vào tiểu thần kiếp. Tiểu thần kiếp là tai kiếp phải trải qua trước thần môn cảnh, người lịch kiếp chính là thần anh. Thần anh sẽ trải qua gió thổi lửa đốt, sẽ bị sét đánh, gió thổi, âm hỏa thiêu. Nếu không cẩn thận, thần anh của Ngô Bình sẽ bị đánh thành cho bụi. Ngô Bình đã tích lũy rất nhiều nên không cảm thấy sợ chút nào. Trực tiếp thông qua đạo môn kia đi vào hỗn độn giới. Vừa vào hỗn độn giới, cấm kỵ thần anh đã bay lên trời. Thần anh càng mạnh, thần kiếp cũng càng mạnh, lúc này lần sấm sét đầu tiên xuất hiện, uy lực mạnh hơn gấp trăm lần so với lần đầu gặp sấm sét của tiểu thần kiếp. Luồng sấm sét kia đột nhiên ngưng tụ thành một đại bác cổ sấm sét,
phía sau đại bác cổ hiện lên quanh ảnh của 10 vạn ma thần. Ầm, pháo quang cực kỳ mãnh liệt của đại bác cổ đánh lên cấm kỵ thần anh của Ngô Bình, cấm kỵ thần anh liên tục lui về sau, bị đánh đến hơi mơ hồ. Nhưng giây tiếp theo, trong mắt của thần anh lập tức lộ ra sự hung hãn, thân mình nhoáng lên, hóa to 10 vạn trượng, đột nhiên bày ra một chiêu thức, thi triển ngẫu nhiên một chiêu thức trong người rối của võ hoàng, phía sau hiện lên hư ảnh của 10 cây cự kiếm, từ trên hư không chém xuống đại bác sấm sét. Dư Quảng Hạ cười khổ một tiếng, đừng nói thế, tôi bị người ta ám sát suýt chết. Dưỡng thương lâu vậy mà vẫn không lành. Sau đó hắn lệnh cho người dâng trà lên. Ngô Bình liếc một cái, thương tích của Dư Quảng Hạ không phải vấn đề lớn, chỉ là hắn bị thương do bị nguyền rủa nên mới lành chậm. Nếu không giải quyết, có lẽ sẽ phải kéo dài tận mấy năm, thậm chí là hơn chục năm. Anh Dư, anh ngồi đừng nhúc nhích, tôi trị thương cho. Dư Quảng Hạ biết bản lĩnh của Ngô Bình nên mừng rỡ, ngồi xuống ngoan ngoãn. Ngô Bình thúc giục cửu dương hóa cấm, một tia sáng xoay vòng, từ trong cơ thể Dư Quảng Hạ lôi ra một đám khỏi đen, sau đó cắn nuốt nó rồi luyện hóa. Dư Quảng Hạ lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhõm, hắn mừng rỡ nói, anh Ngô, tôi thấy khá hơn rồi. Ngô Bình gật đầu, anh nghỉ ngơi vài hôm, vết thương sẽ khôi phục nhanh thôi. Hai người nói chuyện phiếm một chút, Dư Quảng Hạ mới hỏi mục đích Ngô Bình tới đây. Ngô Bình nói lại việc mình đưa Liễu Mị về đại diễn, thuận đường sang đây. Dư Quảng Hạ cười nói, Long Khiếu Thiên mà biết anh tới thì chắc rất vui, tôi đã báo cho anh ta. Long Khiếu Thiên từng được Ngô Bình cho đan dược, nâng cao tư chất, trong lòng rất biết ơn Ngô Bình, hai người đã thành bạn bè. Ngô Bình gật đầu, cũng được. So với Dư Quảng Hạ, dạo này Long Khiếu Thiên sống khá thoải mái. Ăn vào bát môn kim thủy đan rồi, tư chất anh ta vượt trên những người cùng thế hệ trong gia tộc, chỉ có vài thiên kiêu mới sánh bằng. Long Khiếu Thiên vừa nghe nói Ngô Bình tới thì vội vàng chạy đến. Ngô Bình còn chưa uống hết ly trà là người đã tới. Long Khiếu Thiên là khách quý của Dư Phủ nên có thể vọt thẳng tới phòng khách, từ xa đã chắp tay với Ngô Bình, anh Ngô, anh Ngô, anh tới thần nguyên tiên giới mà sao không báo trước, người anh em nay sẽ quét sân chào đón. Ngô Bình có thể cảm nhận được sự thật tình của Long Khiếu Thiên, anh cười nói, tôi không có bạn bè gì ở thần nguyên tiên giới, chỉ quen biết hai người, chẳng phải tôi đã tới rồi à. Nói xong, anh sờ mặt, khôi phục vẻ ngoài vốn có, Ngô Bình mà các vị biết trước đó là một tầng thân phận của tôi, hiện tại mới là vẻ ngoài thật. Hai người kia giật mình, họ cũng từng làm chuyện tương tự, dùng một thân phận khác để ngao du thiên hạ, như vậy, dù gây họa thì cũng chẳng ai biết lai lịch của họ. Long Khiếu Thiên cười, anh Ngô, vẻ ngoài của anh càng có thể khí thế vương giả đó. Dư Quảng Hạ không nhịn được mà hỏi, thân phận thật của anh Ngô là? Ngô Bình, viện chủ viện đan đạo của Nguyên Thủy Sơn, cũng là đệ tử quan trọng của đệ nhất kiếm tông, thân phận anh rất nhiều nhưng nói hai cái này cũng đủ rồi. Hai người kia khâm phục, Long Khiếu Thiên mở to mắt, anh Ngô, truyền thuyết của anh ở đệ nhất kiếm tông làm tôi rất khâm phục, đứng đầu kiếm bảng, đánh bại thiên kiêu đứng đầu thiên hằng kiếm tông. Chuyện này thì ai trong thần nguyên chẳng biết chứ. Chỉ là không ngờ anh Ngô còn là boss của Nguyên Thủy Sơn, tôi bỗng cảm thấy mình không dám nói mình quen anh. Ngô Bình cười nói, đó là thân phận ngày xưa thôi. Ba người tán gẫu rồi nói tới Thiên Hằng Kiếm Tông, Long Khiếu Thiên nói, Thiên Hằng Kiếm Tông thua trận lần trước rồi thì rút khỏi Vạn Kiếm Tiên Giới luôn. Nên biết vốn dĩ Thiên Hằng Kiếm Tông định tiến vào Vạn Kiếm, so đấu với các tông môn tại đó, nhưng sự mạnh mẽ của Ngô Bình lại khiến họ thấy áp lực. Tầng lớp quản lý bàn bạc kỹ càng rồi thì cho rằng không nên xung đột với Ngô Bình, vì thế quyết định tạm hoãn kế hoạch tiến vào Vạn Kiếm. Dư Quảng Hạ, nghe nói hiện tại các đại tiên giới đều không yên bình, Huyền U Tiên Triều còn đang trưng binh. Vài đại giáo cũng dần dựng nước, có vẻ ôm dã tâm lớn. Long Khiếu Thiên hạ giọng, mấy ngày trước, lão tổ nhà tôi còn bảo, vách chắn giữa các tiên giới sắp bị vỡ. Đến lúc đó các đại tiên giới sẽ nổi liền. Những thế lực này đang bày trận đó, ngay cả nhà họ Long cũng hành động như thế nhưng không làm quá như bên ngoài. Ngô Bình, vách chắn giữa các tiên giới sắp biến mất sao? Nguyên nhân là gì? Long Khiếu Thiên, hình như là quyết định chung của các ông lớn bên hỗn độn giới. Thật ra tiên giới là một mảnh thống nhất, chỉ là sau này có người lần lượt mở các linh đài thế giới ở đây, linh đài dung nhập vào mới tạo thành thế cục hiện tại. Thực tế, tiên giới lớn hơn chúng ta thấy rất nhiều. Ngoài 10 đại tiên giới còn có các khu vực chưa mở. Ngô Bình, hóa ra là thế,
linh giới cũng là một mảnh thống nhất à. Long Khiếu Thiên, linh giới thì là một động thiên tồn tại dựa vào tiên giới. Nếu vách chắn của tiên giới biến mất, đại tiên giới xuất hiện thì toàn bộ linh giới sẽ xuất hiện khắp tiên giới, tồn tại dưới hình thức động thiên. Ngô Bình đột nhiên cảm thấy tương lai, đại tiên giới sẽ như thánh cổ đại lục. Đang yên đang lành sao tự dưng bên trên xóa bỏ cái chắn, Dư Quảng Hạ nghe xong thì ngẩn người. Long Khiếu Thiên, cụ thể thì không biết nhưng các thế lực lớn nhỏ đều đang chuẩn bị nhưng chắc chắn là đại tiên giới xuất hiện thì các thế lực nhỏ khó tồn tại. Kẻ mạnh càng mạnh, người yếu thì phụ thuộc hoặc là diệt vong. Trong mấy chục năm tới, đại tiên giới sẽ xuất hiện hoàng triều siêu cấp, đại giáo siêu cấp, thế gia siêu ca 61 vi 1 bằng. Gia tộc của Long Khiếu Thiên là thế gia vạn năm, dễ dàng phán đoán thế cục, tất nhiên anh ta sẽ biết. Ngô Bình, xem ra tiên giới sẽ khó có thể bình yên, không biết khi nào những cái chắn này khi nào biến mất. Còn chưa rõ lắm, có lẽ là mai, cũng có thể là vài chục năm sau, Long Khiếu Thiên lắc đầu. Nói tới đại tiên giới, Long Khiếu Thiên lộ ra vẻ chua xót, hầy, đến lúc đó, e là tư chất của tôi sẽ chẳng là gì. Lão Tổ nói, Long Thị muốn tìm chỗ dựa, bồi dưỡng thiên kiêu tuyệt thế thì tôi còn chưa đủ. Cha tôi cũng nói, trong tộc có lẽ sẽ bồi dưỡng một đệ tử khác. Ngô Bình cười nói, tư chất không đủ thì không sai, tôi có thể giúp anh. Long Khiếu Thiên trợn to hai mắt, kích động hỏi, anh Ngô, anh có cách giúp tôi à? Ngô Bình, tôi có một viên nghịch thiên cải mệnh đan cực phẩm, anh muốn thử không? Viên thuốc này có hiệu quả vượt xa bát môn kim thủy đan, mà không hề xung khắc. Long Khiếu Thiên hưng phấn, liên tục gật đầu, thử, đương nhiên là thử. Đan dược này của tôi cần dùng kho phiếu để mua, 5 tỷ, anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, giá mà Ngô Bình đưa ra không cao, vì dù người khác trả 50 tỷ kho phiếu thì cũng không thể mua được đan này. 5 tỷ kho phiếu là số lượng không nhỏ, cho dù Long Khiếu Thiên có cha là gia chủ thì cũng phải đi gom góp. Quả nhiên Long Khiếu Thiên suy tư rồi nói, anh Ngô, để tôi bàn với cha đã. Long gia có kho phiếu nhưng muốn dùng thì phải được các trưởng lão cho phép. Ngô Bình gật đầu, Long Khiếu Thiên ra ngoài liên lạc cho cha gia chủ Long Ngạo Tiên. Không tới một phút, Long Khiếu Thiên quay lại, cười nói, trong tay anh Ngô có mấy viên nghịch thiên cải mệnh đan. Có thì bán tôi 2 viên được không? Ngô Bình cười hỏi, nhà họ Long cần 2 viên. Long Khiếu Thiên nói, tôi còn một em trai, tuy còn nhỏ nhưng tư chất không kém hơn tôi. Nếu em trai ăn một viên đan dược thì chắc chắn sẽ có thành tựu vượt xa tôi. Ngô Bình hỏi, em trai cùng mẹ à? Long Khiếu Thiên gật đầu, em trai tôi còn nhỏ nhưng từ nhỏ đã thân với tôi, tư chất tôi kém, bị người ta bắt nạt, em ấy sẽ liều mạng trả thù cho tôi nên tôi mới mặt dày xin một viên thay cho em ấy. Ngô Bình, được. Anh lấy ra 2 viên giao cho Long Khiếu Thiên, đối phương cầm bằng 2 tay, không ngừng cảm ơn. Dư Quảng Hạ hâm mộ. Tiếc là gia tộc hắn không có nhiều tiên như thế, chỉ có thể nhìn thôi. Không lâu sau, nhà họ Long đã sai người đưa tới một cái túi, trong đó là 10 tỷ kho phiếu. Ngô Bình nhận lấy rồi nói, anh Long, giờ anh thử xem hiệu quả thế nào. Được, Long Khiếu Thiên ăn một viên. Nghịch thiên cải mệnh đan tác dụng thế nào không cần phải nói, ăn xong, Long Khiếu Thiên đã cảm thấy như mình lột xác. Một lúc lâu sau, Long Khiếu Thiên đột phá một cảnh giới, tâm trạng vui vẻ. Quay về nhà giao viên đan dược khác cho em trai. Đợi Long Khiếu Thiên đi rồi, Ngô Bình mới lấy ra một viên bát môn kim thủy đan cho Dư Quảng Hạ. Viên đan này không bằng nghịch thiên cải mệnh đan nhưng cũng không tệ, viên này tặng anh. Dư Quảng Hạ giật mình, vội nói, cái này, quá quý, tôi không thể nhận. Ngô Bình, với tôi thì chẳng là gì, đừng khách sáo. Dư Quảng Hạ cảm ơn rồi cho người chuẩn bị rượu và thức ăn. Bên này còn chưa chuẩn bị xong. Long Khiếu Thiên lại tới mời Ngô Bình. Dư Quảng Hạ giành không được thì chỉ có thể theo 2 người tới nhà họ Long. Gia chủ nhà họ Long, Long Ngạo Tiên là một nam tu cao lớn, ông ta kính trọng Ngô Bình, tự mình ra cửa đón. Nhưng dù sao Ngô Bình cũng là bạn của Long Khiếu Thiên nên ông ta cũng không tham gia bữa tiệc sâu đó, người tham gia đều là nhân tài của thần nguyên tiên giới, họ đều tới từ thế gia vạn năm hoặc các đại phái. Nhưng được Long Khiếu Thiên mới tới thì tất nhiên đều rất có tiếng tăm. Hơn nữa còn là quan hệ không tệ, không tính Dư Quảng Hạ thì có 7 người. Mọi người giới thiệu nhau, trong đó có một thiên kiêu của Nam Thiên Kiếm Tông, khí tức như kiếm, tu vi đã đạt tới đạo cảnh. Nhưng khi người này ngồi đối diện Ngô Bình thì cảm thấy như đang đối mặt với một con mãnh thú hồng hoang,
còn bản thân chỉ là con thỏ. Đây là khi Ngô Bình không có địch ý với anh ta, bằng không chắc anh ta nuốt không trôi cơm. Đây là do Ngô Bình cố tình phóng thích, anh biết nguyên nhân Long Khiếu Thiên mời những người này, đó là quan hệ hữu nghị, cũng là mạng lưới quan hệ, khoe khoang trước người khác. Đương nhiên là Long Khiếu Thiên muốn khoe rằng mình có một người bạn rất chất là Ngô Bình. Thiên kiêu của Nam Thiên Kiếm Tông tên La Phong, là người đầu tiên nâng lu, anh Ngô, nghe nói anh chỉ dùng một chiêu đánh bại Từ Thiên Tượng, thật sự làm tôi bội phục. Tôi cũng là kiếm tu mà hoàn toàn thua xa anh Ngô. Ngô Bình cười nói, anh La quá khen, nhắc tới Từ Thiên Tượng thì hiện tại đối phương thế nào? La Phong nói, từ trận chiến lần trước, hắn ta bị đả kích, nghe nói là chữa lành vết thương, bế quan khổ tu rồi. Thiên Hằng Kiếm Tông cũng rút khỏi Vạn Kiếm Tiên Giới, anh Ngô chỉ một mình là đã phá vỡ thế cục của Thiên Hằng. Nói rồi, mấy người mới nhắc tới mục đích mà Ngô Bình đến đây, là Liễu Nghị. Nghe nói bạn gái của Ngô Bình là thánh nữ, sắc mặt mọi người đều khá kỳ lạ. Một người trong đó có gương mặt đen nhẻm tên Lý Thần Tú nhắc nhở, anh Ngô, đám người đại diễn giáo không bao giờ giữ lời đâu. Nếu anh Ngô muốn đưa thánh nữ đi thì e là trước khi đưa được người đi đã bị đối phương chặt đẹp rồi. Ngô Bình nhíu mày, cớ sao anh Lý nói thế? Lý Thần Tú giải thích, đại diễn giáo do bốn gia tộc lớn dựng lên, gặp chuyện là họ sẽ cãi nhau không ngừng, hơn nữa cực coi trọng tư lợi. Bốn gia tộc đều kiểm soát vài vị trí thánh nữ, nhưng thánh nữ muốn chút bỏ thân phận thì phải được cả bốn gia tộc đồng ý, nói cách khác là một trong bốn không đồng ý thì Liễu Mị vẫn không thể rời giáo. La Phong nói, tôi chỉ muốn nhắc anh Ngô không nên để cô Liễu về đại diễn giáo. Nghe họ nói thế, Ngô Bình có chút lo lắng, lúc này anh mới thử liên lạc với Liễu Mị. Hồi lâu thì bên kia truyền ra giọng của một người đàn ông, cậu là Ngô Bình. Ngô Bình nhíu mày, ông là ai? Đối phương đáp, tôi là Phùng Ngọc Lang, là trưởng lão của đại diễn giáo. Liễu Mị là thánh nữ do nhà họ Phùng quản lý, cô ta làm trái lệnh, hủy tấm thân trong trắng, bị nhốt vào địa lao chịu hình rồi. Cậu không muốn cô ta chết thì lập tức tới chịu tông môn tôi xử phạt. Ngô Bình híp mắt, tôi sẽ qua, các người dám đụng tới cô ấy thì tôi sẽ không bỏ qua. Được lắm, miệng cũng mạnh phết, không muốn cô ta chịu tội thì mau tới đi. Đối phương nói xong thì gián đoạn liên lạc. Người chung quanh nghe thế thì đều lắc đầu. Long Khiếu Thiên nói, đại diễn giáo này nghĩ mình cao quá, tôi đi với anh, những người còn lại cũng hùa theo. Ngô Bình xua tay, việc này tôi tự xử lý, không phiền mọi người, cứ tiếp tục uống rượu nhé, tôi đi một hồi sẽ quay lại. Nói xong, không đợi mọi người khuyên can, anh rời nhà họ Long. Đại diễn giáo, Ngô Bình bị người dẫn tới một đại điện. Trong đại điện có 7 người đang ngồi, họ đều cao tận 10 trượng, đều là cường giả đạo cảnh. Ngô Bình vào điện, lúc này mới phóng thích một phần tu vi, biến thành người khổng lồ cao 30 trượng, lớn hơn cả đám cường giả kia. Tu vi càng cao thì bản thể phóng to càng lớn, để tiện sinh sống họ mới duy trì chiều cao bình thường. 7 người không vui nhưng không thể nâng cao, chỉ có thể đứng lên, một gã để râu hình chữ bát ở giữa trầm giọng nói, cậu là Ngô Bình. Là tôi. Ngô Bình khoanh tay nói. Là cậu dám cướp sự trong trắng của Long Khiếu Thiên, gã tiếp tục hỏi. Ngô Bình nói, chúng tôi yêu nhau, giúp đỡ nhau là bình thường. To gan, cậu biết cô ta là thánh nữ của đại diễn giáo chúng ta không, một tu sĩ râu đỏ quát. Ngô Bình nhíu mày, ông giống cái đếch gì, ông nghĩ giọng mình lớn lắm sao? Họ thấy Ngô Bình kiêu ngạo như vậy thì càng khó chịu, tu sĩ râu mép đỏ lạnh giọng nói, làm bẩn thân thể của thánh nữ. Không chỉ khiến cô ta phải chịu hình chết mà cậu cũng không sống nổi đâu. Các người dám đụng tới đầu ngón tay của Liễu Mị thôi tôi sẽ san bằng cái giáo này, Ngô Bình vẫn lạnh giọng, ánh mắt quét 7 người. Dâu chữ bát hừ lạnh, tôi biết thân phận của cậu, người của đệ nhất kiếm tông, có quan hệ với Thái Hoàng giáo, tiếc là những thân phận này không cứu được cậu. Vậy sao, Ngô Bình cười lạnh, các người có thể thử xem. 7 người nhìn nhau, thiếu một thánh nữ, họ có thể đổi. Tổn thất không lớn, nhưng họ yêu cầu Ngô Bình tới vì phát hiện thể chất của Long Khiếu Thiên đã nâng cao rất nhiều. Hơn nữa trong cơ thể có thêm vài đạo mạch, chứng tỏ Ngô Bình có thủ đoạn thông thiên hoặc bảo vật cải tạo thể chất. Tên dâu chữ bát thản nhiên nói, Ngô Bình, đừng tưởng chúng tôi không dám giết cậu, không ra tay vì chúng tôi muốn cho cậu một cơ hội. Ngô Bình cười lạnh, bớt nói nhảm, muốn gì nói thẳng đi. Dâu chữ bát tiếp tục, tiết lộ bí mật tăng tư chất của Liễu Nghị. Chúng tôi có thể tha cho cậu khỏi chết,
bằng không tôi sẽ ném cậu vài đại diễn thánh cảnh, khiến cậu muốn sống không được, chết không xong. Ngô Bình nghĩ thầm, ném ta vào đại diễn thánh cảnh. Giọng nói của mèo đen vang lên, công tử, đi thăm dò một phen. Ngô Bình, đã tìm được vị trí của Liễu Mị. Mèo đen, cách đây không xa. Đưa ta đi, Ngô Bình lập tức biến mất, mấy người trong điện đều kinh hãi, tìm tòi khắp nơi, lại không thể tìm thấy Ngô Bình. Hắn đi cứu người rồi, người có bộ râu hình chữ bát hét lớn, bọn bọ lập tức chạy đến nơi giam giữ Liễu Mị. Bên trong địa lao, hai tay Liễu Mị bị xích sắt treo ở giữa không trung, dưới chân là nước bẩn, trong nước có lượng lớn trùng độc bò lên trên người cô cắn cô. Bỗng nhiên, Ngô Bình xuất hiện, kiếm quang chợt lóe, xích sắt đứt đoạn, anh bế Liễu Mị đã hôn mê. Chờ đến khi người của đại diễn giáo đến, đã không còn bóng dáng của anh. Ở một khu rừng nguyên sinh bên ngoài đại diễn giáo, trong một hốc cây sạch sẽ, Ngô Bình đặt Liễu Mị xuống, bắt đầu trị liệu cho cô. Qua một lát sau, Liễu Mị tỉnh lại, cô cười khổ, nói, tôi không ngờ, bọn họ tham lam đến như vậy, lại muốn khống chế công tử, để có được bí mật tăng lên tư chất. Ngô Bình, không sao, cô nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi đến đại diễn thánh cảnh một chuyến. Liễu Mị, để mở ra đại diễn thánh cảnh cần có sự liên thủ của vài vị trưởng lão. Ngô Bình, lúc trước bọn họ có nói, muốn ném tôi vào trong đại diễn thánh cảnh. Liễu Mị vội vàng nói, nhưng mà thánh tôn ở đại diễn thánh cảnh vô cùng khủng bố. Ngô Bình xua tay, cô yên tâm, tôi sẽ mang theo mèo đen đi cùng, sẽ không có việc gì. Một lát sau, anh cảm giác có người đang dò xét khu vực này, lập tức bay lên trời. Người anh vừa mới bay được một khoảng, thì một tấm lưới lớn đã bay đến trước mặt anh, trong nháy mắt đã tóm lấy Ngô Bình vào bên trong. Sau đó tấm lưới siết chặt, trên lưới có một sức mạnh quỷ dị, có thể áp chế được toàn bộ pháp lực của anh. Lưới càng thu càng chặt, cuối cùng hoàn toàn khống chế Ngô Bình ở bên trong. Ngay sau đó, người đàn ông râu hình chữ bát đi đến, hắn ta nhìn chằm chằm vào Ngô Bình ở trong lưới, cười lạnh một tiếng, cậu có thể chạy trốn được sao? Ngô Bình bướng bỉnh nói, bắt được tôi cũng vô dụng, tôi sẽ không khai ra gì cả. Người này cười quái dị, yên tâm, cậu sẽ nói. Sau đó, Ngô Bình bị xách đến một cung điện màu đen của đại diễn giáo. Trước cửa cung điện, mấy tên tu sĩ kia lại xuất hiện một lần nữa, trong đó có một người hỏi, thế nào, cậu muốn ngoan ngoãn phối hợp hay là chịu đau khổ rồi mới phối hợp? Ngô Bình, đau khổ thế nào, để tôi nếm thử. Người nọ gật gật đầu, nói, ném vào. Tức khắc, đại môn của cung điện mở ra, bên trong truyền ra sự lạnh lẽo. Sau đó tấm lưới rung lên, Ngô Bình đã bị ném vào đại điện, sau đó cửa điện đóng lại thật mạnh. Trong cung điện, chỗ nào cũng đều là khói xanh đen, anh đi được một đoạn, cũng không thấy được điểm cuối, mà khi khói dần phai đi, anh thấy được mặt cỏ, cùng với vô số thi cốt chất trên mặt đất. Thật hiển nhiên, số thi cốt này đều là sinh linh bị hiến tế ở đây. Bên ngoài cửa điện, râu hình chữ bát nói, thời gian này, hẳn là lúc hoạt động của huyết mục đại nhân, rất thích tra tấn người sống, ta xem tên tiểu tử này có thể kiên trì được bao lâu. Một người khác, hừ, không có ai có thể kiên trì được nửa canh giờ dưới tay huyết mục đại nhân, một lát nữa là chúng ta có thể nghe được tiếng khóc thét. Chờ đến khi hắn ta ra ngoài, chúng ta nói hắn làm cái gì, hắn sẽ ngoan ngoãn làm cái đó. Chính xác, chỉ có người trải qua việc bị huyết mục đại nhân tra tấn, mới biết được chuyện đó khủng bố như thế nào, có người phụ họa. Lúc này, Ngô Bình dần thích ứng với hoàn cảnh xung quanh. Mèo đen cũng nhảy đến, đứng ở trên vai Ngô Bình. Nó quan sát chung quanh một chút, nói, đúng thật là có khí tức của cấm nguyên. Mèo đen nói, cấm nguyên là nơi cấm kỵ ra đời, năng lượng bên trong chính là vật đại bổ với Ngô Bình. Nhưng vào lúc này, trong không khí truyền đến tiếng cười quỷ dị. Ở phía xa, một quả cầu máu lăn đến, cách Ngô Bình không xa thì ngưng tụ lại thành một quái vật cả người đầy máu tươi. Nó có hình dáng như con người, nhưng cái đầu lại là xương khô, sau lưng có hai cánh màu huyết sắc. Con người của nó có hai luồng huyết quang, tản ra quỷ dị u lãnh. Cấm linh, nhìn thấy con quái vật này, Ngô Bình không những không kinh sợ, mà còn lấy làm mừng. Cấm kỵ của anh đã được thất trọng cấm, cảm giác tương đối nhạy bén, có thể kết luận được quái vật trước mắt này có ngũ trọng cấm. Thêm một trọng cấm, có nghĩa là thực lực của Ngô Bình đã vượt xa đối phương, huống chi là nhiều hơn hai trọng cấm. Cho nên, đang lúc con quái vật màu máu này đến gần Ngô Bình, sau khi cảm nhận được khí tức cấm kỵ của anh,
bỗng nhiên nhanh chóng rụt cổ, quay đầu bỏ chạy. Ầm. Ngô Bình đạp lên nó, đạp lên cánh của con quái vật này, nó không dám động đậy, miệng liên tục nói ngôn ngữ loài người, đại nhân tha mạng. Cấm linh đều có trí tuệ, quái vật màu máu hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Mèo đen đi đến, nó hỏi, nơi này có cấm nguyên. Cảm nhận được hơi thở càng khủng bố của mèo đen, con quái vật màu máu càng thành thật, vội vàng gật đầu, có, tiểu nhân ra đời bên trong cấm nguyên. Người có tên không? Ngô Bình hỏi. Những nhân loại ở bên ngoài gọi tiểu nhân là huyết mục. Nó thành thật trả lời. Huyết mục, người bên ngoài thường đem nữ tử mỹ lệ và sinh linh đến đây hiến tế, tất cả đều bị ngươi ăn. Huyết mục vội vàng lắc đầu, không không, tiểu nhân chỉ là cấm kỵ nhỏ yếu ra đời bên trong cấm nguyên, chỉ dám ở lúc này mới tìm chút huyết thực. Bên dưới còn có cấm kỵ mạnh hơn nữa, bọn họ mới có tư cách được cường giả hiến tế. Ngươi nói là cường giả, có được bao nhiêu trọng cấm, Ngô Bình hỏi. Mạnh nhất có lẽ là có thập trọng cấm, huyết mục nói. Tính luôn cả ngươi, ở chỗ này có bao nhiêu cấm kỵ? Hơn 100, tiểu nhân cũng không xếp vào trong đó. Huyết mục vội vàng nói. Thánh tôn mà bọn họ nói là ai? Là cấm kỵ mạnh nhất ở đây, hắn đã tu luyện thành hình người, thích nhất là ăn thịt mỹ nhân. Huyết mục nói. Sau khi Ngô Bình hỏi xong, tay phải đâm vào trái tim của huyết mục, cấm kỵ chi lực chảy vào cơ thể đối phương. Ngay sau đó, huyết mục nổ tung, chỉ để lại một cấm kỵ chi lực màu máu to bằng lòng bàn tay, đây là căn nguyên cấm kỵ của nó. Ngô Bình nắm lấy cấm kỵ chi lực huyết sắc, nuốt nó. Sau khi hấp thu nguồn năng lượng này, cấm kỵ của anh lập tức thăng lên bát trọng cấm. Hấp thu cấm linh trực tiếp như thế này không ngờ lại có hiệu quả tốt đến vậy. Anh cảm thấy kinh ngạc. Mèo đen, công tử. So với sức mạnh của cấm nguyên, thì thứ này không tính là gì. Đi thôi, chúng ta đi vào bên trong nhìn một cái. Bên ngoài cửa điện, mấy người dâu hình chữ bát nghe được một tiếng hét thảm, nhưng tiếng kêu thảm thiết nghe như không phải của Ngô Bình, giống như là tiếng của huyết mục đại nhân. Nhóm người này hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ tiếng kêu thảm thiết đó chính là huyết mục đại nhân? Ngô Bình lại càng đi sâu vào bên trong, phía trước xuất hiện một vách tường vàng kim. Có thể nhìn thấy bên trong bức tường thủy tinh là một cảnh tượng khác. Hình như là bị ngăn cách, vậy huyết mục kia sao lại có thể ra được, Ngô Bình nhìn về phía bên trong, nói thầm. Mèo đen vung móng vuốt lên, một đường sát khí sắc bén đánh lên vách tường tinh thể, lập tức xé mở ra một lối vào, hai người nhanh chóng đi vào. Bên trong vách tường tinh thể, trong không khí tràn ngập một loại lực lượng khiến Ngô Bình cảm thấy quen thuộc, anh không nhịn được mà hít sâu vài hơi, nói. Đây là cấm nguyên sao? Mèo đen cũng đang hưởng thụ, nói, không nghĩ đến, nơi này lại cất giấu cấm nguyên mạnh mẽ như thế. Nếu cho nó đủ thời gian, nơi này thậm chí còn có khả năng cho ra đời cấm kỵ tối cao. Ngô Bình, mèo đen, người đánh thắng được cường giả ở nơi này không? Mèo đen, thời gian bọn họ ra đời quá ngắn, không nên trò trống gì, không đáng lo đâu. Công tử, chúng ta nhanh chóng tu luyện đi. Ngô Bình lập tức ngồi xếp bằng xuống, hấp thu cấm nguyên chi lực. Một người một mèo, mới tu luyện bài canh giờ, thì ở phía xa có một con khỉ màu hoàng kim, con khỉ này cao 3 trượng, trong tay cầm theo một cây thú cốt đại bổng. Khi nó nhìn thấy Ngô Bình và mèo đen thì lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, giơ bổng lên đánh. Dâu chữ bát hừ lạnh, tôi biết thân phận của cậu, người của đệ nhất kiếm tông, có quan hệ với Thái Hoàng giáo, tiếc là những thân phận này không cứu được cậu. Vậy sao, Ngô Bình cười lạnh, các người có thể thử xem. 7 người nhìn nhau, thiếu một thánh nữ, họ có thể đổi, tổn thất không lớn, nhưng họ yêu cầu Ngô Bình tới vì phát hiện thể chất của Long Khiếu Thiên đã nâng cao rất nhiều. Hơn nữa trong cơ thể có thêm vài đạo mạch, chứng tỏ Ngô Bình có thủ đoạn thông thiên hoặc bảo vật cải tạo thể chất. Tên dâu chữ bát thản nhiên nói, Ngô Bình, đừng tưởng chúng tôi không dám giết cậu, không ra tay vì chúng tôi muốn cho cậu một cơ hội. Ngô Bình cười lạnh, bớt nói nhảm, muốn gì nói thẳng đi. Dâu chữ bát tiếp tục, tiết lộ bí mật tăng tư chất của Liễu Nghị, chúng tôi có thể tha cho cậu khỏi chết, bằng không tôi sẽ ném cậu vài đại diễn thánh cảnh, khiến cậu muốn sống không được, chết không xong. Ngô Bình nghĩ thầm, ném ta vào đại diễn thánh cảnh. Giọng nói của mèo đen vang lên, công tử, đi thăm dò một phen. Ngô Bình, đã tìm được vị trí của Liễu Nghị. Mèo đen, cách đây không xa. Đưa ta đi, Ngô Bình lập tức biến mất, mấy người trong điện đều kinh hãi,
tìm tòi khắp nơi, lại không thể tìm thấy Ngô Bình. Hắn đi cứu người rồi. Người có bộ râu hình chữ bát hét lớn, bọn bọ lập tức chạy đến nơi giam giữ Liễu Mị. Bên trong địa lao, hai tay Liễu Mị bị xích sắt treo ở giữa không trung, dưới chân là nước bẩn, trong nước có lượng lớn trùng độc bò lên trên người cô cắn cô. Bỗng nhiên, Ngô Bình xuất hiện, kiếm quang chợt lóe, xích sắt đứt đoạn, anh bế Liễu Mị đã hôn mê. Chờ đến khi người của đại diễn giáo đến, đã không còn bóng dáng của anh. Ở một khu rừng nguyên sinh bên ngoài đại diễn giáo, trong một hốc cây sạch sẽ, Ngô Bình đặt Liễu Mị xuống, bắt đầu trị liệu cho cô. Qua một lát sau, Liễu Mị tỉnh lại, cô cười khổ, nói, tôi không ngờ, bọn họ tham lam đến như vậy, lại muốn khống chế công tử, để có được bí mật tăng lên tư chất. Ngô Bình, không sao, cô nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi đến đại diễn thánh cảnh một chuyến. Liễu Mị, để mở ra đại diễn thánh cảnh cần có sự liên thủ của vài vị trưởng lão. Ngô Bình, lúc trước bọn họ có nói, muốn ném tôi vào trong đại diễn thánh cảnh. Liễu Mị vội vàng nói, nhưng mà thánh tôn ở đại diễn thánh cảnh vô cùng khủng bố. Ngô Bình xua tay, cô yên tâm, tôi sẽ mang theo mèo đen đi cùng, sẽ không có việc gì. Một lát sau, anh cảm giác có người đang dò xét khu vực này, lập tức bay lên trời. Người anh vừa mới bay được một khoảng, thì một tấm lưới lớn đã bay đến trước mặt anh, trong nháy mắt đã tóm lấy Ngô Bình vào bên trong. Sau đó tấm lưới siết chặt, trên lưới có một sức mạnh quỷ dị, có thể áp chế được toàn bộ pháp lực của anh. Lưới càng thu càng chặt, cuối cùng hoàn toàn khống chế Ngô Bình ở bên trong. Ngay sau đó, người đàn ông râu hình chữ bát đi đến, hắn ta nhìn chằm chằm vào Ngô Bình ở trong lưới, cười lạnh một tiếng, cậu có thể chạy trốn được sao? Ngô Bình bướng bỉnh nói, bắt được tôi cũng vô dụng, tôi sẽ không khai ra gì cả. Người này cười quái dị, yên tâm, cậu sẽ nói. Sau đó, Ngô Bình bị xách đến một cung điện màu đen của đại diễn giáo. Trước cửa cung điện, mấy tên tu sĩ kia lại xuất hiện một lần nữa, trong đó có một người hỏi, thế nào, cậu muốn ngoan ngoãn phối hợp hay là chịu đau khổ rồi mới phối hợp? Ngô Bình, đau khổ thế nào, để tôi nếm thử. Người nọ gật gật đầu, nói, ném vào. Tức khắc, đại môn của cung điện mở ra, bên trong truyền ra sự lạnh lẽo. Sau đó tấm lưới rung lên. Ngô Bình đã bị ném vào đại điện, sau đó cửa điện đóng lại thật mạnh. Trong cung điện, chỗ nào cũng đều là khói xanh đen, anh đi được một đoạn, cũng không thấy được điểm cuối, mà khi khói dần phai đi, anh thấy được mặt cỏ, cùng với vô số thi cốt chất trên mặt đất. Thật hiển nhiên, số thi cốt này đều là sinh linh bị hiến tế ở đây. Bên ngoài cửa điện, râu hình chữ bát nói, thời gian này, hẳn là lúc hoạt động của huyết mục đại nhân rất thích tra tấn người sống. Ta xem tên tiểu tử này có thể kiên trì được bao lâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một người khác, hừ, không có ai có thể kiên trì được nửa canh giờ dưới tay huyết mục đại nhân, một lát nữa là chúng ta có thể nghe được tiếng khóc thét. Chờ đến khi hắn ta ra ngoài, chúng ta nói hắn làm cái gì, hắn sẽ ngoan ngoãn làm cái đó. Chính xác, chỉ có người trải qua việc bị huyết mục đại nhân tra tấn. Mới biết được chuyện đó khủng bố như thế nào, có người phụ họa. Lúc này, Ngô Bình dần thích ứng với hoàn cảnh xung quanh. Mèo đen cũng nhảy đến, đứng ở trên vai Ngô Bình, nó quan sát chung quanh một chút, nói, đúng thật là có khí tức của cấm nguyên. Mèo đen nói, cấm nguyên là nơi cấm kỵ ra đời, năng lượng bên trong chính là vật đại bổ với Ngô Bình. Nhưng vào lúc này, trong không khí truyền đến tiếng cười quỷ dị. Ở phía xa, một quả cầu máu lăn đến. Cách Ngô Bình không xa thì ngưng tụ lại thành một quái vật cả người đầy máu tươi, nó có hình dáng như con người, nhưng cái đầu lại là xương khô, sau lưng có hai cánh màu huyết sắc. Con người của nó có hai luồng huyết quang, tản ra quỷ dị u lãnh. Cấm linh, nhìn thấy con quái vật này, Ngô Bình không những không kinh sợ, mà còn lấy làm mừng. Cấm kỵ của anh đã được thất trọng cấm, cảm giác tương đối nhạy bén, có thể kết luận được quái vật trước mắt này có ngũ trọng cấm. Thêm một trọng cấm. Có nghĩa là thực lực của Ngô Bình đã vượt xa đối phương, huống chi là nhiều hơn hai trọng cấm. Cho nên, đang lúc con quái vật màu máu này đến gần Ngô Bình, sau khi cảm nhận được khí tức cấm kỵ của anh, bỗng nhiên nhanh chóng rụt cổ, quay đầu bỏ chạy. Ngô Bình đạp lên nó, đạp lên cánh của con quái vật này, nó không dám động đậy, miệng liên tục nói ngôn ngữ loài người, đại nhân tha mạng. Cấm linh đều có trí tuệ, quái vật màu máu hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Mèo đen đi đến, nó hỏi,
nơi này có cấm nguyên. Cảm nhận được hơi thở càng khủng bố của mèo đen, con quái vật màu máu càng thành thật, vội vàng gật đầu, có, tiểu nhân ra đời bên trong cấm nguyên. Người có tên không? Ngô Bình hỏi. Những nhân loại ở bên ngoài gọi tiểu nhân là huyết mục. Nó thành thật trả lời. Huyết mục, người bên ngoài thường đem nữ tử mỹ lệ và sinh linh đến đây hiến tế, tất cả đều bị ngươi ăn. Huyết mục vội vàng lắc đầu, không không, tiểu nhân chỉ là cấm kỵ nhỏ yếu ra đời bên trong cấm nguyên, chỉ dám ở lúc này mới tìm chút huyết thực. Bên dưới còn có cấm kỵ mạnh hơn nữa, bọn họ mới có tư cách được cường giả hiến tế. Ngươi nói là cường giả, có được bao nhiêu trọng cấm? Ngô Bình hỏi. Mạnh nhất có lẽ là có thập trọng cấm. Huyết mục nói. Tính luôn cả ngươi, ở chỗ này có bao nhiêu cấm kỵ? Hơn 100, tiểu nhân cũng không xếp vào trong đó. Huyết mục vội vàng nói. Thánh tôn mà bọn họ nói là ai? Là cấm kỵ mạnh nhất ở đây, hắn đã tu luyện thành hình người, thích nhất là ăn thịt mỹ nhân. Huyết mục nói. Sau khi Ngô Bình hỏi xong, tay phải đâm vào trái tim của huyết mục, cấm kỵ chi lực chảy vào cơ thể đối phương. Ngay sau đó, huyết mục nổ tung, chỉ để lại một cấm kỵ chi lực màu máu to bằng lòng bàn tay, đây là căn nguyên cấm kỵ của nó. Ngô Bình nắm lấy cấm kỵ chi lực huyết sắc, nuốt nó. Sau khi hấp thu nguồn năng lượng này, cấm kỵ của anh lập tức thăng lên bát trọng cấm. Hấp thu cấm linh trực tiếp như thế này không ngờ lại có hiệu quả tốt đến vậy. Anh cảm thấy kinh ngạc. Mèo đen, công tử. So với sức mạnh của cấm nguyên, thì thứ này không tính là gì. Đi thôi, chúng ta đi vào bên trong nhìn một cái. Bên ngoài cửa điện, mấy người râu hình chữ bát nghe được một tiếng hét thảm, nhưng tiếng kêu thảm thiết nghe như không phải của Ngô Bình, giống như là tiếng của huyết mục đại nhân. Nhóm người này hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ tiếng kêu thảm thiết đó chính là huyết mục đại nhân? Ngô Bình lại càng đi sâu vào bên trong, phía trước xuất hiện một vách tường vàng kim. Có thể nhìn thấy bên trong bức tường thủy tinh là một cảnh tượng khác. Hình như là bị ngăn cách, vậy huyết mục kia sao lại có thể ra được? Ngô Bình nhìn về phía bên trong, nói thầm. Mèo đen vung móng vuốt lên, một đường sát khí sắc bén đánh lên vách tường tinh thể, lập tức xé mở ra một lối vào, hai người nhanh chóng đi vào. Bên trong vách tường tinh thể, trong không khí tràn ngập một loại lực lượng khiến Ngô Bình cảm thấy quen thuộc, anh không nhịn được mà hít sâu vài hơi, nói. Đây là cấm nguyên sao? Mèo đen cũng đang hưởng thụ, nói, không nghĩ đến, nơi này lại cất giấu cấm nguyên mạnh mẽ như thế. Nếu cho nó đủ thời gian, nơi này thậm chí còn có khả năng cho ra đời cấm kỵ tối cao. Ngô Bình, mèo đen, người đánh thắng được cường giả ở nơi này không? Mèo đen, thời gian bọn họ ra đời quá ngắn, không nên trò trống gì, không đáng lo đâu. Công tử, chúng ta nhanh chóng tu luyện đi. Ngô Bình lập tức ngồi xếp bằng xuống, hấp thu cấm nguyên chi lực. Một người một mèo, mới tu luyện bài canh giờ, thì ở phía xa có một con khỉ màu hoàng kim, con khỉ này cao 3 trượng, trong tay cầm theo một cây thú cốt đại bổng. Khi nó nhìn thấy Ngô Bình và mèo đen thì lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, giơ bổng lên đánh. Mèo đen mở một mắt, giơ chân phải lên, một cái móng vuốt chọc lên không trung, liên tiếp đập con khỉ vàng rơi xuống đất. Bang! Con khỉ kêu thảm thiết một tiếng, sau đó sức mạnh cấm kỵ trên cơ thể nó liên tục được phóng thích ra không trung, cuối cùng chỉ còn lại một lớp da lông. Sau khi giết chết con khỉ, mèo đen nói, cấm nguyên bên trong càng nồng đậm hơn, chủ nhân, chúng ta vào trong thôi. Ngô Bình gật đầu, vừa đi vừa hỏi mèo đen, cấm nguyên này rốt cuộc là loại năng lượng gì? Mèo đen, sinh ra năng lượng cấm kỵ, đồng thời nó cũng là chất dinh dưỡng tốt nhất để sinh trưởng cấm kỵ, công tử. Nơi này chắc hẳn là có rất nhiều dược liệu cấm kỵ, hãy cẩn thận tìm kiếm. Quả nhiên, một lúc sau Ngô Bình đã tìm được một cây dược liệu chứa đầy cấm kỵ ở bên trong, loại dược liệu này ở thế giới bên ngoài tuyệt đối không thể tìm thấy, hơn nữa là cực phẩm trong dược liệu cấm kỵ. Sau khi thu thập liên tiếp mấy chục cây dược liệu, khí cấm nguyên ở xung quanh đã trở nên vô cùng nồng đậm, vì vậy Ngô Bình quyết định tiếp tục tu luyện ở đây. Lúc này, không gian nơi một người và một mèo ở là một khu rừng sâu rậm rạp, có thể nhìn thấy rất nhiều động vật di chuyển xung quanh, tuy nhiên, những con vật này đều không phải là cấm kỵ, bọn chúng chỉ là bị nhiễm một chút hơi thở cấm kỵ mà thôi. Lần tu luyện này kéo dài hơn một ngày, khi Ngô Bình không ngừng hấp thu cấm nguyên, anh cảm thấy cấm thần của mình ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, sức mạnh cấm nguyên không chỉ là chất dinh dưỡng của cấm kỵ, mà còn là một động lực cưỡng hãn khiến cấm thần của anh trở nên vô cùng mạnh mẽ.
Bên kia, những người của đại diễn giáo canh gác bên ngoài đại điện hiến tế vô cùng nóng ruột, cho đến nay không có tin tức gì về Ngô Bình, bọn họ đều sợ Ngô Bình chết ở trong đó cũng sợ anh không chết, nếu là người trước thì nhiều nhất bọn họ chỉ tổn thất bí mật của Ngô Bình, nhưng nếu là người sau thì tình hình nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mọi người, tên họ Ngô sẽ không thực sự giết chết Huyết Mục đại nhân chứ? Vị tu sĩ tóc tím thận trọng hỏi. Những người còn lại sắc mặt tái nhợt, nếu như điều này là sự thật thì chứng tỏ thực lực của Ngô Bình vượt quá sức tưởng tượng của họ. Không thể nào, Dâu Chữ Bát gằn giọng, tiếng kêu thảm của Huyết Mục đại nhân chưa chắc là do cậu ta làm ra, cậu ta đến bây giờ chưa có tin tức gì, có lẽ đã chết từ lâu rồi. Họ không biết rằng lúc này Ngô Bình đang hấp thụ một lượng lớn sức mạnh cấm nguyên, khi sức mạnh của cấm nguyên càng ngày càng tăng lên, thần môn thứ hai ngày càng rõ ràng hơn, kẽ hở cũng được mở ra ngày càng rộng hơn. Tuy nhiên, khi mở được 1/3 thì dừng lại, dường như bị một lực lượng khổng lồ chặn lại, với sức mạnh hiện tại của Ngô Bình, anh căn bản không thể chống lại lực lượng này. Một lúc sau, Ngô Bình cảm thấy cấm thần của mình không thể tiếp tục hấp thu cấm nguyên nữa, anh không khỏi nói, nếu như có thể mang theo cấm nguyên ở nơi này ra ngoài thì tốt biết bao. Mèo đen không thể mang đi được, nhưng công tử có thể ngắt thêm một chút dược liệu cấm kỵ. Vì vậy, Ngô Bình bắt đầu thu thập thảo dược, mèo đen tiếp tục tu luyện. Trong nháy mắt 3 ngày nữa trôi qua, Ngô Bình thu thập được hàng nghìn cây dược liệu, ở đây này anh nhìn thấy rất nhiều thi thể của tu sĩ tiên đạo, hẳn là tu sĩ vô tình tiến vào nơi này, kết quả bọn họ chết ở trong này. Anh không thể không nghĩ đến đại diễn giáo thông qua tế đàn có được công pháp hoặc là pháp bảo hầu hết đều là di vật của những tu sĩ đã chết này. Trong khoảng thời gian này cũng có mâu thuẫn với những cấm kỵ khác, nhưng những điều cấm kỵ đó không thể đánh bại được anh, cuối cùng đều đã bị anh nuốt chừng. Cuối cùng cấm kỵ của anh đặt đến cửu trọng cấm, mà anh quyết định tạm thời rời khỏi nơi này, mèo đen cần hấp thu một thời gian nữa, anh bèn bỏ lại mèo đen, một mình đi ra khỏi khu vực này. Sau khi trở về theo đường cũ, anh quay trở lại đại điện, sau đó bắt đầu gõ cửa. Người ngoài cửa tưởng anh đã chết rồi cho nên không đợi tin tức ở bên ngoài, là do người gác cổng bên ngoài nghe thấy tiếng động, vội vàng thông báo cho bọn họ. Một lúc sau, cửa lớn mở ra, Ngô Bình nghênh ngang bước ra ngoài. 7 người đứng ngoài cửa, đều mắt chữ A mồm chữ O. Cậu, chưa chết, tu sĩ Dâu Chữ Bát run rẩy. Ngô Bình ừ một tiếng. Tôi kết nghĩa với Thánh Tôn, ta là đại ca của đối phương. Nhóm người này vẻ ngạc nhiên và không dám tin lời nói của Ngô Bình. Ngô Bình vung tay lên, cửu trùng cấm được kích hoạt, xung quanh đột nhiên khói bụi mù mịt, khí tức khủng bố lan tràn ra, đám người kinh hãi đều quỳ rạp xuống đất. Tham kiếm Thánh Quân đại nhân. Bọn họ gọi người mạnh nhất dưới là Thánh Chủ, lúc này bọn họ dứt khoát tôn Ngô Bình là Thánh Quân. Ngô Bình vui vẻ nhận lấy, nói. Sau này không cần phải hiến tế nữa, để mắt tới nơi này cho ta sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Nói xong, anh bay lên không trung nghênh ngang rời đi, chỉ lưu lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Ngô Bình nhanh chóng tìm thấy Liễu Mị, sau đó khởi động thánh môn quay trở lại thánh cổ đại lục. Khi số lần sử dụng thánh môn ngày càng tăng lên, Ngô Bình giờ đây đã có thể điều khiển thánh môn một cách chính xác, 2 người họ xuất hiện ngay cạnh Kim Long học viện. Ngô Bình mang về rất nhiều dược liệu cấm kỵ, anh quyết định luyện chế mấy lò cấm kỵ đan dược. Đối với tu sĩ của Thánh Cổ Đại Lục, ngưỡng lớn nhất của tu luyện chính là hạt giống cấm kỵ, đại đa số người không có khả năng ngưng tụ hạt giống cấm kỵ, những người ngưng tụ được hạt giống phần lớn đều là hạt chết, trong số tất cả hạt giống, tỷ lệ hạt giống sống chỉ là 1/1000, cho nên, bây giờ Ngô Bình muốn luyện chế một đan dược có thể tăng tỷ lệ sống sót của hạt giống, hơn nữa còn đặt tên là thần trùng đan. Uống thần trùng đan, có thể ngưng tụ hạt giống cấm kỵ dễ dàng hơn nữa hạt giống có tỷ lệ sống sót lớn, không thể nghi ngờ, đây là đan dược chưa từng có ai sáng tạo ra, một khi nghiên cứu thành công, trong vòng 100 năm thực lực của cả nhân tộc sẽ bước lên một tầm cao mới trước nay chưa từng có. Ngô Bình thông báo ý tưởng này cho Dược Lão rất phấn khởi, tin tưởng phương pháp này có thể thực hiện được, sư đệ 2 người vừa thực nghiệm vừa nghiên cứu, 3 ngày sau, lô thần trùng đan đầu tiên ra đời. Chất lượng của lô đan dược đầu tiên chất lượng là cực phẩm. Ngô Bình gọi Lý Dược Sư đến uống loại đan này, thử nghiệm thức tỉnh hạt giống cấm kỵ, mặc dù tu vi của Lý Dược Sư khá cao nhưng điều này không gây trở ngại tu luyện cảnh giới trúc cơ ở Thánh Cổ Đại Lục. Hóa ra Ngô Bình cưỡng chế đem một thân công pháp của đối phương phong ấn vào trong thần môn, sau đó tu luyện lại từ đầu.
Không lâu sau khi Lý Dược Sư uống đan dược đó, dựa theo truyền dạy của Ngô Bình thức tỉnh hạt giống. Anh cùng Dược Lão canh giữ ở bên ngoài phòng tu luyện, đợi nửa ngày, bên trong mới có một chút động tĩnh gì đó, sau đó, một cỗ sức mạnh cấm kỵ thuần túy giải phóng ra ngoài. Đôi mắt của Ngô Bình sáng lên, anh mỉm cười nói, thành công rồi. Quả nhiên, Lý Dược Sư đẩy cửa ra, vui vẻ nói, bố, con thành công rồi. Ngô Bình gật đầu, ừ, con lĩnh hội cho tốt. Sau đó, mấy người Lý Thái Nhất đều uống một viên thần trùng đan, thành công thức tỉnh hạt giống cấm kỵ, hơn nữa đều là hạt sống. Dược lão, đan này tuy rằng rất tốt, nhưng đáng tiếc là luyện chế nó cần dùng đến dược liệu cấm kỵ, không thể luyện chế số lượng lớn, nếu không, toàn bộ nhân tộc sẽ được lợi lớn. Ngô Bình, đan dược càng chân quý thì càng khó luyện chế, đây là chuyện bình thường. Dược lão, hai ngày này con nên luyện chế nhiều hơn một chút, sinh nhật của chúa tể, viện trưởng bảo chúng ta chuẩn bị một ít đan dược làm quà. Học viện Kim Long nằm ở trung tâm của Kim Đô, ở Kim Đô có một vị chúa tể trấn giữ, tuy nhiên, Ngô Bình ở đây đã lâu nhưng vẫn chưa chính thức gặp được vị chúa tể đó, cũng không biết tiệc mừng thọ của chúa tể. Anh hỏi sư phụ, con nghe nói có ba vị chúa tể, một người bệnh và một người đã già, vị ở Kim Đô này là người lớn tuổi nhất phải không? Dược lão gật đầu là ông ta, chúa tể nhân tộc số lượng quá ít, nếu chúng ta có thể luyện chế ra một loại đan dược có thể kéo dài sinh mệnh của chúa tể thì tốt quá. Ngô Bình lắc đầu, cấp bậc chúa tể quá cao, muốn luyện chế ra loại đan dược như vậy, tu vi của chúng ta ít nhất phải đạt đến cấp bậc chúa tể mới có thể thực hiện được. Dược lão, chúa tể Kim Đô có mấy trăm năm thọ mệnh, nếu trong thời gian đó không sinh ra được chúa tể mới, tình huống sẽ trở nên phiền phức. Ngô Bình hỏi, chúa tể thánh cổ đại lục có thể sống bao lâu? Dược lão, cấp bậc chúa tể có một chút thực lực nghịch chuyển thiên đạo nên thường xuyên bị thiên đạo áp chế, sống rất mệt. Điều này sẽ gây ra việc chúa tể sống lâu cũng không thể thành thánh nhân, trong thánh nhân có không ít người sống trên vạn năm, được gọi là cổ thánh, nhưng chúa tể chỉ có thể sống mấy nghìn năm. Trong lòng Ngô Bình suy nghĩ, sư phụ, nói cách khác thì nếu không bị thiên đạo áp chế, chúa tể có thể sống rất lâu. Đó là đương nhiên, Dược lão nói, vi sư cũng là cảnh giới thánh nhân, cũng biết rõ sự mạnh mẽ của thánh vương. Nếu không có thiên đạo áp chế, thánh vương sống được mấy vạn năm. Sư phụ, con tu luyện cấm thiên thần công, có thể nắm giữ một phần sức mạnh cấm thiên. Theo lý thuyết, sức mạnh cấm thiên có thể giảm bớt sự áp chế của thiên đạo đối với chúa tể, Ngô Bình đột nhiên nói. Dược lão lắp bắp, con nói vậy thì đúng là nên thử. Ngô Bình, sức mạnh cấm thiên này thì con đã tìm hiểu được 90%, nếu có thể tìm hiểu trọn vẹn thì có thể thử một lần. Dược lão vội hỏi, khi nào mới trọn vẹn? Ngô Bình cười nói, sư phụ, cấm kỵ của con đã đạt tới cửu trọng cấm, thuộc về cấm bậc đại thiên cấm kỵ. Theo lý, hẳn là con có thể tìm hiểu toàn diện. Trong mắt anh, trọng tâm của sức mạnh cấm thiên cũng là một loại cấm kỵ, hoàn toàn có thể tìm hiểu sức mạnh cấm thiên. Hơn nữa, một khi thành công, cấm kỵ của anh cũng thăng một bậc. Dược lão gật đầu, việc này thì không vội, con cứ từ từ tìm hiểu. Mấy ngày kế tiếp Ngô Bình lại luyện chế vài đan dược mới. Cũng sáng chế ra một loại đan cấm kỵ là cấm thiên đan. Cấm thiên đan là đan dược do anh dựa vào sức mạnh cấm thiên và dược liệu cấm kỵ để chế. Ăn nó vào thì trong cơ thể hình thành pháp trận cấm thiên, pháp trận này có thể đối kháng với sự áp chế của thiên đạo. Nói cách khác, nếu chúa tể ăn vào thì có thể giảm bớt áp chế của thiên đạo. Ngô Bình đưa đan cho Dược lão xem xét, ông vô cùng kích động, kỳ diệu quá. Có cấm thiên đan này, chúa tể kia có thể sống lâu thêm vài trăm năm. Ngô Bình, sau này còn có thể cải tiến. Dược lão, nào, đi gặp viện trưởng. Ông muốn đích thân đưa đan này tới tay Trần Hoài Long để ông ấy xem, để cho ông ấy thử hiệu quả. Trần Hoài Long đang ngồi bên hồ câu cá, trong miệng nhai gì đó. Thân là viện trưởng học viện Kim Long, thường ngày ông ấy rất nhàn nhã, việc lớn nhỏ gì cũng đã chuyên gia phụ trách. Lão Dược, Tiểu Bình, mời ngồi, Trần Hoài Long nhiệt tình đưa hạt dưa cho hai người. Dược lão, viện trưởng, Tiểu Bình vừa luyện chế một lò đan dược, ông thử hiệu quả xem. Ông không nói rõ công dụng, chỉ đưa đan cho Trần Hoài Long. Trần Hoài Long cười ha ha, nhìn thoáng qua đan dược rồi nụ cười biến mất. Quan sát một lát, ông ấy nghiêm túc hỏi, đây là đan dược gì? Cấm thiên đan, Ngô Bình giải thích, có thể giảm bớt sự áp chế của thiên đạo đối với cường giả cấp chúa tể.
có thể giảm bao nhiêu? Trần Hoài Long hỏi dồn. Ngô Bình, có thể giảm 95% để áp chế. Nhưng viên đan này chỉ có hiệu quả trong 3 năm, 3 năm sau cần dùng viên thứ hai. Trần Hoài Long cười to, thật thần kỳ. Có viên thuốc này, đám đầu cổ kia có thể đột phá rồi. Dược lão gật đầu, đúng vậy. Ngô Bình nghe không hiểu mà hỏi, sư phụ, đồ cổ gì? Dược lão, có vài cổ thánh tu vi đạt tới đại thánh cảnh, hơn nữa có cơ hội thăng lên thánh vương. Nhưng vì thánh vương thì sẽ bị thiên đạo áp chế, vậy nên họ cố tình áp chế tu vi, trần trừ không đột phá. Trừ phi chúa tể hiện tại ngã xuống, thì họ mới đột phá để thay thế. Ngô Bình hiểu ý dược lão, những cổ thánh kia vì sống lâu nên cố tình không đột phá. Anh hỏi, sư phụ, nhân tộc làm vậy là để giữ thực lực à? Trần Hoài Long, chúa tể sống lâu cũng chỉ được mấy nghìn năm nhưng đại thánh có thể sống trên vạn năm. Nếu tất cả đại thánh đều đột phá thành thánh vương thì họ đều sẽ có thể chết trong mấy nghìn năm do thất bại. Ngô Bình tò mò, đương thời có bao nhiêu đại thánh có thể đột phá? Khả năng thì có 11 người, Trần Hoài Long cười nói, hiện tại có đan dược này, họ không cần áp chế tu vi nữa. Ông ấy hỏi Ngô Bình, loại đan dược này còn có thể tăng thêm hiệu quả không? Ngô Bình gật đầu, sau này sẽ tốt hơn. Tốt, hai mắt Trần Hoài Long tỏa sáng, để ta thử một chút. Trần Hoài Long đột nhiên biến mất, chỉ qua một phút sau thì xuất hiện lần nữa, lúc này ông ấy vô cùng vui vẻ, đúng vậy, ăn đan dược này vào thì có thể chắn 90% áp chế của thiên đạo. Ngô Bình không ngờ đan này lại hiệu quả như vậy, anh gật đầu, viện trưởng, có thể để con cảm nhận trực quan sự tổn thương của thiên đạo đối với chúa tể không? Trần Hoài Long gật đầu, tay vỗ vai Ngô Bình, vậy để cho con cảm nhận áp lực từ thiên đạo một chút. Vừa dứt lời. Khi tức toàn thân Ngô Bình ngưng tụ, cảm giác sát khí trong trời đất vô cùng tận không ngừng tụ về phía anh dùng hết sức để chống lại nhưng vẫn phun ra búng máu tươi. Trần Hoài Long vội nói, cảm thấy thế nào? Ngô Bình cười khổ, nếu chịu toàn bộ sự thương tổn từ thiên đạo, con sẽ bị trọng thương. Trần Hoài Long gật đầu, cho nên những người kia tình nguyện dừng ở đại thánh cảnh, chứ không muốn thành thánh vương. Vì sao cảnh giới chúa tể phải bị thiên đạo thương tổn? Ngô Bình hỏi. Trần Hoài Long, thánh vương có địa vị gần với thiên đạo nhưng không thể hoàn toàn thay thế, bởi vậy thiên đạo nào có thể dung thứ. Trừ phi thăng lên thánh hoàng, vượt qua hẳn thiên đạo. Ông ấy vỗ vai Ngô Bình, Tiểu Bình, con luyện chế đan này nhiều một chút. Những tên đồ cổ kia làm rất trầm ổn, chắc chắn muốn gặp con một lần. Ngô Bình nháy mắt, viện trưởng, những vị kia bao nhiêu tuổi rồi? Trần Hoài Long, ít nhất cũng mấy nghìn, tuổi đều lớn hơn ta không ít. Những người này đa phần đều rảnh rỗi, đầu óc không bình thường, con gặp cũng đừng quá khách khí. Trong lúc họ nói chuyện, một người đàn ông cao lớn xuất hiện, bên hông đeo đao giết heo, quần áo vải xám vấy mỡ, trong tay cầm theo một con heo đã làm thịt. Người đặt heo lên bàn, cười tâu toét, nếm thử đi. Trần Hoài Long ghét bỏ nhìn thịt heo, giết heo làm gì ai muốn ăn heo nhà ông, mau đem về đi. Người đàn ông cao lớn mặt đầy râu, da đen nhẻm. Cười nói, ta Trần Sơ rồi, ăn ngon lắm, ông nếm thử đi. Nhìn người nọ, dược lão rất khách sáo, chắp tay hành lễ, ra mắt đại thánh. Người đàn ông cao lớn, Tiểu Trần nói có luyện được một đan dược áp chế được thiên đạo, là ngươi sao? Dược lão, là đồ đệ Ngô Bình của ta. Đồ tể đánh giá Ngô Bình, đột nhiên cảm thán, còn trẻ như vậy mà luyện chế ra đan dược thần kỳ như thế, đúng là hậu sinh khảo ý. Trần Hoài Long hỏi. Giết heo, họ bảo ông tới à? Đồ tể gật đầu, mọi người bảo ta tới xem thử, thuận tiện hỏi thăm. Trần Hoài Long, ông muốn hỏi gì? Đồ tể hỏi Ngô Bình, Ngô đan sư, đan dược này thì cậu luyện được bao nhiêu một năm? Ngô Bình, nếu cần thì mấy nghìn viên cũng không có vấn đề, chỉ cần nguyên liệu đầy đủ. Đồ tể tiếp tục hỏi, tư chất của cậu thế nào? Dược lão nói, cậu ấy tu luyện cấm thiên thần công, có sức mạnh cấm thiên. Có tiềm năng trở thành thánh hoàng. Đồ tể gật đầu, sau đó nói với Trần Hoài Long, chúng ta thương lượng một chút, tạm thời ta sẽ thử trước, thăng lên chúa tể. Dù sao nếu bỗng chốc xuất hiện quá nhiều chúa tể thì các thế lực sẽ nâng cao sự cảnh giác. Trần Hoài Long, ừ, cũng tốt, cứ vài năm ra một chúa tể là được. Đồ tể lấy ra một tấm bùa ngọc đưa cho Ngô Bình, cười nói, Ngô đan sư, sau này nhớ thường xuyên liên lạc với chúng ta, nói xong thì xoay người rời đi. Dược lão hỏi, viện trưởng,
người này muốn tới phía đông à? Trần Hoài Long gật đầu, phía đông thiếu một vị chúa tể, hắn đi vừa lúc. Ngô Bình, sư phụ, vị vừa rồi là đại thánh à? Dược lão nói, ừ, cường giả đứng đầu dưới thánh hoàng Lý Thần Đồ là ông ta. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, đại thánh mà có tên này chắc ông ấy đánh nhau rất giỏi. Trần Hoài Long, tuổi hắn còn lớn hơn ta, có thể đột phá sớm nhưng vì tránh cho nhân tộc không có người kế thừa, hắn chỉ có thể áp chế tu vi. Ngô Bình, viện trưởng, người trẻ hơn sao không đột phá? Trần Hoài Long cười nói, ta thăng cấp chúa tể thì vị chúa tể kia mới chết trận, ta cũng thay vào vị trí đó. Ngô Bình, nói vậy thì ba vị chúa tể hiện tại là nhân tộc cố ý sắp xếp như thế. Trần Hoài Long gật đầu, chúng ta đã bói toán, kết quả là dùng cục diện ba chúa tể để giữ vững nhân tộc. Dược lão, nhân tộc đã vạn năm không có thánh hoàng, vì vậy mọi người phải đề phòng trường hợp tệ nhất, không thể không làm vậy. Trần Hoài Long, Tiểu Bình, ta cảm thấy con thay đổi rất nhiều, càng có khí tượng của vương giả. Con phải cố gắng tu luyện, mau chóng đột phá. Sau khi gặp Trần Hoài Long, Ngô Bình về dược viên tiếp tục luyện đan và tu luyện. Trước đó anh đã hoàn thành cảnh giới thần môn, kế tiếp phải đột phá cảnh giới khác với thần thông của tiên giới. Thần thông của tiên giới nằm sau thần môn là cảnh giới vạn tương và đại thần kiếp. Thánh cổ đại lục bên này, sau thần môn còn có hai cảnh giới là hóa hình và pháp thân, sau đó mới là đại thần kiếp. Cảnh giới hóa hình là phải tự mình tu hành đạo đồ, hiển hóa thành hình. Ví dụ, Ngộ Bình tu luyện thất tinh trảm đạo đồ, muốn sáng tạo ra một hình tượng thất tinh trảm đạo, tự ảo hóa thành thật, được gọi là đạo hình. Nhân bí đồ càng mạnh thì đạo hình ngưng tụ càng lợi hại. Lúc này, trong lòng Ngô Bình đã có hình tượng thất tinh trảm đạo đồ, anh chuẩn bị tu luyện ra hai kiếm cuối cùng của trảm đạo thập tam kiếm, sau này có thể ngưng tụ đạo hình thất tinh trảm đạo đồ. Anh tu luyện kiếm thứ 12 rất thuận lợi, một thanh kiếm khổng lồ nhanh chóng hiện ra sau lưng anh. Kiếm thứ 12 của trảm đạo thập tam kiếm là một thanh kiếm lớn đen như mực, phóng ra sức mạnh u ám. Sức mạnh này có thể đánh tan hết sức mạnh sức sống của đối thủ trong tích tắc, giết ngay lập tức. Kiếm thứ 12, Ngô Bình cũng không cảm thấy quá sức nên tiếp tục tu luyện kiếm thứ 13. Đây là một thanh kiếm thủy tinh 7 màu, kiếm này có khả năng làm cho vạn vật yên tĩnh, là thanh kiếm tĩnh mịch. 13 thanh kiếm lớn xuất hiện sau lưng Ngô Bình, sau đó chúng gộp lại thành một thanh trường kiếm, phóng ra hào quang rực rỡ. Trong cơ thể Ngô Bình có thất tinh trảm đạo đồ, chứa sức mạnh chấn động. Sau đó phóng thích năng lượng huyền diệu, truyền vào trong thanh kiếm rực rỡ kia. Trường kiếm rực rỡ vốn là vật vô hình nhưng có được sức mạnh này rồi thì hình ảnh dần chuyển hóa thành thực. Ngô Bình cầm kiếm, cảm giác như nó là một phần của mình, chỉ là biến thành hình thanh kiếm thôi. Thú vị hơn là kiếm này xuất hiện thì như có thể hấp thu vô hạn sức mạnh của anh. Mà anh cũng có thể muộn dùng nó để chém ra một kiếm. Thậm chí khi tu luyện vài loại thần thông thì có thể thông qua kiếm này để phóng thích. Anh có thể không ngừng truyền năng lượng vào kiếm, phóng thích bất cứ lúc nào để tạo thành đòn chí mạng cho đối thủ. Ngưng tụ đạo hình thứ nhất, Ngô Bình lại ngưng tụ là tiên thiên bát quái đồ. Tiên thiên bát quái đồ bị anh biến thành một đại trận, tiên thiên bát quái trận. Tiên thiên bát quái trận được tạo từ 8 lá cờ, khi dùng chỉ cần ném lên không trung là chúng tự kết trận. Kế tiếp là cửu cung thiên cơ đồ, Ngô Bình biến thành 9 đồng tiền, chỉ cần quăng ra là... Phối hợp với tiên thiên bát quái trận sẽ tạo thành cửu cung bát quái đại trận. Mỗi ngày Ngô Bình luyện đan và tu luyện, đảo mắt đã hơn nửa tháng. Một ngày này, Thần Nguyệt tới chơi, thấy mặt là đã nói, thiếu gia nhà anh gây họa rồi đó. Trong khoảng thời gian Ngô Bình bế quan thì đã nhờ Thần Nguyệt trông nom mấy người Lý Thái Nhất, đừng để họ gặp rắc rối, không ngờ vẫn xảy ra chuyện. Anh lắc đầu, ai gây rắc rối rồi? Thần Nguyệt, Lý Thái Nhất tu hành trong kiếm cốc. Kết lại xảy ra xung đột với người khác, làm bị thương một học sinh. Học sinh kia lại có lai lịch không nhỏ, cha là cháu của chúa tể tại Kim Đô, có chút thế lực. Ngô Bình gọi Lý Thái Nhất, nhanh chóng Lý Thái Nhất đã xuất hiện. Trên tay có vết thương, mặt cũng xanh tím cả mảng. Ngô Bình nhíu mày, con mình thế nào, anh rõ ràng nhất, tu vi không yếu, thực lực đã là đạo cảnh, sao lại bị đánh thành thế này? Chuyện gì xảy ra, anh hỏi. Lý Thái Nhất. Bố, họ bắt nạt con gái, con thấy thì nói vài câu, kết quả là đánh nhau. Họ không phải đối thủ của con, tìm người ngoài tới chặn đường. Nhưng bố yên tâm, con cũng không chịu thịt, đánh bị thương không ít. Ngô Bình hỏi,
vậy chuyện này vẫn chưa kết thúc đúng không? Lý Thái Nhất gãi đầu, có vẻ đối phương không phục, sau đó còn muốn đánh. Ngô Bình nhíu mày, vậy đánh tới đánh lui bao giờ mới xong? Học viện Kim Long có đại ân oán mà, sao không giải quyết một lần, đỡ phải phiền phức? Lý Thái Nhất nháy mắt, còn có thể đi sao? Đại ân oán là nơi được đừng để đề phòng đánh nhau trong học viện. Người thua sau này không được tìm người thắng gây chuyện, nếu không học viện sẽ để ý. Ngô Bình cũng không để bụng chuyện này, vì vậy định để Lý Thái Nhất tự giải quyết. Đương nhiên có thể, Ngô Bình nói, đi xuống đi. Lý Thái Nhất cười, tốt quá, con sẽ nhanh chóng giải quyết. Lý Thái Nhất đi xa, Thần Nguyệt cười khổ, sao anh làm cha mà còn bốc đồng hơn con trai vậy? Không phải tôi nói bối cảnh đối phương không đơn giản à? Ngô Bình không cho là đúng, vậy đã sao? Họ hàng chúa tể rồi, không có gì đáng sợ, nếu xét mạng lưới quan hệ, anh không thua ai ở Kim Đô. Thần Nguyệt bất đắc dĩ nói, đại ân oán là không màng sống chết, chúng ta qua đó xem thử đi. Ngô Bình không quá coi trọng, trong lòng vẫn quan tâm con trai nên gật đầu. Nửa giờ sau, trên võ đài sau núi của học viện vây đầy người, Lý Dược Sư, Lý Giật này nọ đều đứng vây quanh cổ vũ. Ngô Bình cũng đứng trong đám đông, nhìn thoáng qua học sinh đối diện Lý Thái Nhất, nhíu mày nói, trên người kẻ này có hơi thở cấm kỵ. Lý Thái Nhất đứng trên võ đài, tỏa ra phong phạm tông sư. Kẻ đối diện hừ lạnh một tiếng, Lý Thái Nhất, ta biết cha ngươi là Ngô Bình, đệ tử Dược Lão nhưng thế đã sao? Hôm nay ta muốn đánh chết ngươi trước mặt mọi người. Lý Thái Nhất không hề sợ hãi, Chu Bàng, là bắt nạt phụ nữ, muốn ngủ con người ta chỉ ngăn cản ngươi làm việc ác mà ngươi lại muốn đánh chết ta. Hừ, cha ta đã nói, với kẻ không chịu nói lý lẽ thì dùng nắm đấm để nói. Người tên Chu Bàng phóng thích ra sức mạnh cấm kỵ, hóa ra hắn có pháp khí cấm kỵ. Pháp khí này bay lên không, hóa thành một con mắt, nhìn chằm chằm Lý Thái Nhất. Lý Thái Nhất không hề lo lắng, lấy ra một tấm bùa do Ngô Bình luyện chế cho mình, cũng là bùa cấm kỵ. Bùa bay lên không trung, tạo thành ánh sáng, con mắt nổ tung rồi biến thành tia sáng rơi lại vào người Chu Bàng. Chu Bàng hét thảm một tiếng, toàn thân bốc lên ngọn lửa màu đen, bên trong cũng phát ra tiếng hét thê lương. Hóa ra ngọn lửa này đang thiêu đốt sinh mệnh của đối phương, cháy càng lâu thì đối phương càng yếu mà quá trình vô cùng đau đớn. To gan! Trong đám đông, một người đàn ông trung niên phóng lên trời, giơ tay chưởng vào Lý Thái Nhất. Nhìn hơi thở của người này thì tuyệt đối là cao thủ nhân vương, sức mạnh dồn hết vào Lý Thái Nhất, định đánh chết ngay tại chỗ. Bốp! Bất chợt, một bóng người lao lên võ đài, là Ngô Bình, anh tung chưởng đánh bay người kia. Đối phương rên lên một tiếng bay xa, rơi xuống đất rồi phun ra búng máu. Xem ra một chưởng kia của Ngô Bình đã đánh gã trọng thương. Ngô Bình thản nhiên nói, trẻ con đánh nhau, người lớn ra tay có vẻ không thích hợp lắm nhỉ. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Ngô Bình, trong mắt tràn ngập sự kiêng dè, trầm giọng hỏi, ngươi là phụ huynh của Lý Thái Nhất. Ngô Bình cười nói, ta là cha của hắn, Lý Huyền Bình. Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi. Con ngươi làm bị thương con ta, trong tình thế cấp bách ta mới ra tay. Ngô Bình nhìn thoáng qua Chu Bàng đang la hét, vung tay, ngọn lửa biến mất, sau này nhớ dạy dỗ con cho đàng hoàng. Người đàn ông trung niên nhìn Ngô Bình, không nói gì, mà dẫn Chu Bàng rời đi. Lý Thái Nhất cũng nhảy xuống, cha, vậy thì hời cho hắn quá. Nhiều cô gái bị hắn ức hiếp lắm, tên Chu Bàng này có tiếng xấu lan xa. Ngô Bình bất ngờ. Hắn làm nhiều như vậy mà không ai quan tâm sao? Lý Thái Nhất, gia tộc của hắn lớn mạnh, người khác nào dám quan tâm? Con chỉ nói một câu, hắn đã muốn đánh chết con, đừng nói gì người khác. Bất kỳ nơi nào cũng có cường quyền, không hề có công bằng, Ngô Bình cũng không ngạc nhiên, anh cũng không có nhiều hơi sức để bênh vực kẻ yếu như thế. Việc này liên quan tới Lý Thái Nhất nên anh phải làm cho rõ. Anh gọi mấy người còn lại tới trước mặt. Mấy ngày nay cha bế quan, đừng gây chuyện. Thái Nhất, con cẩn thận một chút, việc này con làm dứt khoát, đắc tội đối phương, nhà họ Chu sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Thái Nhất, anh Huy, nhà này có gì đặc biệt không? Người này thấp giọng nói, Thái Nhất, nhà họ Chu lũng đoạn buôn bán dược liệu. Hơn nữa còn có quan hệ với một người cháu của chúa tể, tôi lo cháu của chúa tể sẽ ra mặt cho họ. Nghe nói nhà họ Chu lũng đoạn việc buôn bán dược liệu. Ngô Bình đột nhiên thấy chuyện này không đơn giản, hắn để mấy người Lý Thái Nhất về trước,
sau đó dạo một vòng mấy nơi bán thuốc tại Kim Đô. Sau đó anh phát hiện một sự kiện, dược liệu ở Kim Đô đều do người nhà họ Chu kinh doanh, điều này khiến giá dược liệu bên này mắc hơn nơi khác. Không chỉ vậy, nhà họ Chu cũng bắt tay vào thị trường đan dược, đi qua hai cửa hàng, chỉ thấy đan dược có phẩm chất bình thường, thiếu đan dược tốt. Mặt khác, nhà họ Chu khá có sức ảnh hưởng trong thị trường đan dược, nhưng lại không thể lũng đoạn. Rất nhanh, Ngô Bình phát hiện một cửa hàng tên Thần Đan Các, anh có hơi bất ngờ, chẳng lẽ mình mở từ thành Mộng Hoa đã tới nơi này rồi. Vì vậy anh đi vào, phát hiện nhân viên không nhận ra mình nhưng đan dược bên trong đúng là do anh chọn ra từ tiên khố. Bảng hiệu bên này cũng ghi anh là đệ tử của Dược Lão Học Viện Kim Long, là một thầy luyện đan rất giống. Ngô Bình hỏi trưởng quầy, ông chủ của các vị đâu? Trưởng quầy là một người trung niên, cười nói, ông chủ không ở đây, quý khách muốn mua gì? Ngô Bình hỏi, người phụ trách cửa hàng này là ai? Trưởng quầy cười nói, quý khách có chuyện gì, xin cứ nói với ta. Ngô Bình không muốn nhiều lời, liên lạc với Triệu Vân Cơ. Vân Cơ, bây giờ cô đang ở đây, Ngô Bình hỏi. Triệu Vân Cơ cười nói, anh đoán xem. Ngô Bình, cô đang ở Kim Đô à? Triệu Vân Cơ cười, đúng thế, tôi đến mấy tháng rồi. Trước đó còn tới học viện tìm anh mà anh không ở, tôi đang ở trong một cửa hàng Thần Đan Các. Ngô Bình, tôi đang ở Thần Đan Các Kim Đô. Thật sao, anh đến khi nào, chờ tôi một lát, tôi tới ngay. Triệu Vân Cơ tốn 15 phút là đã đến nơi, trong tay cầm vài xấp giấy tờ, hình như mới bàn chuyện làm ăn với người khác. Vân Cơ, Thần Đan Các ở đây làm ăn được không? Triệu Vân Cơ, rất tốt, nơi này là Kim Đô, là nơi tập trung của người giàu. So với nơi nhỏ như thành Mộng Hoa thì phồn hoa hơn gấp nghìn lần. Hàng tồn anh để lại trước đó sắp bán sạch rồi, chuẩn bị tìm anh bổ sung. Ngô Bình, trong khoảng thời gian này có ai tìm cô không? Triệu Vân Cơ gật đầu, quản gia nhà họ Chu tìm tôi, muốn hợp tác nhưng tôi không liên lạc với anh được nên bảo để bàn sau. Ngô Bình, nhà họ Chu đã biết quan hệ giữa tôi và Thần Đan Các. Triệu Vân Cơ, đương nhiên là biết, anh là chiêu PR của Thần Đan Các mà. Ngô Bình gật đầu, trước đó anh trở lại tiên giới, anh mua sắm vài loại đan, vừa lúc giao cho Triệu Vân Cơ. Sau đó anh kể chuyện xảy ra hôm nay, tôi hoài nghi Chu Bàng kia cố tình ra tay quá đáng, sau đó dùng nó để uy hiếp tôi. Chỉ là họ không ngờ chúng ta có thực lực vượt xa họ, thành ra họ chịu thiệt. Triệu Vân Cơ là cô gái thông minh, cô nhăn mày, nói vậy thì Thần Đan Các xuất hiện ảnh hưởng tới thu nhập của nhà họ Chu nên muốn đối phó chúng ta. Ngô Bình. Hình như có chỗ dựa lớn nên không coi ai ra gì. Triệu Vân Cơ nhẹ nhàng thở dài, chuyện này là tôi thiếu suy xét, đáng lẽ tôi nên chờ anh về. Ngô Bình, cha của Chu Bàng là cháu của chú tể, quan hệ này không xa. Ngày mai là lễ mừng thọ của chú tể, vừa hay tôi giải quyết luôn. Triệu Vân Cơ, tuy tôi tới Kim Đô không lâu nhưng cảm thấy tình hình ở đây khá giống nước Tống, thế lực địa phương rắc rối khó gỡ, muốn thay đổi quan niệm của họ còn khó hơn lên trời. Ngô Bình, cô nói chuyện này không dễ giải quyết. Triệu Vân Cơ, đúng vậy, chúa tể là bầu trời của Kim Đô, mọi người và mọi thế lực xoay quanh chúa tể. Nói cách khác, sợ là trừ chúa tể, họ không sợ ai đâu. Ngô Bình nhíu mày, Vân Cơ, có kiến nghị gì không? Triệu Vân Cơ, cho nên, gốc rễ là ở chỗ của chúa tể, chỉ cần để cho người ở Kim Đô biết được, danh tiếng có ngài có thể kinh động đến chúa tể, thì bọn họ cũng không dám dễ dàng đắc tội với chúng ta. Kinh động đến chúa tể à, Ngô Bình suy nghĩ, nói, vậy chọn một cửa hàng lớn hơn nữa đi, lại khai trương thêm lần nữa. Triệu Vân Cơ cười nói, sau đó thì sao? Ngô Bình, trong thời này, không phải có ba vị chúa tể sao? Trong đó có một vị bị dị tộc trấn áp, cứ mời hết hai vị kia đến, cắt băng khai trương cho Thần Đan Các. Triệu Vân Cơ kinh ngạc, có thể mời được cả hai vị chúa tể sao? Ngô Bình cười nói, hẳn là có thể. Nếu mà kịp thời gian, tôi sẽ mời thêm một vị chúa tể mới nhậm chức, Lý Thần Đồ. Triệu Vân Cơ hít sâu một hơi, nói, nếu có ba vị chúa tể đến, sau này cửa hàng chúng ta có thể mở ở bất cứ nơi nào. Ngô Bình, Vân Cơ, trong hai ngày này đi ra ngoài chọn một cửa hiệu mới ở mặt tiền, đừng sợ lớn càng tốt, càng đắt càng tốt. Triệu Vân Cơ gật đầu thật mạnh, tôi biết rồi. Cùng ngày hôm đó, Ngô Bình lại trở về tiên giới một chuyến. Mua sắm rất nhiều các loại đan dược, pháp khí ở trong tiên khố.
Sau này anh muốn mở cửa hàng, không chỉ bán đan dược mà còn bán những thứ khác. Ngô Bình không chỉ mua ở Tiên Khố, mà còn mua không ít thứ từ cửa hàng công đức, giao tất cả cho Triệu Vân Cơ. Bởi vì bán nhiều thứ, không chỉ có bán một mình đan dược, nên thần đan các cũng sửa tên lại thành Đa Bảo Các. Ngày tiếp theo, Ngô Bình và Dược Lão cùng nhau đi đến phủ của Chúa Tể, mừng ngày sinh của Chúa Tể. Thân phận của Dược Lão tôn quý, không chỉ là một trong 9 người ở học viện, mà còn là người đứng đầu trong các luyện đan sư, cho nên được mời đến bàn của khách quý. Vì Ngô Bình đi cùng Dược Lão, cho nên anh ngồi ở bên cạnh ông. Khách ngồi ở bàn khách quý, đều là những nhân vật nổi bật có uy tín danh dự của nhân tộc, trong số đó có không ít đại thánh, cổ thánh, thánh nhân. Những vương đô không có tư cách ngồi ở chỗ này, nên được an bài đến phòng khác. Cho dù có ở trong một đám người toàn thánh nhân và cổ thánh, địa vị của Dược Lão vẫn không hề giống người thường, người xung quanh lần lượt tiến lên chào hỏi. Mỗi khi Dược Lão gặp được người quen, đều nhất định sẽ giới thiệu đệ tử của mình, công bố trình độ luyện đan của anh không hề dưới mình. Những người này đều biết Dược Lão lúc nói chuyện rất ít khi khoa trương, không lẽ trình độ luyện đan của người thanh niên này thật sự cao như vậy sao? Dược Lão hiểu được tâm tư của mấy người này, ông nói với Ngô Bình, đồ đệ, lấy thần chủng đan mà con luyện chế ra đây, cho các vị tiền bối nhìn thử xem. Thần chủng đan là đan dược do Ngô Bình nghiên cứu chế tạo, có thể tăng cường tỷ lệ sống sót của hạt giống cấm kỵ, nó không được coi là loại đan dược cao cấp gì, nhưng giá trị thì không thể nào đo được. Dẫu sao, một tu sĩ có thể có được bao nhiêu thành tựu lớn, vậy thì phải xem người đó có thể thức tỉnh được cấm kỵ hay không và cấm kỵ thức tỉnh mạnh được cỡ nào. Người đang ngồi ở đây, trên cơ bản đều là cường giả thánh cảnh, lúc trước bọn họ cũng đã thức tỉnh được cấm kỵ. Trên thực tế, có thể thức tỉnh được cấm kỵ chính là điều kiện tất yếu của thánh cảnh, nếu như không có cấm kỵ, thì cuộc đời này gần như không có cơ hội trở thành thánh nhân. Ngô Bình lấy ra mấy viên đan dược, chia cho người xung quanh nhìn xem. Những người đó quan sát một lúc, ai nấy cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đan sư Tiểu Ngô, viên đan này có diệu dụng gì? Có người hỏi. Ngô Bình giải thích, thần trùng đan có thể giúp tu sĩ thức tỉnh hạt giống cấm kỵ, đồng thời cũng tăng được khả năng sống sót của hạt giống cấm kỵ. Một người khác hỏi, một người bình thường không thể tự thức tỉnh hạt giống cấm kỵ của bản thân mình. Nếu người đó ăn vào viên đan dược này, vậy thì có bao nhiêu cơ hội thức tỉnh được hạt giống cấm kỵ? Ngô Bình, đại khái là có khoảng 25%. Mỗi 20 người thì có 5 người có thể thức tỉnh. Mà trong số những người thức tỉnh hạt giống cấm kỵ, thì có khoảng 40% có được cơ hội sống sót. Tất cả mọi người đều chấn động, bởi vì dựa theo lời của Ngô Bình, thì chỉ cần ăn vào viên đan này, thì như vậy trong 10 người thường, thì sẽ có một người có thể ngưng tụ được hoạt trùng. Phải biết là, nếu như bình thường, tu sĩ trúc cơ tam giai khi thức tỉnh hạt giống cấm kỵ cũng chỉ có xác suất là 1/10.000. Mà trong số những người thức tỉnh hạt giống cấm kỵ đó, có khả năng sống không đến 1/1.000. Nói cách khác, khi không dùng thần chủng đan, mấy chục triệu tu sĩ tam giai trúc cơ mới có thể sinh ra được một tu sĩ hoạt trùng. Mà Ngô Bình, chỉ cần 10 viên thần chủng đan là có thể bồi dưỡng ra được một tu sĩ hoạt trùng. Đan sư Tiểu Ngô, loại đan này, ta có thể mua một ít không? Một vị cổ thánh lập tức dò hỏi. Gia tộc của ông ta rất lớn, có không ít hậu thế, ông ta hy vọng trong số hậu nhân của mình, có thể có nhiều tu sĩ hoạt trùng một chút. Ngô Bình cười nói, đan dược dùng để luyện chế thần chủng đan hữu hạn, trước mắt vẫn chưa có biện pháp luyện chế theo đợt. Thế nhưng ta có thể cho các vị tiền bối đang ngồi ở đây mỗi người 10 viên. Mọi người vui mừng khôn xiết, liên tục nói câu cảm tạ. Phải biết là hậu bối con cháu của bọn họ là tu sĩ có tư chất không hề bình thường, cho dù có tư chất thường thường cũng đều không tồi, chỉ cần ăn một viên, là có cơ hội rất lớn có thể thức tỉnh hạt giống cấm kỵ. Lúc này, mọi người đều đã biết được đan đạo của Ngô Bình không hề tầm thường, chỉ sợ đúng như Dược Lão nói, trình độ luyện đan của cậu đệ tử này thật sự không hề dưới ông. Ngô Bình nhân cơ hội nói, các vị tiền bối, vãn bối có mở một tiệm đa bảo các ở Kim Đô, ở đó thường xuyên bán đan dược do ta luyện chế ra. Nếu giai đoạn đầu các vị có yêu cầu gì, thì có thể đến đa bảo các để nhìn thử xem, có lẽ sẽ có món mà các vị cần. Mọi người đều gật đầu, nói nếu có thời gian nhất định sẽ đến đó. Rất nhanh đã đến giờ làm tiệc mừng thọ, những tấm bình phong ngăn cách ngoại giới cũng đã được gỡ bỏ, không gian lập tức trở nên lớn hơn. Cách đó không xa, Chúa Tể Kim Đô đang ngồi ngay ngắn phía trên bảo tọa, con cháu và đệ tử đang đứng bên người ông ta.
Nhìn thấy vị chúa tể này, Ngô Bình có thể cảm nhận được khí tức cường hãn của ông ta, loại khí tức này nếu ở tiên giới, nhất định là cường giả hỗn độn. Vị chúa tể Kim Đô này, đã sống hơn 2.000 tuổi, tên là Thuần Vu Cự Tử. Thuần Vu Cự Tử hiển nhiên chưa từng dùng cấm thiên đan, bởi vì thế, ông ta hy vọng Ngô Bình có thể tự mình giao cấm thiên đan vào trong tay vị lão chúa tể này. Trên mặt Thuần Vu Cự Tử, đã có dấu vết già cả rõ ràng, đầu tóc ông ta bạc trắng, mặc một cái áo choàng lớn dệt bằng chỉ vàng, hai mắt híp lại, nở một nụ cười hiền từ với mọi người. Thuần Vu Cự Tử cười nói, các vị lão hữu, có thể gặp lại mọi người, trong lòng ta cảm thấy rất an ủi. Cổ thánh nhân bên cạnh Ngô Bình đều vô cùng cảm kích, đồng loạt nói, Thuần Vu lão đệ, chờ ngài 3.000 tuổi, bọn ta sẽ còn đến đây chúc thọ cho ngài. Dược lão nói với Ngô Bình, tiểu bắc, một hồi nữa con đi lên thay mặt cho vi sư. Những cái khác không cần phải đưa, chỉ cần đưa một viên cấm thiên đan. Ngô Bình cười nói, sư phụ, có cấm thiên đan, thì chúa tể Thuần Vu có thể sống được bao lâu? Dược lão, cỡ mấy trăm năm, như thế đã là tốt rồi, ông ta sẽ cảm kích con. Lúc này, mọi người lần lượt dâng thọ lễ lên, xếp hạng của dược lão tương đối cao, nên rất nhanh đã đến lượt Ngô Bình, trưởng tử Thuần Vu Cự Tử là một vị đại thánh cảnh cường giả nói. Học viện Kim Long, dược lão dâng lễ một viên đan dược. Ngô Bình cầm đan dược, đưa đến trước mặt Thuần Vu Cự Tử, cung kính nói, vãn bối thay mặt cho gia sư, chúc mừng chúa tể thiên thu vạn đại, thọ ngang trời đất. Thuần Vu Cự Tử cười nói, để ta xem dược lão tặng ta đan dược gì. Mỗi lần mừng thọ, thứ ông ta nhớ thương nhất chính là thọ lễ của dược lão, năm nay cũng không ngoại lệ. Khi ông ta đang mở hộp đan dược ra, nhìn thấy bên trong là cấm thiên đan. Sau khi cảm nhận được khí tức huyền diệu bên trong nó, cơ thể có hơi chấn động. Thuần Vu Cự Tử nhìn chằm chằm vào cấm thiên đan vài giây, sau đó nuốt xuống trực tiếp, rồi nhắm mắt lại. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, chúa tể gấp đến như thế sao, sao lại ăn nó ngay lập tức. Thọ lễ thế này, đặc biệt lại còn do đại nhân vật như dược lão đưa đến, người bình thường sẽ đặt lên bàn để nhìn một thời gian, còn ăn trực tiếp như thế này, là lần đầu tiên. Tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt tập trung toàn bộ ở trên người của Thuần Vu Cự Tử, muốn biết rốt cuộc đan dược này có chỗ nào đặc biệt mà lại khiến một vị chúa tể không màng hình tượng cũng muốn nuốt nó ngay lập tức. Thuần Vu Cự Tử cảm thụ một lát, trên mặt dần dần toát ra vẻ mặt vui mừng như điên, ông ta bắt lấy Ngô Bình, cười nói, ta đã đi tìm viện trưởng vài lần, nhưng vẫn không thể nhìn thấy cậu. Ngô công tử không hổ là đệ tử của dược lão, đan đạo thật sự khiến người ta bội phục. Ngô Bình cười nói, Thuần Vu tiền bối, đan dược này của ta dùng có tốt không? Thuần Vu Cự Tử cười ha ha, loại đan này, sau này phải làm phiền công tử. Ngô Bình nói, tiền bối, vãn bối muốn mở một cửa hàng ở Kim Đô, bán một chút đan dược pháp khí, mấy món linh tinh. Nếu ngài có thời gian, tới lúc đó có thể mời ngài đến quán, cũng cho quán mới được hưởng một chút danh tiếng của ngài. Thuần Vu Cự Tử vội vàng hỏi, a, cửa hàng tên gì thế? Ta nhất định sẽ đến đó. Ngô Bình, cửa hàng mới gọi là Đa Bảo Các, ngày mốt sẽ mở cửa, đến lúc đó vãn bối nhất định sẽ chờ tiền bối đại giá. Thuần Vu Cự Tử cười ha ha, được được. Sau khi tặng đan dược, Ngô Bình lập tức lui ra. Trong đám người, cha của Chu Bàng Chu Kỳ An thấy cảnh này, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Ông ta không hề nghĩ đến, chúa tể thế mà sẽ đích thân đi đến cửa hàng của Ngô Bình. Loại chuyện này chính là chuyện mà ông ta vô cùng mơ ước. Năm đó, ông ta khai trương cửa hàng Chu gia, thậm chí cũng chưa từng dám mời chúa tể ra mặt, càng miễn bàn đến chuyện đi đến tận cửa. Cái mà hắn tặng cho chúa tể, rốt cuộc là loại đan dược gì, Chu Kỳ An thất kinh. Sau khi Ngô Bình trở lại chỗ ngồi, những người còn lại cũng lần lượt dâng thọ lễ lên, đến phiên Chu Kỳ An thì đã hơn một nửa số người. Dược lão cười nói, con muốn mở cửa hàng sao? Ở trong mắt dược lão, mở cửa hàng gì đó không phải là công việc đàng hoàng, dẫu sao có chuyện gì có thể quan trọng hơn luyện đan được cơ chứ. Ngô Bình, sư phụ, con chuẩn bị mở rộng kinh doanh Đa Bảo Các lên, sau này còn mở thêm nhiều chi nhánh nữa, như vậy có thể thúc đẩy việc giao lưu trao đổi tài nguyên của tiên giới và thánh cổ đại lục. Dược lão, thời trẻ đúng là có không ít người đã đi tiên giới. Nếu có cơ hội, vi sư cũng phải đi đến đó xem. Sau khi kết thúc tiệc mừng thọ, Ngô Bình tạm biệt mọi người. Anh vừa mới ra khỏi cổng, đã cảm giác được có người đang đuổi theo phía sau mình. Ngô công tử,
Ngô Bình dừng bước, sau đó thấy được Chu Kỳ An. Trên mặt Chu Kỳ An lộ ra nụ cười, nói, Ngô công tử, có thể nói chuyện một chút được không? Người này, lúc trước còn tính kế mình, tính kế Lý Thái Nhất, Ngô Bình đương nhiên không muốn cho gã mặt tốt, anh lạnh lùng nói, ta rất bận, ông có chuyện thì cứ nói. Chu Kỳ An nhíu mày, tuy là nói Ngô Bình là người đưa đan dược hôm nay, khiến cho chúa tể xem trọng, nhưng nói thế nào thì gã cũng là thân thích của chúa tể, đánh gãy xương vẫn còn dính gân. Người này sao lại có thể vô lễ với mình như thế? Sắc mặt của gã cũng trở nên lạnh lùng, lạnh giọng nói, Ngô công tử, ta có ý nhắc nhở cậu. Ta mặc kệ là cậu muốn mở cửa hàng gì, nhưng mà kinh doanh đan dược và dược liệu ở Kim Đô thì cậu không được động vào. Ngô Bình cười ha ha, ông không cho ta động vào, ta càng muốn động. Chu Kỳ An giận dữ, trầm giọng nói, Ngô công tử, cậu cho rằng chuyện kinh doanh dược liệu và đan dược đều chỉ do một mình ta làm sao? Nói thật cho cậu biết, những món đó đều do nhị gia quản cả. Nhị gia mà gã nói, chính là con thứ của chúa tể, Thuần Vũ Huy. Ở trên tiệc mừng thọ, Ngô Bình đã gặp Thuần Vũ Huy, đối phương là một người có tướng mạo văn nhã, hắn còn kính rượu với Ngô Bình và dược lão, không nghĩ đến, hắn lại là người khống chế chuyện kinh doanh dược liệu và đan dược. Ngô Bình nhíu mày, hóa ra là Thuần Vũ Huy, vậy thì để hắn tự mình nói với ta. Nói xong, gã xoay người rời đi. Sắc mặt Chu Kỳ An khó coi, lạnh giọng nói, thật đúng là cái thứ không biết sống chết. Chuyện kinh doanh của Thuần Vu ở Kim Đô đều đã hơn 1.000 năm, gã vậy mà dám nhảy ra đoạt chén cơm. Ngô Bình trở lại thần đan các, Triệu Vân Cơ đang chờ anh về, hỏi, thế nào rồi? Ngô Bình nói, bây giờ ta mới biết được, người khiến cho dược liệu và đan dược bị lũng đoạn chính là con thứ của chúa tể, Thuần Vu Huy. Triệu Vân Cơ cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên, xem ra, Chu Kỳ An này chỉ là một quân cờ bị đẩy lên phía trước, loại gia tộc ngàn năm như thế này. Kinh doanh ở Kim Đô hơn 1.000 năm, bánh kem lợi ích đều được phân ra từ sớm rồi. Hiện tại chúng ta ngáng một chân, chẳng khác nào đàn tuyên chiến với những người được hưởng lợi đó. Ngô Bình, ở phía tiên giới bên kia sắp hình thành một đại tiên giới. Trước đó, chúng ta cần phải phát triển kinh doanh, xúc tiến hai bên giao lưu tài nguyên. Triệu Vân Cơ, nói vậy, chúng ta nhất định phải bồi dưỡng thêm một ít người hữu dụng. Ngô Bình, Vân Cơ. Sau này cô phụ trách chuyện kinh doanh của Kim Đô, nhân tiện đưa thêm một ít người ra. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ phải mở cửa hàng thứ hai thứ ba. Triệu Vân Cơ, nhưng phía của Thuần Vũ Huy nhất định sẽ tạo áp lực cho chúng ta. Ngô Bình cười lạnh, gã mạnh đến đâu cũng chỉ là con của chúa tể, ngay cả cha của gã còn phải cho tôi mặt mũi, gã thì có là cái gì? Triệu Vân Cơ vô cùng kinh ngạc, hỏi, anh Bình, chuyện này là sao? Ngô Bình kể lại chuyện của cấm thiên đan, Triệu Vân Cơ vô cùng khiếp sợ, cấm thiên đan có thể tăng thọ mệnh của chúa tể. Ngô Bình gật đầu, chúa tể chịu áp chế của thiên đạo, cho nên chỉ có thể sống mấy ngàn năm. Cấm thiên đan, có thể hạ thấp thương tổn của thiên đạo đối với chúa tể đến mức cực đại, từ đó nâng cao thọ mệnh của chúa tể lên. Mấy ngày nữa, sẽ có một vị chúa tể mới ở thánh cổ đại lục. Triệu Vân Cơ cảm thấy không thể tưởng tượng được, nói, anh Bình. Không ngờ được đan dược mà anh luyện chế, lại có kỳ hiệu như thế. Ngô Bình, là vì tôi nắm giữ cấm thiên chi lực, trước kia chỉ có Thánh Hoàng mới có thể nắm giữ được loại sức mạnh này. Triệu Vân Cơ vô cùng cao hứng, cười nói, lúc trước tôi cũng không rõ, bây giờ, tôi không hề sợ Thuần Vũ Huy và nhà họ Chu. Anh Bình, đi, chúng ta đi đến cửa hàng mới xem thử. Hóa ra, cô đã tìm được một cửa hàng mới, hơn nữa đã thỏa thuận với chủ nhân của cửa hàng. Vì thế, hai người đi đến một con phố phồn hoa ở Kim Đô, phố Thiên Bảo. Phố Thiên Bảo là một dãy phố hình tròn, dãy cửa hàng ở giữa có vị trí tốt nhất. Đặc biệt là những hàng đầu ở phía hai đầu của con phố, ba mặt tiền, thuộc về vua cửa hàng phố Thiên Bảo. Lúc này, Ngô Bình đi đến cửa hàng ở phía cực đông. Cửa hàng này có 8 tầng, vốn được chia làm hai, phía nam bán đan dược, phía bắc bán dược liệu, ở tầng cao nhất thì đổi thành quán trà. Cửa hàng giống như thế này, đều có tiền thuê vô cùng cao, ông chủ cũng sẽ không bán ra dễ dàng. Thế nhưng, giá mà Triệu Vân Cơ đưa ra vô cùng cao, ông chủ cũng phải động tâm. Đứng trước cửa hàng, Ngô Bình vô cùng vừa lòng với mặt tiền của cửa hiệu, cười nói, nơi này chắc hẳn là một cửa hàng phồn hoa nhất ở Kim Đô. Đối phương ra giá bao nhiêu? Triệu Vân Cơ nói, cửa hàng ba mặt tiền, tổng cộng 8 tầng,
mỗi tầng 2.400 m², diện tích kinh doanh khoảng 20.000 m². Đối phương ra giá 40 tỷ hoàng thù. 200 hoàng thù đổi thành một thánh thù, 40 tỷ hoàng thù, chính là 200 triệu thánh thù, đây chắc chắn là một cái giá trên trời. Phải biết là, một tòa nhà ở thành Mộng Hoa cũng chỉ mới có mười mấy vạn thánh thù thôi. Ngô Bình cau mày, 40 tỷ cũng không phải là rẻ. Nếu mà thuê, thì tiền thuê một năm là bao nhiêu? Nếu thuê thì phải trả trước 3 năm, mỗi năm 600 triệu hoàng thù. Ngô Bình, nói như vậy, vẫn là thuê có lời. Triệu Văn Cơ, nhưng mà, cửa hàng này từ khi xây từ 300 năm trước đến nay, mỗi năm đều tăng tiền thuê lên. Tôi có hỏi thăm một chút, 300 năm trước, cửa hàng này chỉ có tiền thuê hơn 20 triệu hoàng thù. Ngô Bình gật đầu, được. Hai người đi vào trong cửa hàng, ông chủ cửa hàng luôn chờ bọn họ. Thấy Triệu Văn Cơ đến, một người đàn ông gầy lùn tiến lên đón, cười nói, cô Triệu, hai người đã thương lượng rồi sao? Ngô Bình biết người này chính là ông chủ, cười hỏi, ông chủ, giá cả có thể bàn lại không? Ông chủ cười nói, không dám giấu giếm, nếu giá hạ nữa thì tôi không cần bán cửa hàng này đâu. Cửa hàng này là do ông cố tôi mua, giờ vào tay tôi thì tuổi đời đã 300 rồi. Ngô Bình, vậy khi nào hợp đồng thuê tới hạn? Ông chủ, ba nhà thuê đều đến hạn trong 3 tháng tới. Ngô Bình, vậy nếu ông có thể giải quyết hết người thuê trong vòng 2 ngày? Tôi sẽ trả ông 40 tỷ hoàng thù để mua cửa hàng. Ông chủ sáng mắt, không thành vấn đề, tôi đảm bảo sau đó sẽ không còn người thuê nào. Bên trên cửa hàng là quán trà, Ngô Bình và Triệu Văn Cơ tới tầng cao nhất, quan sát chung quanh, đồng thời quy hoạch xây dựng đa bảo các. Lúc này, ý thức của Ngô Bình đã tiến vào cửa hàng công đức, hiện anh có hai loại công đức, một là bình thường, cái khác là công đức. Công đức màu vàng có thể mua nhiều thứ hơn. Gấp trăm vạn lần công đức bình thường. Vì có công đức màu vàng, cửa công đức của Ngô Bình cũng tăng lên nhiều món hơn, ví dụ như dược liệu cấp 20 trở lên. Hiện tại, anh định chọn mua vài loại dược liệu quý giá, đan dược quý hiếm để làm bảo vật trấn các của đa bảo các, mau chóng gia tăng sự nổi tiếng. Anh xem một hồi, công đức màu vàng có thể đổi được dược liệu tốt nhất là dược liệu cấp 24, tên là Đại La Kim Sâm. Thuốc này rất thần kỳ, có thể dùng trực tiếp. Đạt được Đại La Tiên Thể. Nếu dùng luyện thuốc thì còn chế ra được Đại La Kim Đan, hiệu quả càng thêm phi phàm. Có điều, với cấp độ hiện tại của Ngô Bình thì chưa thể luyện chế, cần chờ anh thăng cấp đạo cảnh hoặc cấm kỵ đạt tới thập trọng cấm. Anh nhìn thì thấy giá của Đại La Kim Sâm cực cao, cần dùng 800 triệu công đức màu vàng để đổi. Trừ dược liệu, còn có đan dược tốt nhất là Vạn Cổ Hồng Mông Đan, loại đan cực phẩm cấp 22, cần 1 tỷ 2 công đức màu vàng để đổi. Đan này có thể làm người dùng sống hơn vạn năm, hơn nữa sau đó còn có hồng mông tiên khí. Cuối cùng, Ngô Bình dùng 20 tỷ công đức màu vàng để mua, đổi được một cây Đại La Kim Sâm và một viên Vạn Cổ Hồng Mông Đan. Ngoài ra, anh còn dùng công đức bình thường đổi vài loại dược liệu mà mình thiếu. Ngô Bình vừa mua xong đan dược và dược liệu thì có người đẩy cửa vào. Nơi này chỉ có Ngô Bình và Triệu Văn Cơ được phép vào. Người ngoài thì không nhưng người này lại ngông nghênh ngồi đối diện Ngô Bình. Ngô Bình đánh giá người tới, mặc áo bào vàng, mũi ưng, mắt hẹp dài. Đối phương ngồi xuống thì nói với Ngô Bình, Ngô công tử, ta là quản gia của nhị công tử nhà chúa tể, ta họ Viên. Ngô Bình thản nhiên nói, công tử nhà chúa tể đúng là khí phách, ngay cả quản gia của quý phủ cũng là thánh nhân. Quản gia mỉm cười, công tử quá khen, chắc hẳn cậu biết mục đích khi tôi đến đây. Đa bảo các này, ta nhất định phải mở, không chỉ bán đan dược mà còn bán cả dược liệu. Ngô Bình nhìn quản gia kia, gằn từng chữ, đến lúc đó, ta sẽ mời chúa tể đến cắt băng. Viên quản gia cười, nhị công tử lớn lên ở Kim Đô, từ 15 tuổi đã ra trận giết địch, tự mình dẫn quân chém giết dị tộc. Khi đó, chúa tể còn chưa phải chúa tể. Trong nhóm con cháu của chúa tể có 127 người chết trận xa trường. Có thể nói trên từng tấc đất của Kim Đô đều thấm đẫm máu của nhà Thuần Vu. Ngô công tử, bất kể cậu có chỗ dựa thế nào thì Kim Đô mãi mãi là của họ Thuần Vu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình cười lạnh, nếu chúa tể chỉ chiến vì một tộc, ông ấy đã không thể đi lên vị trí ngày hôm nay. Lời này của ông, lòng riêng quá nặng, quá có lỗi với những anh hùng nơi chín suối. Cậu, sắc mặt viên quản gia khó coi. Ngô công tử, cậu thật sự muốn đối đầu với nhị công tử sao?
Ngô Bình lạnh lùng nói, ta luyện đại một lò đan là có thể kiếm được nhiều tiền hơn cả mở cửa hàng. Nhưng ta phải mở cửa hàng này, việc ta làm, họ Thuần Vu không thể ngăn cản. Viên quản gia thở dài, Ngô công tử, rượu mời không muốn, cứ thích uống rượu phạt à, vậy chỉ có thể đắc tội, nói xong ông ta đứng dậy rời đi. Viên quản gia vừa đẩy cửa ra ngoài, Ngô Bình liền thấy ngoài cửa sổ bị bao phủ một tầng ánh sáng vàng. Triệu Vân Cơ nhìn thoáng qua bên ngoài, anh Bình, chúng ta bị một món pháp khí nhốt trong này rồi. Ngô Bình nhìn thoáng qua nói, pháp khí cấp Thánh Vương, có tác dụng tăng tốc thời gian. Chúng ta nghỉ ngơi trong này một ngày, tương đương sống hết nghìn năm. Triệu Vân Cơ tái mặt, vậy làm sao bây giờ? Bên ngoài cửa hàng, một người đàn ông ngồi tại quán trà đối diện, viên quản gia đi vào, khom người nói, nhị gia, người đã bị nhốt bên trong. Bên ngoài chuông trụ quang một ngày thì bên trong là nghìn năm, ta nghĩ hắn không thể cứng đầu lâu. Người đàn ông này chính là Thuần Vũ Uy, vẻ ngoài bình thường, vóc dáng không quá vạm vỡ, thậm chí trông không hề phú quý. Thuần Vũ Uy thản nhiên nói, quyền uy của nhà Thuần Vu, không kẻ nào được khiêu khích, dù hắn là đệ tử của Dược Lão thì cũng không được. Ta muốn dùng chuông trụ quang mài tính tình hắn nghìn năm, buộc hắn quy phục ta. Viên quản gia, nhị gia, tiệc mừng thọ hôm nay, hắn đã đưa cho chúa tể đan dược gì vậy? Thuần Vũ Huy nói, ta đã hỏi cha, ông ấy chưa nói nhưng ta hiểu ông ấy, đan dược này tất nhiên có trợ giúp cực lớn đối với ông ấy. Vậy nên người này phải được ta sử dụng. Nhưng vào lúc này, Ngô Bình nhìn sang hướng của đối phương như có thể nhìn xuyên qua chuông trụ quang thấy Thuần Vũ Huy. Ngô Bình cao giọng nói, đáng tiếc, một món pháp khí thánh vương tốt mà lại bị hủy trong tay các người. Nói xong, anh đứng dậy, trong tay có thêm một cây cung lớn, là cung xạ nhật. Anh kéo căng dây cung, ba tiễn phù trong cơ thể chấn động, một hơi thở đáng sợ phóng thích. Truy quang quyết, phá. Vèo. Một mũi tên ánh sáng bay ra, nó còn nhanh hơn cả ánh sáng, nghịch chuyển thời gian, phá cửa sổ bay ra, đánh vỡ vách chuông. Mũi tên ánh sáng vừa ra, Thuần Vũ Huy đứng bật dậy, pháp khí thánh hoàng. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên. Chuông trụ quang nổ tung, chia năm xẻ bảy. Chuông trụ quang nát bấy ngay lập tức, trong lòng chúa tể Thuần Vu cự tử cũng cảm ứng được, một tia thần niệm giáng xuống, ngưng tụ thành một bóng người khổng lồ. Thuần Vu Uy quá sợ hãi, quỳ trên mặt đất, run rẩy, cha. Thuần Vu cự tử vung tay lên, mảnh vỡ của chuông trụ quang rơi vào trong tay ông ta gật đầu với Ngô Bình, tay áo vung lên, Thuần Vu Uy và viên quản gia biến mất. Ngô Bình cất cung xạ nhật. Ngồi xuống tiếp tục uống trà như không xảy ra chuyện gì. Trong phủ Thuần Vu Uy đang quỳ trên đất, quản gia thì không có tư cách để quỳ trong điện nên chỉ có thể quỳ bên ngoài. Cha, Thuần Vu Uy cúi đầu, không dám nhìn Thuần Vu cự tử. Con đang làm gì? Thuần Vu cự tử hỏi, giọng điệu bình thản, không hề nghe ra tia tức giận gì. Thuần Vu Uy hít sâu một hơi, cha, ta thấy hắn dâng ra đan dược phi phàm, bởi vậy muốn cho kẻ này thần phục. Để nhà chúng ta sử dụng. Thuần Vu cự tử, Dược Lão có thuật luyện đan đứng đầu thiên hạ, ta có từng cách khống chế ông ta. Thuần Vu Uy giật mình, cha chưa từng làm thế. Thuần Vu cự tử, ta có quyền là lúc các con từng phải trải qua không ít khổ cực, bên người không ít cấp dưới chết trận xa trường nên cha chưa từng chú ý các con. Trong lòng cứ nghĩ ta còn sống ngày nào thì có thể che chở các con ngày đó. Nhưng hôm nay, xem ra cách làm của ta đã sai. Thuần Vũ Huy, cha. Con tìm Ngô công tử vì không muốn hắn nhúng tay vào việc buôn bán dược liệu và đan dược, đúng không? Thuần Vu cự tử hỏi. Thuần Vũ Huy cắn răng, một phần do chuyện làm ăn, một phần khác là vì quyền uy của nhà ta không thể bị khiêu khích. Thuần Vu cự tử, trước đây Kim Đô chỉ là một thành trì nhỏ, sau này mới dần phát triển thành Kim Đô hiện tại, mà các con cũng đã có công lao. Nhưng Kim Đô không phải của họ Thuần Vu, ta mà chết, Kim Đô sẽ xuống dốc. Bị dị tộc chiếm đóng hoặc chúa tể khác chấn giữ. Thuần Vu Uy nắm chặt tay, cha sẽ không chết. Thuần Vu cự tử thở dài một tiếng, nếu không có đan dược của Ngô công tử, tuổi thọ của ta chỉ còn không tới 300 năm. Đến lúc đó, con cảm thấy mình có thể giữ được Kim Đô không, còn có thể để Kim Đô thuộc về nhà Thuần Vu không? Thuần Vu Uy vô cùng khiếp sợ, ý cha là đan dược Ngô Bình có thể tăng tuổi thọ. Thuần Vu cự tử, Uy Nhi. Ngô công tử tương lai sán lạn, không chỉ có tài năng luyện đan chẳng thua kém Dược Lão, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ vượt qua cha. Con đúng tới hắn,
Trần Hoài Long và Lý Thần Đồ sẽ không đồng ý. Thuần Vũ Uy hoảng sợ, vượt qua cha, nói vậy là hắn có cơ hội trở thành Thánh Hoàng. Thuần Vũ Cự Tử không giải thích thêm, may mà con chưa làm quá tuyệt tình, con tự nghĩ cách đền bù đi. Mấy ngày nữa đã bảo các khai trương, nên làm sao, chắc cha không cần dạy con. Thuần Vũ Uy gật đầu, vâng, con hiểu. Cùng ngày, Ngô Bình trở lại trong vườn thuốc để luyện chế một chút đan dược. Hai ngày sau, khi anh tới cửa hàng lần nữa, người thuê cửa hàng quả nhiên đã bị xử lý sạch sẽ. Ngô Bình và Triệu Vân Cơ vừa tới thì thanh toán toàn bộ tiền, đổi lại lấy được khế đất và khế nhà. Triệu Vân Cơ đã gọi phục vụ bên thần đan các tới, cùng ngày họ sửa sang bày trí, quét dọn lầu một, sau đó Ngô Bình tự mình canh giữ, coi từng tầng lắp thiết bị thế nào. Kim Đô là thành trì phồn hoa, có một nhóm người chuyên lắp đặt thiết bị tại cửa hàng, Ngô Bình bỏ ra rất nhiều tiền để mời họ tới, lắp toàn bộ mọi thứ một lần, thiết bị không hề rẻ, dùng toàn vật liệu tốt và quý. Nhưng thiết bị lắp đặt cũng không ảnh hưởng tới việc khai trương lầu 1, mấy tầng sau từ từ hoàn thành cũng được. Ngày hôm sau, Ngô Bình đi học viện tìm Trần Hoài Long, nói chuyện mở đa bảo cát, mời ông ấy tham gia 3 ngày khai trương. Hiện tại Trần Hoài Long đã coi Ngô Bình là bảo bối, nghe nói anh mở cửa hàng, tất nhiên cũng rất ủng hộ. Ông ấy không chỉ muốn đi mà còn dẫn theo tầng lớp quản lý của học viện đi cùng. Ngô Bình cười nói, cảm ơn viện trưởng đã nể mặt. Viện trưởng, tiền bối Lý Thần Đồ có rảnh không? Trần Hoài Long, Lý Thần Đồ vừa đột phá hôm trước, hiện tại đang dùng thân phận chúa tể tọa trấn Đông Đô. Con có thể tự mình đi một chuyến, ta nghĩ ông ấy sẽ nể mặt con. Ngô Bình, vâng, con sẽ đi ngay. Kim Đô và Đông Đô cách nhau khá xa, cũng may cả hai đều có trận pháp truyền tống, Ngô Bình mượn dùng truyền tống trận, nhanh chóng tới Đông Đô. Đông Đô không có chúa tể khá lâu rồi, may mà trước đó có mấy vị đại thánh trấn giữ mới giữ được quy mô hiện giờ. Nhưng không có chúa tể thì Đông Đô cũng không an toàn, mấy trăm năm qua, Đông Đô nhiều lần bị dị tộc công phá, mỗi lần đều là máu chảy thành sông, tổn thất nặng nề. Hiện nay, Lý Thần Đồ có thân phận chúa tể, từ đó về sau, dân chúng vui mừng, liên tục phóng pháo một ngày một đêm. Nam nữ già trẻ đều lên đường, tiến hành đủ loại giải trí, Đông Đô chưa từng náo nhiệt như vậy, trong không khí tràn đầy sự mừng. Ngô Bình vừa bước vào Đông Đô là đã cảm giác được nơi này xưa cũ hơn Kim Đô. Trên thực tế cũng đúng như thế, Đông Đô tồn tại từ thời Thánh Hoàng, khi đó nó lớn hơn hiện tại nhiều, vô cùng hưng thịnh. Sau đó từng có hai vị chúa tể trấn giữ, một người chết già, còn lại chết trận. Sau đó Đông Đô nghênh đón khoảng thời gian khốn khó. Ngô Bình nhanh chóng tới trước phủ chúa tể, cao giọng gọi, Lý tiền bối, vãn bối Ngô Bình cầu kiến. Từ sau khi Lý Thần Đồ trở thành chúa tể, mỗi ngày có không ít người tới thăm viếng, ông ấy cho người đuổi từ cửa. Khi nghe thấy Ngô Bình gọi thì tự mình ra đón. Lý Thần Đồ vẫn dáng vẻ cũ, bên hông đeo đao mổ heo, chỉ đổi quần áo và râu ria. Nhóc con, sao cậu lại tới đây? Lý Thần Đồ mới Ngô Bình vào cửa, kéo anh đi vào trong. Sau lưng Lý Thần Đồ là một đám tùy tùng, trong đó có đại thánh, cũng có thánh nhân và vài vị cổ thánh. Họ thấy Lý Thần Đồ khách sáo với một thanh niên như vậy thì trong lòng nhủ thầm không biết lai lịch đối phương ra sao. Là hậu duệ của Thánh Hoàng à. Ngô Bình bị mời tới một phòng khách, người hầu bưng nước trà tới. Nói là người hầu nhưng đã là cao thủ cửu biến. Ngô Bình nhấp ngụm trà rồi mới nói, tiền bối. Mấy ngày nữa đa bảo các sẽ khai trương, muốn mời người tới ủng hộ một chút. Người hầu châm trà cho Ngô Bình ngẩn ra, mở tiệm mà tìm chúa tể tới ủng hộ, chúa tể có chịu đồng ý không? Nhưng điều làm hắn giật mình là Lý Thần Đồ lại đồng ý vui vẻ, cậu luyện đan giỏi như vậy thì đúng lên nên mở tiệm, tới lúc đó ta sẽ tới. Ngô Bình, một khoảng thời gian nữa ta sẽ mở chi nhánh ở Đông Đô. Lý Thần Đồ, đa bảo các của cậu bán cái gì? Cái gì cũng có, pháp khó, dược liệu, đan dược, chỉ cần là người tu hành cần thì đa bảo các đều bán, Ngô Bình nói. Lý Thần Đồ, cửa hàng như thế thì không thiếu ở Đông Đô. Ngô Bình, thứ đa bảo các bán thì không chắc người khác sẽ có hoặc sẽ tốt hơn đồ của người khác. Trong lúc nói chuyện, anh lấy ra một cây đại la kim sâm, ví dụ như cây tiên dược hỗn độn, những tiệm khác chắc chắn không có. Lý Thần Đồ mở to hai mắt. Ông ấy cầm dược liệu lên quan sát rồi ngỡ ngàng, đây là dược liệu cấp 20 mấy à? Ngô Bình gật đầu, linh dược cấp 24. Lý Thần Đồ cười nói,
nếu Đa Bảo Các có những thứ như này làm đồ trấn tiệm thì tất nhiên là việc làm ăn sẽ không tệ, không phải cậu định mở chi nhánh à? Dù sao mọi người cũng tới rồi, chọn đại một chỗ đi, ta cho người dọn dẹp giúp. Ông ấy còn nói với vào trong, Tử Kiếm, ra đây. Chỉ chốc lát sau, một thanh niên mặt trắng trẻo đi ra, vẻ ngoài anh tuấn, sư phụ, người tìm con. Lý Thần Đồ chỉ vào Ngô Bình, đây là Ngô Đan Sư, chuẩn bị mở một Đa Bảo Các ở Đông Đô, con hiểu về buôn bán, chọn cho cậu ta một cửa hàng tốt đi. Chàng trai tên Tử Kiếm vội nói, vâng, Ngô Đan Sư, chúng ta đi bây giờ chứ? Ngô Bình cười nói, được, vậy làm phiền. Tử Kiếm nói, Ngô Đan Sư, ta tên Quách Tử Kiếm cứ gọi ta là Tử Kiếm được rồi. Lý Thần Đồ, nhớ quay lại ăn cơm, ta lấy rượu cất chữ ra mời Ngô Công Tử nếm thử. Quách Tử Kiếm và Ngô Bình ra khỏi phủ chúa tể, lòng vòng không ngừng ở mấy cái ngã tư của Đông Đô. Trong lúc nói chuyện thì mới biết nhà họ Quách là phú thương đứng đầu Đông Đô, Tử Kiếm này lại thành tam đệ tử của Lý Thần Đồ. Cuối cùng, Quách Tử Kiếm đã giúp Ngô Bình chọn một cửa hàng có 9 tầng, diện tích so với cửa hàng ở Kim Đô còn lớn hơn một nửa. Ngô Đan Sư, trước khi sư phụ ta tọa trấn tại Đông Đô, giá trị của cửa hàng này chỉ bằng 1/10 bây giờ. Thế nhưng ngài cũng không cần lo lắng, qua mấy năm nữa, giá trị cửa hàng này chắc chắn sẽ còn tăng lên. Ngô Bình gật gật đầu, nhân tâm tư định, từ đây về sau Đông Đô có chúa tể tọa trấn, mọi người không cần phải xa rời quê hương, không sợ bị dị tộc xâm lấn. Quách Tử Kiếm nhìn về phía hướng Đông, nói, cho dù có sư phụ tọa trấn, Đông Đô vẫn sẽ gặp phải kẻ thù mạnh. Cách phía Đông 10.000 dặm là tộc người khổng lồ. Tộc người khổng lồ trời sinh thân thể mạnh mẽ. Trẻ con 3 tuổi của tộc bọn họ đều có thể dễ dàng đánh chết người trưởng thành bình thường của nhân tộc. Bên phía tộc người khổng lồ cũng có một vị cường giả chúa tể, cho nên chỉnh thể lực lượng của bọn họ mạnh hơn rất nhiều so với Đông Đô. Ngô Bình, nói như vậy, tộc người khổng lồ có khả năng xâm lấn Đông Đô bất cứ lúc nào. Quách Tử Kiếm, khoảng 100 năm một lần, tộc người khổng lồ sẽ tấn công Đông Đô, mỗi lần đều sẽ cướp đi một lượng lớn tài nguyên và nô lệ. Bây giờ đã 101 năm kể từ lần cuối cùng tộc người khổng lồ công thành. Ngô Bình nghĩ đến cấm kỵ chi binh của mình, anh nói, ở Đông Đô bên này có bao nhiêu quân? Quách Tử Kiếm, bởi vì trước đưa chưa có chúa tể tọa chấn, nên tư binh của Đông Đô tương đối nhiều, nhưng gần đây bị sư phụ hợp nhất, tổng cộng có khoảng 30 vạn. Hơn nữa, nhập vào cả những quân ở gần đó, thì trước mắt có khoảng 80 vạn người. Ngô Bình hỏi ông ấy, ở chỗ chúng ta bên này có đạo quân chiến trận không? Quách Tử Kiếm, chiến trận thì đúng là có, bình thường cũng huấn luyện. Chỉ là không có đạo binh, giống bên thánh cổ đại lục huấn luyện thánh binh. Ngô Bình nhớ đến lần tộc thổ hỏa tấn công thành Mộng Hoa, tuy rằng cũng dùng chiến trận, nhưng uy lực của trận pháp quá kém. Cũng cùng là một nhóm người, nếu anh dùng bát quái sát trận, uy lực của nó có thể tăng lên gấp 10 lần. Anh lập tức ngừng chuyện đi xem cửa hàng, nói, chúng ta đi gặp chúa tể. Quách Tử Kiếm, sư phụ chắc hẳn là đi giáo trường luyện binh, chúng ta đi thẳng đến giáo trường đi. Ngoại thành phía đông của Đông Đô, có một khoảng đất trống, là giáo trường, lúc này đang có mấy chục vạn đại quân đang ở đây tiếp thu huấn luyện, Lý Thần Đồ cũng ở đây, ông ấy ngồi ở trên đài cao, đôi mắt nhìn ra các nơi luyện binh. Bỗng nhiên, nhìn thấy Ngô Bình và Quách Tử Kiếm đứng ở trước mặt, ông ấy cười hỏi, sao hai người lại đến đây? Đã tìm được cửa hàng chưa? Ngô Bình tiến lên vài bước, nói, tiền bối, ở chỗ của ta có một phương pháp huấn luyện cấm kỵ chi binh, còn có một cái bát quái sát trận bẩm sinh. Nếu có thể huấn luyện một nhóm cao thủ kết thành sát trận, thì uy lực sẽ vô cùng lợi hại. Lý Thần Đô thân là chúa tể, biết được rất nhiều về trận pháp, ông ấy cười hỏi, a, cậu nói cấm kỵ chi binh và thánh binh bọn ta thường dùng có cái gì khác nhau? Trong cơ thể của ta trấn áp một cấm kỵ ký sinh. Dựa vào năng lực của nó, có thể nhanh chóng tổ kiến một cấm kỵ đại quân, tạo thành cấm kỵ sát trận. Ngoài ra, ta còn có một sát trận. Hai mắt Lý Thần Đồ sáng lên, được, cho ta xem bát quái sát trận của cậu trước đi. Ngô Bình lập tức chọn ra 3.000 tu sĩ cửu biến cảnh từ trong mấy chục vạn đại quân. Chỉnh thể lực lượng của số tu sĩ này, tương đương với hậu kỳ thần thông cảnh hoặc là đầu đạo cảnh. Sau đó, anh mượn cấm kỵ ký sinh. Rất nhanh đã chỉnh hợp sức mạnh của mọi người, sau đó lấy cung xạ nhật ở trung tâm, khởi động bát quái sát trận. Lúc này, phía trên đỉnh đầu của 3.000 cấm kỵ chi binh, xuất hiện một cái bàn bát quái thật lớn, Ngô Bình ngồi ở trung tâm bát quái,
tay cầm cung xạ nhật, phóng ra sát khí kinh thiên. Lý Thần Đồ lập tức bay đến đối diện của bát quái bàn, cao giọng nói, Ngô công tử, tấn công ta đi. Ông ấy muốn thử một lần xem, cấm kỵ sát trận của Ngô Bình rốt cuộc mạnh đến như thế nào. Ngô Bình biết rõ thực lực của chúa tể, lập tức không hề kiêng dè, điều động sức mạnh của 3.000 người, mượn uy năng của cung xạ nhật, thi triển cửu kiếm trọng sơn. Lúc trước, anh chỉ dùng sức lực của bản thân, là có thể dùng chiêu này chém giết cường giả của đầu hổ tộc. Bây giờ, mượn sức 3.000 cấm kỵ chi binh và cung xạ nhật hình thành sát trận, uy lực một kích này của Ngô Bình tăng lên không chỉ trăm lần. Ầm ầm, một đường kiếm quang huy hoàng chém đến, kiếm quang thay đổi thất thường, nghịch chuyển thời gian, vặn vẹo không gian, lại mang theo nguyền rủa và tỏa định vân vân, rất nhiều sức mạnh đáng sợ. Đối mặt với một kích này, Lý Thần Đồ hơi biến sắc, hai tay chắp lại, hai bàn tay vàng kim to lớn xuất hiện, đỡ lấy một kiếm này của Ngô Bình. Rầm, một tiếng vang lớn, bàn tay của Lý Thần Đồ chấn động kịch liệt, cơ thể ông ấy cũng lui về sau một bước. Nhưng mà, kiếm quang kia ở trong tay ông ấy vẫn bất khuất như cũ, không ngừng biến ảo. Hay! Lý Thần Đồ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, sau đó buông ra kiếm quang. Kiếm quang lập tức quay trở về, sau đó Ngô Bình giải tán cấm kỵ chi binh. Anh hỏi, tiền bối, bát quái sát trận này của ta có uy lực như thế nào? Lý Thần Đồ cười nói, uy lực chắc tuyệt, chỉ là tu vi của cậu còn thấp, không thể phát ra được uy lực mạnh nhất mà nó có. Ngô Bình, ta có thể giao cấm kỵ ký sinh cho tiền bối có nó rồi, thì có thể luyện hóa cấm kỵ chi binh bất cứ lúc nào. Lý Thần Đồ cảm thấy bất ngờ, tặng cấm kỵ ký sinh cho ta sao? Cậu phải biết là nó chính là thứ đồ vật vô cùng chân quý khó có được. Ngô Bình nói, chỉ cần có thể tiêu diệt được người khổng lồ, bảo hộ Đông Đô, kẻ hèn này hy sinh cấm kỵ ký sinh thì có là gì? Lý Thần Đồ cười gật đầu, được, bây giờ ta sẽ đi học bát quái sát trận của cậu. Ta nhận được thông tin rằng tộc người khổng lồ liên hợp với tộc Xích Long để tấn công Đông Đô trong tháng này. Có sát trận này, phần thắng của Đông Đô có thể nâng cao hơn được một chút. Ngô Bình kinh ngạc, tộc Xích Long, là dị tộc như thế nào? Lý Thần Đồ, tộc Xích Long có làn da màu đỏ, thân hình cao lớn, trong đó người có tu vi cao thâm có thể tu được long thân, thức tỉnh huyết mạch Xích Long. Trước đó tộc Xích Long vô cùng lợi hại, nhưng sau này thủ lĩnh của bọn họ bị chúa tể Đông Đô giết chết. Từ đó thực lực tuột dốc không phanh. Lần này tộc Xích Long liên hợp với tộc người khổng lồ, hẳn là hướng đến ta. Năm đó, ta đã giết không ít cao thủ của tộc Xích Long, bọn họ muốn báo thù. Ngô Bình nheo mắt lại, nói, tiền bối, khi dị tộc đến tấn công, ta nguyện ý đóng giữ Đông Đô, cùng chém giết địch xâm lăng với tiền bối. Lý Thần Đô cười ha ha, Ngô công tử, cậu không cần phải lo lắng. Ta đã thông báo cho không ít lão hữu. Bọn họ đều sẽ đến trợ trận. Lại nói thêm, còn có sát trận và cấm kỵ chi binh của cậu, ta nhất định có thể giết lui bọn họ. Ngô Bình nghĩ đến bản thân có thể mua sát sinh phù từ tiên khố, nên lập tức hỏi, tiền bối, Đông Đô có đủ bùa chú không? Lý Thần Đô lập tức lấy ra mấy tấm bùa, nói, loại này thì có một ít, đại khái là có khoảng mấy vạn cái. Ngô Bình nhìn thoáng qua, đây là vài loại bùa chú thần thông cảnh, lập tức hỏi, tiền bối. Sao không mua nhiều thêm một chút? Lý Thần Đồ, bùa chú ở Thánh Cổ Đại Lục không có nhiều, có tiền cũng chưa chắc có thể mua nhiều được. Ngô Bình cười nói, tiền bối, ngài quên rồi, đa bảo các của ta sắp khai trương. Nói xong, anh lập tức lấy ra mấy chục cái đạo cảnh sát phù, có lôi kích phù, hỏa long phù, chấn hồn phù, độc hỏa phù vân vân, đều là do vô số cao nhân từ tiên giới nghiên cứu ra, sát thương còn hơn cả bùa chú. Hơn nữa đều thích hợp để làm công sát quần thể. Lý Thần Đồ sửng sốt, hỏi, những sát phù đó có uy lực như thế nào? Ngô Bình lập tức kích hoạt một lá lôi kích phù, chỉ thấy một đường lôi quang phóng lên trời, sau đó bên trong không trung xuất hiện một đám mây rông lớn, chín đạo tiên lôi màu tím đánh xuống, mạnh mẽ đánh vào một mảnh đất trống cách đó hơn trăm dặm, trực tiếp san bằng một đỉnh núi. Nhìn trận sấm sét khủng bố này, tướng sĩ xung quanh đều trợn tròn mắt. Bọn họ có thể chắc chắn rằng sấm sét như thế có thể đánh chết bọn họ. Sau đó Ngô Bình lại phóng ra một lá hỏa long phù, lập tức có hai con hỏa long xuất hiện, một đỏ một tím, chúng nó bay lơ lửng trên không trung, liên tục phun ra những quả cầu lửa xuống dưới đất. Cầu lửa vừa rơi xuống đất đã nổ tung ngay lập tức, lực sát thương cũng đáng sợ không kém. Lý Thần Đồ lập tức hỏi, Ngô công tử,
lôi kích phù và hỏa long phù này giá có cao không? Ngô Bình hỏi, tiền bối, phù chú tương tự thế này ở Thánh Cổ Đại Lục bán với giá bao nhiêu? Lý Thần Đồ, hình như khoảng cỡ mấy chục triệu thánh thù. Ngô Bình gật đầu, vậy thì 10 triệu thánh thù một cái, tiền bối muốn bao nhiêu ta có thể đưa bấy nhiêu? Hai mắt Lý Thần Đồ sáng lên, nói, nếu lần này chúng ta có thể đánh bại được đại quân của tộc người khổng lồ và tộc Xích Long, thì chúng ta có thể phản công, chiếm được hang ổ của tộc Xích Long. Đến lúc đó, tiền không là vấn đề. Như vậy đi, chuẩn bị trước cho ta 50.000 lôi kích phù, 50.000 hỏa long phù. Ngô Bình, tiền bối, chấn hồn phù và độc hỏa phù cũng không tồi, lấy mỗi cái số lượng 50.000 luôn không? Bốn loại phù, mỗi cái 50.000, cộng lại là 200.000, tổng giá trị là 2.000 tỷ thánh thù. Lý Thần Đồ hắng giọng, nói, tiểu Ngô à, có thể thiếu được không? Chờ sau khi đánh xong trận này, ta sẽ mang tiền đến trả cho cậu. Hiện tại ông ấy vừa mới trở thành chúa tể Đông Đô, còn chưa thu tiền thuế, cho nên thật sự không có bao nhiêu tiền để đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình cười nói, tiền bối, người đang nói gì thế, đồ thì cứ dùng trước, khi nào có tiền rồi thì có thể đưa. Lý Thần Đồ vô cùng vui vẻ, cười to ha ha, được. Có 200.000 đạo phù này, ta sẽ dạy cho tộc người khổng lồ và tộc Xích Long một bài học, để bọn họ có đi mà không có về. Chuyện chọn lựa cửa hàng được Ngô Bình tạm gác sang một bên, anh chuẩn bị trở về tiên giới một chuyến, đi đến tiên khố mua một ít đạo phù. Trong tay của anh, còn hơn 10 tỷ kho phiếu, cũng đủ để dùng. Nhờ sự giúp đỡ của Thánh Môn, rất nhanh anh đã trở về tiên giới, bắt đầu mua một lượng lớn lôi kích phù, hỏa long phù vân vân. Loại đạo phù này có giá không cao, mười mấy 20 kho phiếu giá trị 1.000 là có thể mua được một cái. Cuối cùng, Ngô Bình mua 100.000 chấn hồn phù, 100.000 hỏa long phù, 100.000 độc hỏa phù, 100.000 lôi kích phù, nhưng cũng chỉ tốn mấy triệu kho phiếu. Sau đó, anh lại mua 1 triệu đạo phi kiếm phù. Phi kiếm phù này, có thể sử dụng tối đa được 10 lần, uy lực của nó tương đương với kiếm quang mà cao thủ đạo cảnh ở hậu kỳ đánh ra. Thế nhưng, giá trị của phi kiếm phù tương đối cao, 1 triệu đạo phi kiếm phù tốn hết 600 triệu kho phiếu của anh. Ngoại trừ bùa chú ra, còn có pháp khí. Trong tiên khố, còn có một lượng lớn pháp khí đạo cảnh, đao, thương, kiếm, kích cái gì cần cũng có cả, giá cả cũng không cao lắm. Cuối cùng, anh chọn ra 100.000 món pháp khí, lại tốn thêm 1 tỷ 300 triệu kho phiếu. Cuối cùng, Ngô Bình lại mua thêm 50.000 con rối chiến tranh. Những con rối chiến tranh này, thân cao vài chục trượng, ba đầu sáu tay, tay cầm hai thanh trường đao, hai thanh trường kiếm. Hai cái lang nha bổng, là vũ khí sắc bén để xông vào chiến đấu. Giá cả của con rối chiến tranh tương đối cao, một con có giá cũng phải 100.000 kho phiếu, tương đương với 480 tỷ đại đạo tệ. 50.000 con rối chiến tranh, tốn hết của ông ấy 5 tỷ kho phiếu. Cuối cùng, Ngô Bình lại mua thêm 10.000 tiên đạo đại pháo. Tiên đạo đại pháo đều có tiên đạo sát trận, chỉ cầm bỏ thánh thù hoặc đại đạo tệ vào là có thể bắn ra lửa đạn có sức sát thương cực lớn. Đương nhiên, tiên đạo đại pháo vô cùng quý, mỗi cái tiên đạo đại pháo có giá 500.000 kho phiếu, 10.000 cái có giá 5 tỷ. Lần mua sắm này, Ngô Bình đã tiêu gần hết số kho phiếu trong tay rồi mới quay về Đông Đô. Vừa mới trở về, anh đã cho Lý Thần Đồ xem những con rối chiến tranh. Trải qua một phen đánh giá, Lý Thần Đồ cho rằng sức chiến đấu của con rối chiến tranh khoảng giữa thánh nhân và đại thánh. Thế nhưng, con rối chiến tranh không biết mệt. Lại có khả năng phòng ngự kinh người, cho nên sức chiến đấu của nó càng có thể kéo dài. Thấy được uy lực của con rối chiến tranh, hai mắt Lý Thần Đồ sáng lên, ông ấy hỏi, Ngô công tử, loại con rối chiến tranh này, cậu có bao nhiêu? Ngô Bình cười nói, còn xem tiền bối cân bao nhiêu? Giá cả thế nào? Ngô Bình, 100 tỷ thánh thù một con. Ngô Bình đã tính thử, với sức mua của thánh thù thì gấp khoảng 50 lần đại đạo tệ. Một con rối chiến tranh có giá khoảng cỡ 500 tỷ đại đạo tệ, cũng tức là có giá 10 tỷ thánh thù. Hiện tại cậu ra giá 100 tỷ cũng không tính là cao, dẫu sao đồ vật trong tiên khố rẻ hơn so với bên ngoài nhiều. Lý Thần Đồ đi đi lại lại tại chỗ mấy bước, cắn răng nói, cho ta 1.000 con. Thế nhưng hiện giờ lại không có tiền, cho nên số tiền này đành nợ trước. 1.000 con chính là 100 tỷ thánh thù, nhiều tiền như thế, Lý Thần Đồ cần phải suy nghĩ kỹ. Ngô Bình cũng không lo lắng về chuyện này, anh hỏi, tiền bối,
địa bàn của tộc Xích Long lớn cỡ nào. Hiện tại anh cung cấp vũ khí cho Lý Thần Đồ, giống như một khoản đầu tư, cho nên anh vô cùng quan tâm đến tình huống của tộc Xích Long. Lý Thần Đồ nói, địa bàn của tộc Xích Long ở hướng Đông Bắc, lãnh thổ của bọn họ dài 84.000 dặm, từ Nam xuống Bắc rộng 67.000 dặm. Trong lãnh thổ của tộc Xích Long có rất nhiều hoàng long tinh, xích long quả, kim cương mộc, ngũ hành thần thủy, mỗi một thứ đều cực kỳ quý hiếm. Như hoàng long tinh, có thể phóng ra sức mạnh hoàng long, thần tộc có nhu cầu sở hữu thứ này vô cùng cao. Trên thị trường, một miếng hoàng long tinh có giá cũng phải mấy triệu thánh thù, có phẩm chất cao thì có giá mấy chục triệu thánh thù. Hay như xích kinh quả, đó là một thứ mà sau khi ăn xong là có thể có được sức mạnh của huyết mạch xích long, tộc xích long được ra đời như thế. Một quả xích long quả cũng có thể bán được ít nhất một triệu thánh thù. Hai mắt của Ngô Bình sáng lên, nói, tiền bối. Ta có thể không cần tiền, có thể cho đại quân Đông Đô vũ khí và bùa chú, con rối chiên tranh, tiên đạo đại pháo không giới hạn. Lý Thần Đồ nhìn Ngô Bình, ông ấy đã sống mấy ngàn năm, đã sớm thành tinh, cười hỏi, vậy cậu muốn cái gì? Ngô Bình, ta muốn lãnh thổ của tộc Xích Long, quyền sở hữu tài nguyên, khai thác và kinh doanh, hạn 10 năm. Trong vòng 10 năm, tài nguyên khai thác đều thuộc về ta, tài nguyên mậu dịch cũng do ta quản lý. Lý Thần Đồ trầm mặc, ông ấy biết rõ giá trị của quyền khai thác và kinh doanh nơi này trong 10 năm, hỏi, cậu có bao nhiêu con rối chiến tranh? Ngô Bình cười nói, 50.000 con, nếu không đủ, ta có thể lấy thêm. Ngoài ra, còn có 1 triệu phi kiếm phù, 100.000 món pháp khí, 10.000 tiên đạo đại pháo. Lý Thần Đồ cười khổ, nhiều thứ như thế, nếu mà đưa tiền, chỉ sợ cả đời này của ta cũng không trả nổi. Sau đó ông ấy cười ha ha, được. Nếu sau này đánh được tộc Xích Long, tài nguyên khai thác và kinh doanh đều cho cậu hết. Nhưng nếu cậu muốn làm gì cũng phải chuẩn bị cho chuyện tệ nhất, nếu như không đánh được, ta không trả nổi nhiều tiền như vậy đâu. Ngô Bình cười nói, cho dù có không thành công, thì cũng có thể khiến cho tộc Xích Long và tộc người khổng lồ chịu tổn thất lớn, đáng giá. Lý Thần Đồ gật đầu, nói, được, mấy ngày này, cậu giúp ta hướng dẫn người bên dưới cách sử dụng mấy thứ này. Tất cả đều phải tiến hành trong bí mật. Cứ như thế, Ngô Bình ở lại Đông Đô một ngày, hướng dẫn cách sử dụng con rối, tiên đạo đại pháp vân vân cho đám võ tướng, xong rồi mới trở về lại Đan Bảo Các. Qua nhiều ngày cải tạo, tầng 1 và tầng 2 của Đa Bảo Các đã có thể kinh doanh, gần như có thể sẵn sàng khai trương. Sáng hôm nay, Đa Bảo Các chính thức khai trương. Trước đây anh đã mua rất nhiều món từ tiên khố và cửa hàng công đức. Bây giờ toàn bộ những thứ đó được bày biện ở tầng 1 và tầng 2, triển làm cho tân khách xem. Lý Thái Nhất, Lý Giật, Lý Dược Sư, Lý Tinh Kiếm đều bị gọi đến giúp đỡ, tạm thời đảm nhận vai trò phục vụ. Trước khi khai trương, Chúa Tể Thuần Vu Cự Tử đã phái người đưa đến một cái biển hiệu do đích thân ông ta biết, trên đó viết ba chữ màu vàng lớn trên nền đỏ Đa Bảo Các, bên cạnh đó còn có chữ ký nhỏ của ông ta và con dấu. Rất nhanh, trước cửa đã vang lên tiếng chiêng trống. Pháo rung trời, viện trưởng Trần Hoài Long đưa thêm một nhóm đại nhân vật đến chúc mừng, Dược Lão cũng ở trong số đó. Sau đó còn có một số cổ thánh và đại thánh mà Ngô Bình kết bạn được ở buổi mừng thọ của Chúa Tể. Sau đó Lý Thần Đồ cũng đến, hắn cũng đưa theo không ít bằng hữu, có hơn 10 vị cổ thánh, 7-8 vị đại thánh. Người đến cuối cùng chính là Thuần Vu Cự Tử, ông ta đưa con trai Thuần Vu Uy đi đến chúc mừng, cũng chuẩn bị một phần quà hậu hĩnh. Có rất nhiều người đến xem náo nhiệt, Tam Đại Chúa Tể cũng đích thân đến, đây chính là sự việc rầm rộ chưa từng có, tất cả những người có uy tín đều đến nơi này cả, toàn bộ phố đều bị vây chật như nêm. Có một số người, rõ ràng là không có giao tình gì với Ngô Bình nhưng vẫn đi chúc mừng, đưa một ít lễ vật. Trong mắt bọn họ, hôm nay nếu có thể dạo ở Đa Bảo Các một vòng thì cũng là vinh quang lớn lao. Dẫu sao, nơi này có đến ba vị Chúa Tể. Ba người Trần Hoài Long, Thuần Vu Cự Tử, Lý Thần Đồ đi đến tầng 1 tham quan, ở tầng 1 đều bài trí một số dược liệu chân quý, đan dược. Thậm chí Ngô Bình còn đặt u hoàng kính ở trên quầy triển lãm. Nhóm Chúa Tể đều rất bận, nói mấy câu, đi vòng quanh lầu dưới rồi lần lượt cáo từ, nhóm đại thánh và cổ thánh bị hấp dẫn, có người trả tiền ngay tại chỗ để mua đồ. Bởi vì người ta là khách, cộng thêm hôm nay là ngày khai trương đầu tiên, nên Ngô Bình lấy giá theo giá gốc. Phương Lập cũng có mặt ở đây, gần đây hắn vẫn luôn ở chỗ Tam Thánh Môn, biết Ngô Bình đã khai trương Đa Bảo Cát, lập tức dừng việc đang làm,
đưa theo mấy người thân tín đến đây hỗ trợ. Tin tức đa bảo các mời ba vị chúa tể đã truyền đi khắp Kim Đô, thậm chí là còn xa hơn, càng ngày càng có nhiều người chạy đến đa bảo các, có rất nhiều người, thậm chí còn thông qua truyền tống trận mà đến. Ngô Bình tự mình phụ trách đa bảo các, bất cứ thứ gì bán hết, anh đều sẽ bổ sung kịp thời. Buổi chiều, lầu 3 cũng đã trang hoàng gần xong, Ngô Bình lập tức bày hàng hóa lên tầng 3, chính thử mở cửa cho quần chúng tham quan. Bởi vì đồ của anh, đều là thương phẩm quý hiếm, như linh dược cấp 20, đan dược cấp 20, pháp khí cấp chúa tể, lấy đại một món ra cũng có thể khiến cho người ta phải khiếp sợ. Đến khi trời tối, Triệu Vân Cơ tính thử, doanh số bán hàng của đa bảo các đã đạt hơn 750 tỷ thánh thù trong một ngày. Buổi tối, đa bảo các đóng cửa, Ngô Bình sai người gọi hai bàn rượu và đồ ăn để chiêu đãi mọi người. Vân Cơ, Lão Phương, đa bảo các ở Kim Đô bên này đành nhờ hai người trông giúp. Ngày mai tôi đi Đông Đô, chuẩn bị mở thêm một chi nhánh ở bên kia. Lý Dật, ba, con đi chung giúp ba. Ngô Bình, tạm thời thì không cần, mấy đứa tu luyện cho tốt đi, khi nào đạt đến cửu biến cảnh, khi nào mới có thể rời khỏi thư viện. Phương Lập, chủ nhân, sao lại đi Đông Đô gấp như thế? Ngô Bình, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì, tộc người khổng lồ và tộc Xích Long sắp tấn công Đông Đô. Đông Đô sẽ dùng toàn lực phản công, tiêu diệt tộc Xích Long. Đến lúc đó, tôi sẽ chiếm lấy lãnh thổ và tài nguyên mà tộc Xích Long sở hữu. Phương Lập vô cùng ngạc nhiên, tài nguyên bọn họ sở hữu. Theo tôi biết về tộc Xích Long, thì đó chính là một đại tộc, có lãnh thổ rất lớn, hơn nữa bên trong lãnh thổ còn có rất nhiều tài nguyên quý hiếm. Ngô Bình, tôi đánh cược lần này có thể tiêu diệt tộc Xích Long. Hai mắt Phương Lập sáng lên, nói, chủ nhân, lần này nếu thành đại sự, tài nguyên bên trong tộc Xích Long sẽ mang đến tiền lời ít nhất cũng phải gấp 100 lần số tiền đầu tư ban đầu. Ngô Bình, Lão Phương, nếu chuyện này thành công, tôi còn cần ông tìm một người thay tôi làm việc. Đại quân Đông Đô nếu có thể chiếm được địa bàn của tộc Xích Long, Ngô Bình cần có nhân thủ khống chế tài nguyên địa phương ngay lập tức, chuyện này yêu cầu một lượng lớn nhân thủ. Phương Lập đạo, chủ nhân yên tâm, đến lúc đó Tam Thánh Tông đều sẽ phục vụ ngài. Ngô Bình gật đầu, được. Bây giờ ông chuẩn bị đi, chọn lựa một nhóm người đáng tin cậy. Một đêm không nói chuyện. Buổi sáng hôm sau, Ngô Bình đã ở lại đa bảo các để bổ sung vật tư, buổi chiều lập tức đi đến Đông Đô, mua cửa hàng mà mình đã chọn lúc trước, Lý Thần Đồ bảo Quách Tử Kiếm tìm người giúp trang hoàng. Thời gian tiếp theo, thỉnh thoảng Ngô Bình sẽ đến quản lý đa bảo các, còn phần lớn thời gian đều sẽ tu luyện ở chỗ phủ chúa tể. Trước đây, anh tu luyện đạo đồ hóa hình. Thất tinh trảm đạo đồ, cửu cung thiên cơ đồ, thiên tiên bát quái đồ đều được luyện hóa hình thành công. Lúc này anh lại tiếp tục luyện hóa cửu dương hóa cấm đồ thành một sợi dây thừng vàng kim. Sợi dây thừng này khi sử dụng, có thể khống chế được cấm kỵ. Sau hóa hình cảnh, là pháp thân cảnh. Pháp thân, chính là phải dùng thiên địa pháp tắc rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể không chỉ đơn thuần là cơ thể bằng xương bằng thịt, mà là một món pháp bảo. Pháp bảo có thể thông qua minh khắc trận pháp. Được tế luyện không ngừng mà tăng lên uy lực, pháp thân cũng có thể. Thế nhưng, muốn tu luyện pháp thân cảnh vô cùng khó khăn, từ xưa đến nay, đa số tu sĩ chỉ lướt qua cảnh giới này rồi ngưng. Trên thực tế, rèn luyện pháp thân có cửu chuyển, nhưng người tu luyện mới đạt nhất chuyển đã thỏa mãn. Chỉ sợ là pháp thân vừa chuyển, nguy hiểm cũng vô cùng cao, người tu luyện có một nửa nguy cơ là biến thành người tàn phế. Nếu đến pháp thân nhị chuyển, có 8 phần là bị tàn tật thậm chí là tử vong, pháp thân tam chuyển thì tỷ lệ tử vong đã là hơn 30%, tỷ lệ thương tật là 60%. Pháp thân tứ cảnh thì tỷ lệ tử vong là 40%. Hơn nữa, càng về sau, tỷ lệ tử vong càng cao. Chuyện này dẫn đến, người có thể đạt đến pháp thân cửu chuyển cực kỳ ít, chỉ có vài vị thánh hoàng là từng vượt qua được. Những người đạt đến pháp thân bát chuyển cũng là lông phượng sừng lân, từ xưa đến nay không được đến 10 người. Trước mắt, Ngô Bình bắt đầu từ pháp thân nhất chuyển. Pháp thân nhất chuyển là muốn hấp thu sức mạnh của thiên địa pháp tắc. Mỗi người sẽ có một cách lợi dụng pháp tắc khác nhau, có người dùng hạ phẩm pháp tắc, cũng có người lợi dụng trung phẩm pháp tắc để rèn luyện thân thể. Pháp tắc có phẩm chất càng cao, thì hiệu quả rèn luyện sẽ càng tốt hơn. Ngô Bình cố gắng đưa thiên địa pháp tắc dẫn vào bên trong cơ thể, chuyện này đối với người khác mà nói là chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng với anh thì lại không có gì khó khăn. Cấm thần của anh cắn nuốt thiên phẩm pháp tắc,
vì thế anh có thể khống chế thiên phẩm pháp tắc một cách thuần thục. Rất nhanh, cấm thần đã phóng ra một sợi pháp tắc, thẩm thấu đến bên trong da thịt. Pháp tắc ở trong da thịt chấn động, Ngô Bình cảm thấy có một loại cảm giác tê dại, sau đó cảm giác này lại càng ngày càng thêm mãnh liệt. 15 phút sau, cảm giác tê dại biến thành đau nhức, Ngô Bình cắn răng kiên trì, sau đó lại dung nhập thêm càng nhiều pháp tắc. Cơ thể của Ngô Bình từng được Cửu Liên Đài và Tháp Thiên Mệnh rèn luyện, thừa nhận sức mạnh cực lớn, cho nên pháp tắc rèn luyện cũng dần dần tăng mạnh lên. Một canh giờ sau, trong từ tế bào và làn da của Ngô Bình đều được rót đầy pháp tắc, cũng từ từ ngưng tụ thành pháp cầu. Chuyện này cho thấy, anh đã hoàn thành được pháp thân nhất chuyển. Phân thân vừa cử động, Ngô Bình lại dẫn càng nhiều pháp lực vào trong gân cốt. Quá trình này diễn ra khá giống với lúc pháp thân vừa di chuyển, chỉ khác mỗi việc đau đớn hơn thôi. Và lại, chuyện này có nguy cơ sẽ làm xương vỡ vụn và cơ bắp cũng hòa tan, cũng may thể chất của anh khỏe mạnh nên mấy chuyện đó không xảy ra. Khoảng 2 canh giờ sau, mỗi một tế bào trong da thịt và gân cốt của Ngô Bình đã ngưng tụ ra một pháp cầu, chứng minh anh đã hoàn thành pháp thân nhị chuyển rồi. Tiếp theo đây là pháp thân tam chuyển. Pháp thân tam chuyển là quá trình phải dùng pháp lực luyện với nội tạng và máu, nên chắc chắn giai đoạn này sẽ càng thêm gian nan hơn. Ngô Bình mất 5 canh giờ mới hoàn thành pháp thân tam chuyển, cũng may mọi thứ đều khá thuận lợi. Anh muốn tiếp tục luyện pháp thân tứ chuyển, lại nghe tiếng kèn vang lên. Anh lập tức đi đến cửa chính phía đông của Đông Đô, đập vào mắt anh là Lý Thần Đồ đã dẫn theo một đám người đứng trên đầu thành nhìn về hướng đông từ lâu. Ở hướng đông, một trận bụi mịt mù cuồn cuộn trỗi dậy cách đó hơn vài trăm dặm, đại quân dị tộc đang đến gần cửa đông này. Lý Thần Đồ thấy Ngô Bình đến lập tức giải thích, cuối cùng bọn chúng đến rồi đấy. Thám báo đến đây báo cáo lại rằng tộc Xích Long đã điều động 150 vạn đại quân, người khổng lồ tộc điều động 50 vạn đại quân đến. Ngô Bình, thưa tiền bối, ta nguyện kề vai sát cánh cùng mọi người chiến đấu. Lý Thần Đồ gật gật đầu, tốt, cậu đã khá quen thuộc với mấy vũ khí kia rồi nên chuyện này giao cho ngươi sắp xếp. Ngô Bình lập tức sai người kéo 5.000 tiên đạo đại pháo đặt ở trước cửa, trên tường thành. Tường thành có Đông Đô đã rất lâu đời, nơi này có 4 tầng pháo, mỗi cái pháo đều có thể đặt vào một cửa tiên đạo đại pháp. Những tiên đạo đại pháo này đều có thể sử dụng tiền đại đạo hoặc thánh thù để châm ngòi, mỗi phút có thể bắn một pháo. Bên cạnh mỗi một cửa đại pháp có 5 người phụ trách, mỗi người đều có một pháp khí và 20 sát phù do Ngô Bình phát cho. Ngay lúc Ngô Bắc chuẩn bị xong, Lý Thần Đồ cũng bay lên trời. Sau lưng ông ấy có mấy chục vạn đại thánh, cổ thánh, thánh nhân, hiền giả. Cửu biến cường giả tạo thành một đại quân, kết thành bát quái sát trận. Lý Thần Đồ mượn ký sinh cấm kỵ của Ngô Bình, lập tức liên kết nhóm người thành một. Dưới chân của ông ấy xuất hiện một cái bàn bát quái khổng lồ, vầng sáng tỏa ra vạn trượng. Cùng lúc đó, trong tay Lý Thần Đồ xuất hiện thêm một thanh bảo kiếm, kiếm này là bảo kiếm do Thánh Hoàng tặng cho ông ấy. Nó có tên là Trảm Thần. Tốc độ của đại quân kẻ địch xâm chiếm rất nhanh, chẳng bao lâu đại quân 50 vạn người khổng lồ tộc đã dẫn đến dưới thành. Ngô Bình nhìn thấy những người khổng lồ này đều cao hơn 10 mét, tất cả đều cầm vũ khí hạng nặng. Và lại, chúng còn khoác bộ giáp nặng, trông giống như một dòng lũ bằng sắt ào đến. Thêm vào đó người khổng lồ tộc cũng đã chiến thuật của mình, hơi thở của họ hợp làm một, ngưng tụ thành một cái khiên màu bạc cực to trước mặt, trên cái khiên đó lại bốc lên ngọn lửa màu trắng bạc. Trong người khổng lồ tộc có một người cao hơn 20 mét, hắn ta đang khiêng một thanh đao dài, cười to khà khà, nói, cuối cùng Lý Thần Đồ nhà ngươi cũng lên được chức chúa tể rồi. Hôm nay, Ngô muốn xem ngươi có thể thủ được Đông Đô không? Lý Thần Đồ cũng quen mặt với kẻ kia, ông ấy gằn giọng nói, Cổ Thiên Binh, nếu ngươi không muốn tộc người khổng lồ bị diệt sạch thì lui về ngay, ta có thể xem mọi chuyện chưa có gì xảy ra. Cổ Thiên Binh bật cười to ha hả, chế nhạo, Lý Thần Đồ à, lần này ta đến đây còn cầm theo anh Thiên Nhận Đao đấy. Năm đó, nó chém chết chúa tể nhân tộc các ngươi, làm thương đến cả thánh hoàng nhân tộc kia kìa. Không biết người đỡ được bao nhiêu nhát của oanh thiên nhận đạo nhỉ? Lý Thần Đồ lạnh lùng nói, nếu ngươi đã muốn chết đến thế, thì đến đây. Ầm ầm. Ngay lập tức đại quân mấy chục vạn núp sau lưng ông ấy xuất hiện, ông ấy thúc giục bát quái sát trận, vô số sát ý nhanh chóng hội tụ vào trên trảm thần kiếm mà ông ấy đang cầm. Trường kiếm của ông ấy vừa vung lên, một đường sáng chói mắt sắc bén như một ngọn núi vững chãi chém mạnh về đoàn binh người khổng lồ. Cổ Thiên Binh thấy thế cũng lập tức sử dụng trường đao đang cầm,
nhưng chưa mượn sức mạnh của 50 vạn người khổng lồ. Hắn ta chỉ dùng sức mạnh của bản thân và sức mạnh chất chứa trong Oanh Thiên Nhận Đao để đánh lại. Cùng lúc đó, một đường sáng từ nhát chém của đao cũng nhắm vào giữa không trung đánh mạnh vào nhát chém của Ngô Bình. Răng rắc, không trung vỡ vụn tạo thành một cái hang đen ngòm, nhát đao kia đang cọ sát bắn ra tia lửa ngày càng lùi lại và yếu đi, ngược lại nhát chém kia càng có uy lực tiếp tục chém thẳng vào tấm khiên màu bạc bên dưới. Trong một tiếng vang lên, tấm khiên màu bạc kia bị chém dập nát, mấy chục vạn người khổng lồ tộc cũng theo đó mà chết hơn một nửa. Ngô Bình thấy cơ hội đã đến, lập tức gào lên, tất cả đại pháo nhắm chuẩn vào khu vực màu hồng, chuẩn bị bắn. Lúc này, anh rút ra gương U Hoàng, một ánh sáng màu hồng xuất hiện trong đám quân địch. Ánh sáng màu hồng này chiếu đến đâu, người khổng lồ tộc lập tức yếu ớt, độ phòng ngự cũng giảm đi. Ngay lập tức, 5.000 cửa đại pháo đồng loạt bắn ra, nhắm thẳng vào trong vòng tròn của ánh sáng màu hồng đang chiếu rọi. Những chỗ này người tộc khổng lồ đã yếu rồi, hiện giờ bị 5.000 cửa đại pháo đổ ập đến lập tức máu thịt bay tung tóe, khóc thét từng trận. Sau khi bắn hết một vòng, hơn một vạn quân sĩ người khổng lồ bị ánh sáng màu hồng khoanh tròn đã chết hơn một nửa, còn tên nào không chết cũng bị thương nặng. Thoáng chốc, toàn bộ quân đội người khổng lồ rơi vào rối loạn. Các quân sĩ đứng xung quanh gần khu vực ánh sáng màu hồng vội vàng né đi, sợ bản thân bị ai đó liên lụy mấy nả. Cổ Thiên Binh vừa ngạc nhiên vừa giận, hắn ta không ngờ đao Oanh Thiên Nhận của mình không thể đỡ được tấn công của Lý Thần Đồ. Hắn ta tức giận gầm lên, tấn công lại lần nữa. Trong lúc để tiên đạo đại pháo nghỉ ngơi, Ngô Bình đã chuyển gương U Hoàng đi, ánh sáng của kính rọi vào một khu vực khác của quân người khổng lồ. Quân đội trong vòng ánh sáng đó cũng yếu ớt đi. Có một vài người khổng lồ không chịu nổi mà mềm cả chân ngã ngồi trên mặt đất. Hỏa Long Phù, bắn. Ngay tức thì một vạn đường lửa bay lên không trung, hóa thành hai vạn con rồng lửa. Những con rồng lửa này tự bay uốn lượn trong không trung rồi nhắm vào khu vực có ánh sáng màu hồng rọi xuống mà phun ra quả cầu lửa thiêu cháy đám quân người khổng lồ thành đống thịt nhão. Còn bọn chúng chỉ có cách hoảng sợ, kêu rên thảm thiết liên hồi. Kích Lôi Phù, bắn. Ngô Bình lại ra lệnh. 10.000 kích lôi phù phát ra, mười mấy vạn đường sấm oanh tạc tạo thành một vòng tổn hại cho quân địch. Lúc này, một vạn quân người khổng lồ bị ánh sáng màu hồng bao phủ đã gần như cháy đen, còn lại vài người chưa chết cũng đã đánh mất sức chiến đấu. Ngay sau đó, Ngô Bình lại di chuyển gương U Hoàng lần thứ ba, ánh sáng kính chuyển đến khu vực khác. Anh lại lạnh lùng nói, phi kiếm phù, bắn. Số lượng phi kiếm phù nhiều vô cỡ. Họ không thiếu nên tướng sĩ thủ thành cũng là người cầm phi kiếm phù nhiều nhất. Ngô Bình vừa ra lệnh, lập tức 10 vạn đường sáng của kiếm phóng lên, rồi chĩa thẳng mũi vào trong khu vực màu hồng lao đến. Độc hỏa phù, bắn. Theo sau đó, lại có một vạn đạo độc hỏa phù rớt xuống. Độc hỏa này chứa chất độc kịch tính nhất, nó chỉ cần thiêu trúng người nào, nạn nhân sẽ cảm thấy đau đớn vô cùng, ngay cả xương cốt cũng có thể bị thiêu thành tro. Qua hai đợt tấn công, khu vực chứa người khổng lồ đã sớm bị đánh thành máu thịt chia lìa rải rác khắp nơi, tả tơi thảm thiết không thể nào chết thêm được nữa, ngay cả một kẻ sống cũng không có. Cổ Thiên Binh nhìn nhân tộc tấn công ba đợt liên tục đã làm tổn thấy mấy vạn đại quân của tộc người khổng lồ, hắn ta vừa ngạc nhiên vừa giận dữ gầm lên, tộc Xích Long, chúng ta còn đang đợi cái gì? Lúc này, 150 vạn đại quân tộc Xích Long cũng chạy đến. Họ cầm theo khí giới công thành, nên phóng đến trước tường thành ngay. Ngô Bình phát hiện những khí giới công thành này rất hiện đại, anh tò mò nói to, con rối chiến tranh, ra phá hư khí giới của đối phương cho ra. Tấn công. Ngay lập tức, 5.000 con rối chiến tranh nhảy từ tường thành xuống, vọt thẳng đến các khí giới công thành đối diện với chúng ta. Trong người mỗi con rối đều giấu một tu sĩ nhân tộc, họ sẽ là những người kiểm soát con rối. Vóc dáng của con rối chiến tranh rất to lớn. Chỉ cần một đập từ binh khí trong tay bọn chúng đã đủ vỡ nát những cái khí giới công thành kia, khiến quân địch không cách nào sử dụng được nữa. Nhưng chiến trận của đại quân tộc Xích Long rất mạnh, khí tức của 100 vạn đại quân nối thành một, ngưng tụ thành một con rồng khổng lồ màu đỏ đậm. Con rồng kia vừa xuất hiện, đã gào rú vang trời. Lý Thần Đồ biết không đánh chết con rồng đỏ này, thì gậy này sẽ không đánh được, ông ấy lập tức sử dụng kiếm chém về phía Xích Long. Một nhát chém kiếm lóe lên. Con rồng khổng lồ gào lên ngay sau đó, đầu nó bị chặt đứt. Dù sao bên đội tộc Xích Long không có ai đủ cấp chúa tể để dẫn đầu, nên không một ai bảo vệ được chiến trận cho họ. Nó cũng trở thành nhược điểm chí mạng.
Ngô Bình nhận thấy cơ hội đã đến, ngay khi đầu rồng vừa rơi xuống, anh dịch chuyển tọa độ của ánh sáng kính sang đại quân tộc Xích Long. Đúng lúc này, tiên đạo đại pháo đã lạnh rồi. Ngô Bình lập tức chiếu gương U Hoàng vào tộc Xích Long, lạnh lùng nói, tiên đạo đại pháo, bắn. Ngay tức thì, quân tộc Xích Long bị lửa đạo bao trùm, mà sức phòng ngự của tộc này không bằng cả tộc người khổng lồ. Cho nên, chỉ thoát cái người ngã ngựa đổ, chết thảm thương vong tan tác. Bên kia, cổ thiên binh cũng dốc toàn lực tấn công. Hắn bay lên trời, nắm đao bằng hai tay rồi bổ mạnh xuống Lý Thần Đồ. Lý Thần Đồ nhờ bát quái sát trận mà sức mạnh tăng lên gấp bội, thậm chí có thể thi triển rất nhiều chiêu trò ví dụ như là đánh rớt một phần sức mạnh của kẻ địch rồi mới tấn công lại. Lúc này, ông ấy chỉ vung Trảm Thần kiếm lên, oanh thiên nhận đao lập tức bay khỏi tay. Cổ thiên binh cũng la lên đau đớn vì gân tay đã bị nứt vỡ. Lý Thần Đồ không chần chừ, dứt khoát chém thêm một nhát nữa cắt đứt cánh tay của cổ thiên binh. Cố thiên binh hét lên vì đau đớn, rút. Cổ thiên binh là thủ lĩnh của tộc người khổng lồ, nên khi hắn đã thấy sợ hãi thì đám tộc phía dưới cũng bắt đầu giảm sức mạnh chiến đấu đi. Lý Thần Đồ chỉ giả vờ đuổi theo để đuổi giết tận cùng một đoạn, lập tức sau đầu đánh vào chỗ tộc Xích Long. Lý Thần Đồ vừa tham gia vào đợt tấn công lập tức, tộc Xích Long không thể nào chống đỡ nổi nữa. Cộng với việc đại quân tộc Xích Long liên tục bị sát phù và con rối chiến tranh tấn công, cả thế trận đều rơi vào trong hỗn loạn, chết thương rất thảm thương. Phi kiếm phù, bắn. Kích lôi phù, bắn. Độc hỏa phù, bắn. Hỏa long phù, bắn. Tất cả các con rối chiến tranh nghe lệnh ta, tấn công tổng thể. Bên này, Ngô Bình dốc toàn sức tấn công. Mấy vạn quân trông coi trong thành cũng sục sôi chí khí, họ cầm pháp khí đạo cảnh, đồng loạt gầm lên nói giết đại quân tộc Xích Long. Lý Thần Đô đã chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ cần một nhát kiếm đã có thể đánh chết hơn một vạn dị tộc, cứ thế mười mấy nhát chém liên tiếp tộc Xích Long lập tức không còn sức nào để chống trả. Ngay sau đó, Lý Thần Đô đã tìm thấy thủ lĩnh tộc Xích Long. Ông ấy bổ một nhát kiếm xuống giết kẻ đó, đại quân Xích Long như rắn mất đầu đã hỗn loạn, giờ càng rối loạn hơn. Ngô Bình thấy thế trận trước mắt đã quyết được kết quả, lập tức cầm Bạch Hổ Tiên kiếm cũng xuống gia nhập giết quân địch. Anh sử dụng Thiên Ảnh kiếm pháp, liên tục thoát cái, trong vòng 10 đến 100 dặm đều là ảnh kiếm của anh, ảnh kiếm bắt đầu tung hoành khiến đầu và thân của đám đại quân tộc Xích Long chia làm hai, đứt tay đứt chân. Lý Thần Đồ thấy kiếm pháp của Ngô Bình, lập tức gật gù tán thưởng rồi cười ha hả đồng ý, cách xuất kiếm cũng sắc bén hơn trước rồi. Thu lại, mau rút lui. Trong đại quân tộc Xích Long vang lên tiếng quát to của quan chỉ huy, hơn 100 vạn quân Xích Long còn sống sót lập tức bỏ tất cả, liều mạng trốn ra sau. Đám người Lý Thần Đồ và Ngô Bình rất thong dong, vừa đuổi vừa giết. Một đường truy đuổi, họ đã đuổi tộc Xích Long vào biên giới. Có một tòa thành xuất hiện đằng trước không xa, đó là thành Tây Định của tộc Xích Long. Đại quân Xích Long bại trận, vừa thấy thành đã vội vàng nhảy vào trong thành. Nhưng thủ thành tộc Xích Long thấy đại quân nhân tộc đuổi giết đằng sau nên nhắm mắt làm ngơ, đóng chặt cửa thành nhốt mấy chục vạn đại quân tộc Xích Long ở ngoài thành. Thoáng chốc Lý Thần Đồ bay lên giữa không trung, gằn giọng nói, nếu muốn sống thì đầu hàng, nếu không kiếm trong tay Ngô đây sẽ chặt ngươi thành thịt nát. Những quân tộc Xích Long thấy cửa thành trước đã đóng chặt, vừa quay đầu lại thấy đại quân nhân tộc đang đuổi đến đây với sát khí ngập trời và bát quái sát trận làm bọn chúng sợ hãi mất mật. Ngay lập tức, trong đại quân có rất nhiều người quỳ xuống, cầu xin Lý Thần Đồ đừng giết mình. Đám dị tộc thấy một vài người đầu hàng, lập tức cũng xôn xao quỳ xuống. Cuối cùng, chỉ còn lại lác đác vài người thì hầu như toàn bộ tộc Xích Long đều quỳ xuống đầu hàng. Những kẻ không đầu hàng, Ngô Bình không nương tay mà vung Bạch Hổ Tiên kiếm lên chặt đầu và người của họ làm hai, giết sạch. Lý Thần Đồ lập tức sử dụng cấm kỵ ký sinh. Phóng ra hàng tỷ sợi tơ lập tức kiểm soát được hơn 80 vạn đại quân tộc Xích Long. Cơ thể của quân lính Xích Long run lên, sau đó không kiểm soát được rồi trở thành một bộ phận trong bát quái sát trận. Có được hơn 80 vạn tộc Xích Long gia nhập, sức mạnh của bát quái sát trận lập tức mạnh thêm mấy lần. Lý Thần Đồ chém một kiếm xuống, đại trận mạnh mẽ đang phòng thủ ở tường thành lập tức bị chém nát. Nhờ đó, cửa chính của thành cũng vỡ vụn, đại quân nhân tộc lập tức nhào vào. Trong một ngày, nhân tộc phá được thành Tây Định, bắt 50 vạn quân trông giữ và hơn ngàn vạn danh tộc Xích Long làm tù binh. Một khi cửa phụ phía Tây tộc Xích Long của thành Tây Định khi bị phá, có thể giúp cho đại quân nhân tộc tiến quân thần tốc đánh thẳng vào giữa trọng tâm tộc Xích Long.
lúc này số lượng tù bị bắt được là hơn 120 vạn. Lý Thần Đồ lập tức đưa 120 vạn quân sĩ vào trong kiểm soát của cấm kỵ ký sinh để họ trở thành binh lính cấm kỵ. Bước tiếp theo, Lý Thần Đồ ra lệnh Ngô Bình trấn giữ thành Tây Định, còn ông ấy sẽ tiếp tục cử 30 vạn đại quân nhân tộc, 120 vạn lính Xích Long đi về hướng đông. Cùng trưa hôm đó, khai phá ra tòa thành lớn thứ hai, là thành Kim Ngô. Trong thành Kim Ngô có 75 vạn quân Xích Long trông giữ đầu hàng, 2.400 vạn người tộc Xích Long trở thành nô lệ. Sau khi Lý Thần Đô nắm được thành Kim Ngô trong tay, mới cho đại quân nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, nhân tộc ở Kim Đô cũng bắt đầu chia ra rời vào thành Tây Định và Kim Ngô. Mỗi nhân tộc được thu 2 người tộc Xích Long làm nô lệ miễn phí. Đương nhiên, nếu có người chịu bỏ tiền thì sẽ có thể mua thêm một vài người nữa. Ngô Bình cử người phụ trách sắp xếp chỗ ở, rồi sao người kiểm kê số lượng nô lệ nhân tộc trong thành và làm danh sách chủ nô của tộc Xích Long ra đây. Thì ra ngay từ đầu, nơi này cũng là địa bàn của nhân tộc sau đó bị tộc Xích Long chiếm đóng, do đó mà thời gian qua nhân tộc trở thành nô lệ của tộc Xích Long. Nếu số lượng nô lệ nhân tộc ở trong thành Tây Định đã cao hơn 3.000 vạn, vậy chứng tỏ còn rất nhiều nô lệ ở ngoài thành không đếm xuể. Tính sơ qua, nếu dùng thành Tây Định làm khu vực trung tâm, thì hiện tại họ có hơn 350 triệu nô lệ từ nhân tộc. Chuyện phiền toái nhất là phải sắp xếp chỗ ở cho họ lần nữa, nhưng mà cũng may Đông Đô đã phải một số lượng lớn người đến giúp đỡ, nên chuyện này cứ giao cho họ xử lý. Những nô lệ của nhân tộc này sống rất khốn khổ, thường ngày họ làm trâu làm ngựa không tính, thậm chí còn có thể bị tộc Xích Long ăn tươi theo sở thích bọn chúng. Tộc Xích Long thích đứa bé từ 3 tuổi đến 5 tuổi của nhân tộc. Mỗi năm trong biên giới tộc Xích Long đều có hơn 1.000 vạn nô lệ từ nhân tộc bị chúng ăn hoặc giết. Ngô Bình dạo một vòng gần thành Tây Định, anh mới phát hiện từ ngàn dặm xung quanh tường thành này có mảnh ruộng rộng lớn cực kỳ tốt, phía tây là một vùng thảo nguyên để chăn nuôi. Sau khi anh đi nghe ngóng mới biết, những nơi đó từng là nơi sản xuất lúa gạo và trái cây của nhân tộc rất nổi tiếng. Anh đang thưởng thức không gian và hình ảnh tự nhiên, thì Lý Thần Đồ đột ngột xuất hiện đứng bên cạnh anh cười nói. Cậu xem mảnh ruộng to lớn, xanh ươm thẳng tắp kia, có thể nuôi ít nhất 1 tỷ nhân tộc sống đấy. Từ giờ trở đi, nơi đó sẽ chăn nuôi dê bò ngựa, những sản phẩm do đồng ruộng sản xuất ra đều sẽ thuộc sở hữu của cậu. Ngô Bình bất ngờ, lúc này anh mới nhớ đến lời hứa lúc đó. Anh sẽ chiếm hữu tài nguyên trên địa bàn tộc Xích Long 10 năm. Anh cười khổ nói, tiền bối này, ta không đủ sức quản lý nhiều đồng ruộng như vậy đâu. Lý Thần Đồ. Cậu không cần quản lý, mỗi năm thu thuế định kỳ là được rồi. Tộc Xích Long bắt rất nhiều nhân tộc làm nô lệ, từ này về sau họ sẽ quản lý chăn nuôi và chăm sóc ruộng ở đây. Ngô Bình chớp chớp mắt khó hiểu, chẳng phải theo ý của tiền bối, ta đã trở thành một địa chủ lớn nhất thành rồi sao? Lý Thần Đồ, ta kiến nghị cậu lấy 6, còn lại để họ lấy 4. Họ đã làm rất nhiều đời nô lệ rồi, cuộc sống cũng rất khổ. Ngô Bình gật đầu, vậy ta cứ lấy 5 thôi. Mọi người đều được một nửa. Sau 10 năm, ta sẽ đưa ruộng và đồng cỏ cho họ luôn. Lý Thần Đồ vui mừng nói, vậy ta thay họ cảm ơn Ngô công tử. Ngô Bình bật cười ha hả nói, chuyện nhỏ mà, phải rồi tiền bối. Thành Kim Ngô bên kia ra sao rồi? Lý Thần Đồ, ta đến gặp cậu là muốn nói chuyện thành Kim Ngô đây. Bên cạnh thành Kim Ngô có một ngọn núi Kim Cương, trên núi có rất nhiều cây Kim Cương rậm rạp và dư thừa. Ta đã cử người kiểm soát núi Kim Cương, cậu có thể đến xem. Theo lời hứa, thì Ngô Bình sẽ sở hữu toàn bộ khối lượng cây Kim Cương trong 10 năm. Anh gật đầu nói, tốt, đi xem. Núi Kim Cương rộng 3.000 dặm, những tảng đá trên núi này vô cùng cứng, ngay cả đao chém vào cũng không thể để dấu vết gì trên đó, nên gọi là đá Kim Cương. Trên núi Kim Cương có một loại cây Kim Cương mọc rậm rạp và dư thừa, loại cây này sinh trưởng rất chậm, 3.000 năm mới có thể trưởng thành. Một số ít khác, còn phải 1 vạn năm mới trưởng thành nổi. Trong cây Kim Cương chứa thần lực Kim Cương, có thể dùng nó rèn chuôi kiếm, chuôi đao, cáng thương, thân cung và những vũ khí khác, nó sẽ giúp độ sát thương của vũ khí tăng lên mạnh nhất có thể. Một thanh kiếm bình thường mà có thể trang bị được một chuôi kiếm bằng cây Kim Cương này, nó sẽ lập tức trở thành cây kiếm thần sắc bén, chém sắt như chém bùn. Chuyện này dẫn đến cây Kim Cương trở nên quý hiếm. Chuôi kiếm làm bằng cây Kim Cương nặng tầm một khối cũng có giá bán đắt đến mấy trăm nghìn thánh thủ rồi, nếu là cây Kim Cương cực phẩm thì giá cả còn có thể đạt đến 10 triệu thánh thủ. Ngô Bình bay một vòng xung quanh, phát hiện cây Kim Cương trên núi không nhiều,
cũng hơn 1.000 vạn cây, thêm vào đó có 1/3 chưa trưởng thành. Lý Thần Đồ giải thích, ngay cả tộc Xích Long cũng không có quyền khai thác những cây kim cương này. Sau khi bọn chúng sở hữu được quyền khai thác cây kim cương, lại cống hiến toàn bộ cho thần tộc. Chỉ có những loại cây kim cương phẩm chất thấp mà thần tộc không cần, tộc Xích Long mới có tư cách thu hoạch đống đó. Ngô Bình, hừm, tộc Xích Long còn phải cống nạp cho thần tộc à? Lý Thần Đồ, trừ nhân tộc và một số ít tộc khác, đa số tộc khác đều phải cống nạp cho thần tộc. Ngô Bình gật đầu nói, tiền bối, những cây kim cương này trưởng thành rất lâu. Ta sẽ chặt một nửa cây kim cương trong đó trước, số còn lại để cho người đời sau khai thác. Thật ra anh không cần phải làm như vậy, dù sao tài nguyên trên ngọn núi này đều là của anh. Lý Thần Đồ cười nói, Ngô công tử là người rộng lượng, ta phải đa tạ cậu rồi. Những chuyện này đều là việc ta nên làm, còn tiền bối có kế hoạch gì không, ngài muốn tiếp tục tấn công tộc Xích Long à? Lý Thần Đồ gật đầu, ngày mai, ta sẽ đưa quân tấn công vào thành chủ tộc Xích Long, Xích Đô. Sau khi đánh hạ Xích Đô, các thành khác của tộc Xích Long sẽ dần sụp đổ. Ngô Bình, tiền bối, thánh môn trong tay ta luôn qua lại với tiên giới và thánh cổ đại lục, nếu chỗ ngài cần gì thì ta sẽ dùng hết sức giúp đỡ. Được, nếu cần gì ta sẽ nói với cậu trước. Bước tiếp theo, Ngô Bình liên hệ với Phương Lập Sai ông ta dẫn người vào thành Kim Ngô và Tây Định để quản lý sản nghiệp bên này. Đồng thời, anh cũng quay trở về giới thế tục đưa Đào Như Tuyết, Đường Băng Vân, Đường Tử Di, Lạc Ngưng Đan đến thánh cổ đại lục. Để các cô phụ trách việc quản lý tài nguyên và nhờ Phương Lập giúp các cô chọn một nhóm người cấp dưới. Các cô gái ở trong nhà chẳng có việc gì làm, giờ đã có thể làm việc nên rất vui mừng, cố gắng bắt tay vào làm tốt tất cả mọi chuyện. Nhưng Ngô Bình hiểu rất rõ, có được quyền quản lý được nhiều sản nghiệp, vô số đất đai, của cải quý hiếm, dù anh là chúa tể đứng phía sau nhưng có được những ích lợi hôm nay sẽ khiến người khác mơ ước. Đêm đó, Ngô Bình gọi vợ và Phương Lập vào. Sau một hồi thương lượng đã đưa ra quyết định bán đồng ruộng và nơi chăn nuôi cho mọi người. Và lại giá cả rất rẻ, mỗi mẫu đất chỉ cần 500 cân lương thực và số tiền này có thể cấp lại vào năm sau, còn đất có thể giữ. Thảo nguyên chăn nuôi sẽ rẻ hơn, 1 hecta đất có giá bằng 1 con trâu trưởng thành hoặc là 10 con dê trưởng thành là mua được, số tiền này có thể trả góp trong vòng 3 năm. Ngô Bình quyết định như thế vì đã suy nghĩ kỹ rồi. Đầu tiên nếu anh chiếm giữ quá nhiều đất đai thì cuộc sống bình thường của dân chúng sẽ càng khó khăn hơn, dù sao họ nhận lương thực rồi nuôi dê bò cũng phải trả cho anh một nửa. Thứ hai, anh nghĩ cách làm này là một chuyện công đức. Khi Lý Thần Đồ biết quyết định của Ngô Bình lập tức vui mừng, ông ta cử người đi dán cáo thị tuyên bố dù là người chưa có ruộng đất chăn thả, hay người mới rời đến đây có thể mua nợ một mẫu đất hay một vùng để chăn nuôi. Thông tin này vừa loan ra, dân khắp thành đều vui mừng hoan hô. Mọi người đều biết tính toán, nên họ thấy giá bán kia gần như là cho không. Vậy nên hầu như tất cả mọi nhà đều mua 100 mẫu ruộng, hay 100 mét thảo nguyên. Bởi vì 100 mẫu là hạn cao nhất cho một gia đình mua, nếu họ muốn mua thêm thì giá cả sẽ tăng lên gấp 10 lần. Nhờ đó mà sau 3 ngày bán ra, Ngô Bình đã bán đi 9/10 trong số đồng ruộng mình đang sở hữu nhưng vẫn còn hơn 500 triệu mẫu ruộng. Đồng cỏ chăn nuôi còn dư nhiều hơn một xíu. Tầm 3,5 tỷ mét. Ngô Bình không lo lắng mà thuê tá điền ra để gieo trồng và chăn nuôi trên đó, rồi mỗi năm sẽ thu thuế theo định kỳ. Sau khi bán và cho thuê các ruộng đất mình đã sở hữu, Ngô Bình lại nhìn qua bia công đức của mình. Không ngoài dự đoán, số công đức đã tăng hơn 3.100.000.000 rồi. Ngược lại, ruộng đất không phải là thứ anh lo, mà lòng anh đang đặt trên tài nguyên quý hiếm của cây kim cương kia. Trước mắt, núi Kim Sơn sẽ để Đường Băng Vân đảm nhiệm cai quản, cô ta cũng dẫn mấy chục người tùy tùng từ trong nhà ra. Và lại, Phương Lập cũng đưa tới các nhân viên làm việc ban đầu về đây, hơn 1.000 thuộc hạ để phụ trách việc trông coi và đốn cây kim cương này. Trước đây, người đảm nhận việc chặt cây kim cương đều do nô lệ nhân tộc làm, nhiều thế hệ của họ đã làm việc trên núi Kim Cương nên cuộc sống rất khó khăn. Đường Băng Vân hợp những người này lại. Cô ta không chỉ phát cho họ mức lương cao ngất ngưỡng còn cử người xuống chân núi, xây giúp nhà cho họ. Những nô lệ này trước kia làm việc quần quật suốt ngày, gần như sống chết ấy vậy mà không thể được một đồng lương còn bị người ta xem là trâu là ngựa sai bảo. Bây giờ, họ không còn làm nô lệ còn được nhận phúc lợi tốt, cách đối xử khác biệt to lớn như thế khiến họ vô cùng quý trọng cuộc sống hiện tại của mình. Đường Băng Vân cũng tìm được một nhóm người có kinh nghiệm phong phú về chặt cây,
đưa lên là nhân viên quản lý. Sau đó cô ta dựa theo các tài liệu và việc điều tra thực địa trước đó đã soạn một dãy số, đánh dấu chất lượng cho cây kim cương, bên đó còn có ghi tuổi năm cây lớn, phẩm chất, thể tích, để hay nên chặt. Chuyện chặt cây kim cương là một kỹ thuật sống, công nhân phải dùng kinh nghiệm chuyên môn của mình để làm thành cái lưỡi sắc cưa kim cương. Mỗi lần cưa một đoạn cây kim cương phải mất 3 đến 10 ngày, trong lúc đó phải mất cả chục cái cưa kim cương nữa. Bên trong cây kim cương được chia ra các phần, cây kim cương hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm và cuối cùng là ruột cây. Có nghĩa là 9 phần 10 của cây kim cương đã chiếm hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm cả rồi, còn cực phẩm chỉ chiếm 1% thôi. Cây kim cương thượng phẩm có thể mang theo ruột cây bên trong, giá cả của nó cũng đắt gấp trăm lần với cây kim cương bình thường. Cây kim cương thượng phẩm trưởng thành có ruột cây to bằng một cánh tay, nhưng lại có độ dày gấp 10 lần cây kim cương thường. Đương nhiên cây kim cương cực phẩm cũng có ruột cây, giá trị nó cũng cao hơn nên tình hình nó bán tháo trên thị trường rất hiếm, giống như món đồ quý vừa thấy là giấu ngay nên không ai nể bán ra. Ruột cây kim cương chỉ biết có hay không sau khi trẻ cây ra thôi, có đôi khi còn phải nhờ chuyện hên xui may rủi. Người may mắn thì 3-4 cây là khai thác được ruột cây rồi, còn xui thì mười mấy hay 20 cây cũng chưa chắc gì đã khai thác được ruột cây. Hôm nay, khi công nhân đang chặt cây lại phát hiện ra có ruột cây kim cương cực phẩm. Ngô Bình nghe thế rất hứng thú, nên tự đến xem thế nào. Vừa đến đập vào mắt anh đã là một cây kim cương đường kính hơn 3 mét chặt ngã, mặt cắt xuất hiện rõ một cái miệng chén lớn có ruột cây chứa phủ văn màu vàng đỏ tím trên đó. Ngô Bình vươn tay chạm vào ruột cây, lập tức cảm nhận được thần lực nồng đậm và thuần khiết của kim cương, ánh mắt của anh cũng sáng lên nói, ruột cây này là bảo bối, có tiền cũng chưa chắc mua được đâu. Ngay sau đó, anh rút bạch hổ tiên kiếm ra mổ cây kim cương. Nhưng anh không ngờ kim cương cực phẩm quá cứng, bạch hổ tiên kiếm của anh không thể chẻ nó ra được. Cuối cùng, anh vẫn sử dụng công cụ chặt mới có thể mổ được cây kim cương ra. Tuy vậy dù anh có tự làm thì cũng phải mất gần nửa ngày mới xong. Cuối cùng một ruột cây to bằng miệng chén, bóng loáng toàn thân, bên ngoài khắc kín hoa văn đỏ tím đã nằm trong lòng tay anh. Ruột cây này dài tầm 8 mét, nặng đến kỳ lạ. Anh gỡ một đoạn ruột cây xuống, bỏ lên trên thanh tiên kiếm của mình. Ngay tức thì, mặt ngoài của tiên kiếm xuất hiện phù văn với màu tím và đỏ, kiếm khí theo đó mà bắn ra một thước và sắc bén đến bất ngờ. Ngay lúc Ngô Bình đang nghiên cứu cây kim cương, đột nhiên Phương Lập vội vã chạy đến, hắn ta thở hồng hộc nói, chủ nhân, có chuyện rồi. Ảnh quốc xuất binh tiến vào tộc Xích Long, bọn chúng đã cướp đi rất nhiều địa bàn của chúng ta. Ngô Bình nhíu mày. Thế lực của ảnh quốc ra sao? Phương Lập căm hận nói, chúa tể lãnh binh đi đánh hạ thành thị, ảnh quốc lập tức mặt dày phái binh đi chiếm cứ các tiểu thành và thôn trấn xung quanh, thiết lập cứ điểm. Chúa tể đã phái người đi hiệp thương với ảnh quốc, nhưng ảnh quốc chỉ nói cho có, lại không chịu lui binh chút nào. Ngô Bình cười lạnh, đồng đô liều sống liều chết, bọn họ lại đến đó ngồi mát ăn bát vàng. Chúa tể cũng tốt tính quá. Phương Lập, ảnh quốc không phải là nhân tộc thuần chủng. Là dị tộc được kết hợp từ ảnh tộc và nhân tộc sinh ra, nhưng bọn chúng luôn tự cho mình là nhân tộc, nên vì thế mà có quan hệ không tồi với nhân tộc. Chúa tể ông ấy hẳn là không muốn xảy ra xung đột với ảnh tộc, tăng thêm một cường địch. Ảnh tộc có thực lực như thế nào? Ngô Bình hỏi. Phương Lập nói, tuy rằng ảnh tộc không có cao thủ là chúa tể, nhưng bọn chúng có sức chiến đấu rất khủng khiếp gồm 50 vạn thiên ảnh quân. Thiên ảnh quân không biết đau đớn, lại càng sống lâu. Sức chiến đấu càng mạnh. Thiên ảnh quân là một nhóm lính đánh thuê, bọn họ không tuân theo ảnh quốc, mà chỉ quan tâm đến quân chủ của bọn họ. Quân chủ thiên ảnh quân là người có thực lực mạnh nhất trong số họ, từng bước một giết chết người mạnh nhất, ngay cả quốc vương ảnh quốc nhìn thấy hắn ta cũng phải có thái độ tôn kính. Thiên ảnh quân mạnh cỡ nào? Ngô Bình hỏi. Phương Lập, chỗ đáng sợ nhất của thiên ảnh quân chính là bóng của bọn họ có thể khống chế được ý chí của kẻ địch. Từ đó khiến cho kẻ địch tự giết hại lẫn nhau. Đương nhiên, bản thân thực lực của thiên ảnh quân cũng đã vô cùng mạnh mẽ rồi, đơn binh ít nhất cũng đã là tu sĩ có thực lực cửu biến. Bách phu trưởng, thiên phu trưởng của bọn chúng còn có thực lực mạnh hơn, rất nhiều người trong số đó đều là cường giả thánh hiền vương, thánh nhân. Nghe nói thiên ảnh quân có thể dùng bóng của mình để khống chế người khác, anh không khỏi nghĩ đến huyền ảnh công của mình, hai thứ này không phải giống nhau hay sao? Phương Lập, chủ nhân, hôm nay chúa tể xuất binh đánh hạ thành Cửu Long. Bên trong thành Cửu Long có mười mấy vạn cây xích long quả,
được người của Xích Long tộc đặc biệt phái người trông coi. Nhưng ta nghe nói, Thiên Ảnh quân vừa phái ra một đội ngũ chiếm đoạt vườn Xích Long quả này. Ngô Bình cực kỳ tức giận, Xích Long quả là sản nghiệp của ta, thế mà bọn họ cũng dám đoạt. Phương Lập cười khổ, chúa tể đang giao thiệp với quân chủ của Thiên Ảnh quân, nhưng đối phương hình như không muốn rút lui. Ngô Bình không nói hai lời, lập tức đưa theo Phương Lập đi đến thành Cửu Long. Quy mô của thành Cửu Long còn lớn hơn thành Kim Ngô một chút, là thành phố trung tâm của Xích Long tộc, hơn nữa chỗ này còn có Xích Long quả. Sau khi Ngô Bình và Phương Lập đến, nhìn thấy Lý Thần Đồ đầu tiên. Lúc này, Lý Thần Đồ mang vẻ mặt tức giận mà ngồi ở trên sảnh uống rượu giải sầu, thấy Ngô Bình đi đến, ông ấy hỏi, Ngô công tử, cậu đến đúng lúc lắm. Ngô Bình, tiền bối, ta đã biết rồi, Thiên Ảnh quân khống chế vườn Xích Long quả đúng không? Lý Thần Đồ gật đầu, Ảnh quốc luôn được nhân tộc coi là đồng loại, cho nên ta cũng không thể cứng rắn quá mức với bọn chúng, có thể không xung đột thì sẽ không xung đột. Ngô Bình hỏi, lý do mà Thiên Ảnh quân chiếm cứ vườn Xích Long quả? Lý Thần Đồ cười lạnh, bọn họ cần lý do làm gì? Hoàn toàn không nói đạo lý, thế nhưng cậu yên tâm, ta nhất định sẽ lấy được vườn Xích Long quả về. Hai người đang nói vài câu, có người đến báo, nói, chúa tể, đã bắt được một tên mật thám của Thiên Ảnh quân. Lý Thần Đồ đang buồn bực, lạnh lùng nói, nhốt lại trước đi. Nghe nói là Thiên Ảnh quân, Ngô Bình cũng cảm thấy hứng thú, nói, dẫn đến ta nhìn thử xem. Vâng, người thuộc hạ kia cũng nhận ra được Ngô Bình, lập tức dẫn người đến. Người kia là một người lính trẻ, trên mặt có ám văn quỷ dị phức tạp, người cao 1m95, cơ thể cường tráng. Người này bị trói gô, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn ta có vẻ không phục, nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm Ngô Bình. Ngô Bình hỏi, cậu không phục? Đối phương cười lạnh, bọn họ có hơn 100 người, dùng chiến trận để bắt ta, như thế thì có bản lĩnh gì? Có ngon thì ra đây một chọi một với ta. Ngô Bình lập tức nói, thả cậu ta ra. Người thuộc hạ kia buông người kia ra, tên lính Thiên Ảnh quân này lập tức đứng lên, nghi hoặc nhìn Ngô Bình. Ngô Bình hỏi, cậu giữ chức vụ gì ở Thiên Ảnh quân? Người này ngạo nghễ nói, ta là Thiên Phu trưởng Thiên Ảnh quân. Ngô Bình, khó trách lại kiêu ngạo như vậy, hóa ra là Thiên Phu trưởng. Ta cho cậu một cơ hội, chúng ta một chọi một, chỉ cần cậu có thể đánh thắng được ta thì ta sẽ thả cậu đi ngay lập tức. Hai mắt đối phương sáng lên, thật. Ngô Bình, đương nhiên là thật, thế nhưng, nếu cậu thua thì phải ngoan ngoãn trả lời câu hỏi mà ta đưa ra, ta hỏi cái gì thì cậu cũng đều phải trả lời đúng sự thật. Người này nghĩ một lát, nói, có thể. Thật hiển nhiên, hắn ta cực kỳ tin tưởng vào chính mình, cho rằng bản thân sẽ không hề thua. Ngô Bình cười nói, cậu tên gì? Ta tên Xích Ảnh Tam Thất. Ngô Bình gật đầu, được. Xích Ảnh Tam Thất, cậu ra tay đi. Xích Ảnh Tam Thất hơi hơi khom người, làm dáng vẻ như đang lao đến. Nhưng thực ra, bóng của hắn ta âm thầm chui đến dưới chân Ngô Bình, ý đồ khống chế anh. Loại thủ đoạn này của hắn ta và Huyền Ảnh Công mà Ngô Bình tu luyện rất giống nhau, Ngô Bình làm sao có thể bị mắc mưu như thế được. Anh dậm chân một cái, dưới sức mạnh chấn động của Thiên Ảnh Công, cái bóng kia lập tức bị chia năm xẻ bảy. Xích Ảnh Tam Thất kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, biểu cảm vô cùng thống khổ. Ngô Bình cười lạnh, thủ đoạn của Thiên Ảnh quân các ngươi cũng chỉ có như thế thôi. Xích Ảnh Tam Thất giận dữ, lần này hắn ta không dùng bóng, mà lao về phái Ngô Bình nhanh như một tia chớp. Hắn ta vừa cử động, dưới chân của Ngô Bình lập tức lao ra một đạo huyền ảnh, trong nháy mắt đã đóng đinh bóng của Xích Ảnh Tam Thất lại. Ngay lập tức, cơ thể Xích Ảnh Tam Thất cứng đờ, sau đó đứng thẳng không nhúc nhích. Ngô Bình đi đến, vỗ vỗ bả vai của hắn ta, hỏi, cậu có phục không? Mặt Xích Ảnh Tam Thất tái nhợt, run giọng hỏi, làm sao cậu có thể hiểu được thủ đoạn của Thiên Ảnh quân bọn ta? Ngô Bình, thủ đoạn của ta so ra còn cao minh hơn so với Thiên Ảnh quân của các ngươi. Bây giờ ta hỏi cậu vài chuyện, cậu phải trả lời thành thật. Xích Ảnh Tam Thất vô cùng kinh ngạc, hắn ta nhẹ nhàng thở dài nói, cậu cứ hỏi đi. Ngô Bình, có bao nhiêu Thiên Ảnh quân trông coi vườn Xích Long quả? Xích Ảnh Tam Thất nói, 5 vạn người. Quân chủ của các người cũng ở đó. Quân chủ đưa 20 vạn Thiên Ảnh quân đóng quân ở ngoài thành, tùy thời tiếp ứng bọn ta. Xích Ảnh Tam Thất nói, ta khuyên các người không cần đối nghịch với Thiên Ảnh quân đoạn ta. Luận về sức chiến đấu,
Thiên Ảnh Quân của bọn ta không có đối thủ. Ngô Bình, cậu là Thiên Phu Trưởng, vậy thực lực của Vạn Phu Trưởng sẽ còn mạnh hơn nữa đúng không? Xích Ảnh Tam Thất, đương nhiên, thực lực của ta chỉ ở Hiền Vương Cảnh, còn Vạn Phu Trưởng ít nhất cũng đã ở Thánh Nhân Cảnh. Ngô Bình lại hỏi thêm một số vấn đề, Đại Khái Anh đã biết được tình huống của Thiên Ảnh Quân. Đòn sát thủ của Thiên Ảnh Quân chính là cái bóng mà bọn họ kế thừa từ ảnh tộc, bóng của bọn họ trải qua tu luyện có thể khống chế thần hồn người khác. Mặt khác, cơ thể của Thiên Ảnh Quân cũng vô cùng khỏe mạnh, ra tay nhanh nhẹn, sức lực cũng vô cùng lớn. Hơn nữa, cái bóng của bọn họ càng mạnh thì địa vị ở trong quân càng cao. Giống như đại quân chủ, bóng của hắn ta có thể chia ra thành vạn, mỗi một cái bóng đều có thể khống chế hoặc giết chết một kẻ địch, vì thế mới nhận được tôn trọng của Thiên Ảnh Quân. Bình thường Thiên Ảnh Quân đều sẽ tu luyện cái bóng của mình, chỉ là biện pháp tu luyện có hơi không được cao minh cho lắm, ít nhất thì trong mắt Ngô Bình có hơi ngu ngốc, so với việc anh tu luyện huyền ảnh công còn kém xa nhiều. Ngô Bình nói, Xích Ảnh Tam Thất, tiếp theo ta sẽ giúp cậu trở thành quân chủ Thiên Ảnh Quân, cậu đồng ý không? Xích Ảnh Tam Thất ngơ ngác, cậu giúp ta trở thành quân chủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 217.